Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1416, một cứng mà không chết mới phấn khích. Khi Thích Phúc Lai đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân mỉm cười đi ra khỏi ghế bàn làm việc mời Thích Phúc Lai ngồi xuống ghế salon. Thích Phúc Lai cũng nở nụ cười sáng lạn, người không biết chuyện còn cho rằng đây chỉ đơn giản là thủ hạ đến báo cáo công tác. Nhưng dù Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn biết Thích Phúc Lai đến không đơn giản như những biểu hiện vẻ bề ngoài. Sau khi dâng trà cho Thích Phúc Lai, dù Giang Vĩ cũng không nhanh chóng rời đi mà chậm rãi thu thập văn kiện trong phòng, sợ mình đi ra thì chỗ này sẽ phát sinh động tĩnh không hay. Nhưng chút tâm tư này của Du Giang Vĩ cũng không che giấu được Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nói với hắn hai câu, nói cậu đặt văn kiện lên bàn là được, thế là Du Giang Vĩ hiểu ý rời đi. Trưởng phòng Vương, lần này thành phố Lâm Hồ chúng tôi và thành phố Ngân Bằng đạt thành hiệp nghị, hai bên cùng xây dựng hành lang phát triển kinh tế. Thích Phúc Lai cũng không chờ Du Giang Vĩ rời khỏi phòng mà nhanh chóng lấy thiệp mời trong cặp của mình ra, sau đó dùng hai tay đưa đến cho Vương Tử Quân, gương mặt lộ ra nụ cười cung kính, nghi thức hợp tác sẽ được cử hành vào thứ năm, kính mong trưởng phòng Vương đến chỉ đạo một chút. Vương Tử Quân tiếp nhận thiệp mời được đóng dấu đàng hoàng từ trong tay của Thích Phúc Lai, trên mặt nở nụ cười. Sau đó cười nói với Thích Phúc Lai, thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng cùng liên hợp tạo nên hành lang kinh tế, đây là chuyện tốt. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã khích lệ, thành phố chúng tôi và Ngân Bằng cùng liên hợp với nhau cũng là vì có ưu thế góc bù, hai bên liên hệ sẽ tăng sức cạnh tranh lẫn nhau. Thích Phúc Lai cung kính trả lời, sau đó nói tiếp, vì đẩy mạnh thanh thế cho hành lang phát triển kinh tế, cũng hấp dẫn doanh nghiệp tham gia đầu tư, kính mong trưởng phòng Vương nhất định phải đến tham gia. Vương Tử Quân gật đầu nói, nếu như không có chuyện gì khác tôi sẽ đến tham gia. Ha ha ha, cảm ơn trưởng phòng Vương đã giúp đỡ cho công tác của thành phố Lâm Hồ chúng tôi tin trưởng phòng Vương đến sẽ càng tiếp thêm động lực cho mối liên hợp của hai thành phố chúng tôi. Thích Phúc Lai nói xong thì đứng lên, trưởng phòng Vương, ngài cứ bận rộn, tôi cũng không quấy rầy công tác của ngài. Vương Tử Quân cười cười bắt tay với Thích Phúc Lai, cũng đưa đối phương ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc ra khỏi cửa thì Thích Phúc Lai lại dùng giọng chân thành nói, trưởng phòng Vương, chúng tôi đã phát thiệp mời các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, bọn họ đều tỏ vẻ sẽ giúp đỡ công tác của chúng tôi, phòng tổ chức là nhà mẹ đẻ của cán bộ đảng viên, mong ngài cũng giúp đỡ cho vài phần. Thích Phúc Lai nói những lời này trước mặt người bình thường thì không có vấn đề, thế nhưng với quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân, hai bên đang có mối quan hệ rất vi diệu, câu nói này ra khỏi miệng thì lại có ý nghĩa khác. Du Giang Vĩ đi ra đúng lúc Vương Tử Quân đang tiễn khách, hắn vừa vặn nghe được những lời này, sau đó cảm thấy không có chút hương vị. Hắn nhìn gương mặt không chút động tĩnh của Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn mở miệng đáp lễ với Thích Phúc Lai. Nhưng cuối cùng Du Giang Vĩ vẫn ngăn chặn xúc động của mình. Hắn là một thư ký, khi mà lãnh đạo chưa cho ra chỉ thị rõ ràng, hắn căn bản không nên cho ra hành vi thất lễ. Nếu nóng đầu lên và tiến hành thì căn bản là quá ngây thơ. Sau khi cùng Vương Tử Quân quay về phòng, hắn nhanh chóng dọn sạch ly trà của Thích Phúc Lai, lại nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc của Vương Tử Quân. Du Giang Vĩ nhìn Vương Tử Quân hứng thú lật qua lật lại tờ thiếp mời, hắn không khỏi cố lấy dũng khí nói, trưởng phòng Vương, tôi cảm thấy Thích Phúc Lai phát thiếp mời cho ngài rõ ràng là đang cảm thấy không yên lòng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Thích Phúc Lai sau đó cười cười nói, người ta mời chúng ta đến tham gia nghi thức hợp tác kinh tế, xem như coi trọng chúng ta, thế nên những lời này của cậu đến chỗ tôi thì nên dừng, cũng không nên đi ra ngoài nói lung tung. Trưởng phòng, tôi biết rõ điều này, nhưng hành lang kinh tế của bọn họ không được khởi hành sớm hay muộn, lại vào đúng lúc này. Tôi cảm thấy anh ấy đang là... Du Giang Vĩ nói đến đây thì dừng lại một chút, trưởng phòng, ngài có rảnh tham gia nghi thức khởi công này không? Nhìn kỹ rồi mới cho ra quyết định, Vương Tử Quân đặt thiếp mời xuống bàn rồi dùng giọng tùy ý nói. Sau khi Du Giang Vĩ đi ra khỏi phòng làm việc của mình, vẻ mặt Vương Tử Quân chợt trở nên ngưng trọng. Thích Phúc Lai đưa thiệp mời, rõ ràng là có ý nghĩa khiêu chiến, hắn sao không nhìn ra cho được. Nhưng Thích Phúc Lai ra tay nhìn qua không chút sai lầm, vì vậy hắn tuy biết rõ nhưng cũng không thể đánh mất phong thái của mình được. Không tham gia tuy đơn giản nhưng lại có nhiều vấn đề. Vì lúc này có nhiều người đang nhìn Thích Phúc Lai đưa thiệp mời đến tay mình,
chính mình lảng tránh không đến, ngược lại có chút không phóng khoáng. Thích Phúc Lai quả nhiên cũng là một nhân vật, mới đó đã có sách lược tấn công mình, hơn nữa hành động lần này còn làm cho Vương Tử Quân tiến vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân lại cầm thiệp mời trên bàn lên, trên mặt lộ ra nụ cười nghiêm ngấm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn có chút chần chờ rồi nghe máy. Sau khi nghe giọng nói từ bên kia truyền đến, Vương Tử Quân có chút kinh ngạc. Tuy hắn là người thúc đẩy chuyện này, thế nhưng hắn cũng không ngờ vấn đề này lại thành ra như vậy. Đạt thành hiệp nghị dẫn độ, hơn nữa chỉ trong thời gian ngắn mà đã có kết quả, căn bản là quá đủ rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện mình chỉ nói ra lời đề nghị với Lâm Trạch Viễn, không ngờ sự việc lại được thoải mái giải quyết như thế. Vương Tử Quân vốn đang có chút đau đầu xem có nên đi tham gia nghi thức liên hợp kinh tế giữa hai thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng hay không, bây giờ căn bản không còn là vấn đề. Hắn đặt điện thoại xuống, lại cầm thiệp mời lên, sau đó chợt lóe lên vài ý nghĩ trẻ con. Đưa thiệp mời đến rất đúng lúc, Diệp Thừa Dân cầm thiệp mời lên mà gương mặt không khỏi bừng bừng hào hứng, một tờ thiệp mời nho nhỏ thế nhưng giống như là vật chí bảo trong mắt lão. Lão nhìn tấm thiệp mời của mình vài lượt, sau đó cười nói với thư ký trưởng Đào Nhất Hành ở bên cạnh, thư ký trưởng Nhất Hành, anh có nhận được thiệp mời không? Bí thư, vừa rồi bí thư Thích đã đưa thiệp mời đến phòng làm việc của tôi rồi. Đào Nhất Hành bưng ly nước lên rồi dùng giọng cung kính nói. Thiệp mời này chính là Thích Phúc Lai đang bỏ ra tiền vốn, anh nhìn dòng chữ ghi trên thiệp mời mà xem, rõ ràng là được danh gia thư pháp ghi lại, nếu để thêm vài năm nữa chỉ sợ sẽ rất đáng giá. Diệp Thừa Dân chỉ vào lạc khoản trong tờ thiệp mời mà không khỏi nở nụ cười trêu chọc. Chương 1416, hai cứng mà không chết mới phấn khích. Đào Nhất Hành là thường ủy tỉnh ủy, nhưng lại là một đại thư ký của Diệp Thừa Dân, công tác của hắn gần đây cũng căn bản cực kỳ quán triệt tư tưởng đại thư ký của lãnh đạo. Lúc này hắn thấy Diệp Thừa Dân có hứng thú với tờ thiệp mời, thế là vừa cười vừa nói, bí thư, của tôi lại kém hơn một chút, chỉ là được đánh máy sẵn. Dù là siêu tầm cũng không có giá trị. Ha ha ha, Diệp Thừa Dân cười vài tiếng, sau đó lên tiếng, tôi nói cho anh biết nhé, anh không cần có tâm tư như vậy, nếu không thì thế này, anh lấy phần của tôi đi, hoặc là bảo Thích Phúc Lai bổ sung thêm một phần nữa là được. Đào Nhất Hành tất nhiên không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, hắn cười cười thuận tiện di chuyển đề tài, tôi nghe nói hôm nay Thích Phúc Lai tự mình đến phòng đưa thiệp mời cho trưởng phòng Vương. Diệp Thừa Dân không nói gì, lão tất nhiên biết rõ ý nghĩa của hành vi Thích Phúc Lai tự mình đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân là gì. Tuy ý nghĩa của nó chỉ thầm hiểu mà không truyền ra bên ngoài, thế nhưng dù là ai nghe được tin tức này cũng phải ngầm hiểu rõ vấn đề. Thế nhưng dù có người nói ra thì Thích Phúc Lai cũng sẽ tuyệt đối không thừa nhận. Xem ra Thích Phúc Lai có lá gan khá lớn, Diệp Thừa Dân dùng giọng trầm bổng nói. Đào Nhất Hành căn bản thừa nhận ý nghĩ của Diệp Thừa Dân. Sau khi nghe nói Thích Phúc Lai đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân, hắn cũng hiểu được cá tính của người này. Tuy ai cũng biết sự việc giữa Thích Phúc Lai và Vương Tử Quân, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, ít nhất cũng là lãnh đạo của Thích Phúc Lai, còn Thích Phúc Lai tổ chức nghi thức lần này nhìn từ phương diện nào đó rõ ràng là một đòn phản kích với Vương Tử Quân. Đối với Thích Phúc Lai thì muốn hoàn thành đợt phản kích lần này căn bản có nhiều phương pháp tha hồ áp dụng. Thế nhưng hắn lại chọn phương án đưa thiệp mời cho Vương Tử Quân, đây căn bản là một hành vi khiêu khích. Vương Tử Quân lúc này nên làm gì bây giờ? Đi sao? Như vậy chỉ có thể cổ động cho Thích Phúc Lai, làm cho Thích Phúc Lai càng có thêm cảnh tượng, còn nếu không đi, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn không phóng khoáng. Bây giờ rõ ràng đi hay không là vấn đề rất khó khăn của Vương Tử Quân. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Đào Nhất Hành cuối cùng xem nó là trọng điểm. Hắn nhìn về phía Diệp Thừa Dân rồi khẽ nói, bí thư, ngài có tham gia nghi thức lần này không? Hai bên liên hợp tạo nên hành lang kinh tế, hơn nữa còn có con số phát triển kinh tế ấn tượng, ý nghĩa của nó là bất phàm. Chúng ta nên tăng cường giúp đỡ những hành vi tăng cường liên hợp đẩy mạnh kinh tế này, tôi vì sao lại không đi? Diệp Thừa Dân nhìn Đào Nhất Hành rồi hỏi ngược lại một câu. Diệp Thừa Dân thấy nếu như chỉ vì ân oán cá nhân tranh chấp cao thấp mà làm cho sự việc thêm căng thẳng thì Thích Phúc Lai cũng không tốt, Vương Tử Quân cũng không hay, kết quả là hai bên lưỡng bại câu thương.
Đây là vấn đề tranh đấu lợi hại giữa hai vị đầu sỏ trong tỉnh, Diệp Thừa Dân là người cầm lái tỉnh Nam Giang, tất nhiên sẽ không xuất phát từ phương diện cá nhân, sẽ đứng trên lập trường cao để hóa giải những vấn đề bên trong, đây mới thật sự xứng đáng phong độ của một chính trị gia trưởng thành. Diệp Thừa Dân mặc dù nói đến phương diện phát triển kinh tế thế nhưng không khỏi làm cho tâm tư của Đào Nhất Hành biến đổi. Hắn mặc dù hỏi Diệp Thừa Dân có tham gia hay không, thế nhưng thực tế lại nhìn vào thái độ của Diệp Thừa Dân với Vương Tử Quân. Nếu như Diệp Thừa Dân không tham gia, như vậy hắn vẫn tiếp tục bảo trì quan hệ tốt đẹp với Vương Tử Quân. Nếu Diệp Thừa Dân có tham gia, như vậy rõ ràng là bí thư đã hạ quyết tâm, chuẩn bị gõ đầu một vị thường ủy không nghe lời là Vương Tử Quân. Sự việc đến mức độ này thì hắn cũng nên cho ra những lựa chọn tương ứng. Xem ra sau này mình nên bảo trì khoảng cách với Vương Tử Quân. Đào Nhất Hành thầm cảm khái, cũng không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Tuy hắn rất tình nguyện bảo trì tình cảm tốt đẹp với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn và Vương Tử Quân cũng không cùng hàng ngũ, nếu như để cho Vương Tử Quân rơi ra phía sau mình, hắn căn bản cảm thấy rất thích thú. Xem ra Vương Tử Quân khó qua được cửa ải lần này. Đông Hồng vào đêm có thêm chút gió biển làm cho người ta cảm thấy có vài phần ướt át. Đám trai gái bận rộn cả ngày đã làm cho ban đêm cực kỳ náo nhiệt. Đi trên những con đường xa hoa trụy lạc thỉnh thoảng có thể thấy nhiều nhóm người đang cuồng hoan. Vương Tử Quân mặc một bộ quần áo bình thường, hắn mặc một chiếc quần được Mạc Tiểu Bắc mua cho ngoài bãi biển, mặc dù không đeo kính đen nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ thanh niên. Vương Tử Quân sở dĩ chọn loại quần áo này đi ra ngoài vì Mạc Tiểu Bắc cần phải đến cổ động cho một người chỉ công tác trong sở nghiên cứu, nói là phải muốn đến chợ đêm Đông Hồng. Nếu so sánh với cách ăn mặc cực kỳ thanh niên của Vương Tử Quân thì Mạc Tiểu Bắc lại hấp dẫn ánh mắt của người khác. Nàng mặc váy trắng dài giống như một ngôi sao phiêu lãng trên trời, làm cho người ta không nhịn được phải ném ánh mắt về phía nàng. Điều cần vỗ tay tán dương chính là cái cổ của nàng, thật sự trắng nõn như ngà. Lại cực kỳ nhẵn nhụi, làm cho người ta sinh ra cảm giác ưu việt bẩm sinh. Có một người vợ xinh đẹp như vậy không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra áp lực, hắn thậm chí còn nghe được chung quanh vang lên vài giọng nói ghen ghét. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ không quan tâm đến những lời nói ghen ghét ở chung quanh, khi hắn đang thả lỏng cùng dạo phố với Mạc Tiểu Bắc thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân có hai bộ điện thoại, chiếc điện thoại hắn cầm trong tay căn bản cũng không có nhiều người biết. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại người gọi đến, sau đó cười nói, Bí thư Đậu, tôi là Vương Tử Quân. Người gọi điện thoại đến là Đậu Minh Đường, tuy Vương Tử Quân đã che điện thoại nhưng những âm thanh la hét chung quanh vẫn được truyền sang cho người gọi điện bên kia. Đậu Minh Đường nói một câu bắt chuyện, sau đó trực tiếp nói, trưởng phòng Vương, bây giờ anh đang ở đâu, sao mà ồn vậy? Tôi đang đi dạo chợ đêm với vợ, Bí thư Đậu có chuyện gì sao? Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý hỏi Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường cười cười nói, trưởng phòng Vương thật sự là quá thản nhiên, đúng rồi, anh có phải đang ở đường thập tự trong chợ đêm không? Đậu Minh Đường là bí thư tiền nhiệm của thành phố Đông Hồng, hắn có thể nói là cực kỳ quen thuộc thành phố này. Khi Vương Tử Quân nói ra hai chữ chợ đêm, hắn trên cơ bản đã có thể xác định được vị trí của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng giọng khẳng định trả lời, chợt nghe Đậu Minh Đường nói. Vừa rồi tôi vừa tiếp một tổ nghiên cứu của bộ tuyên truyền, có uống vài ly rượu nhưng lại ăn không no. Tôi biết rõ chợ đêm bên kia có một quán hải sản rất ngon, tuy không lớn nhưng lại ăn ngon miệng. Trưởng phòng Vương, nếu không chúng ta đến đó lấp đầy bụng nhé. Đậu Minh Đường mời mình đi ăn hải sản, Vương Tử Quân không cho rằng đây là trùng hợp. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân cười cười nói, nếu Bí thư Đậu đã mời khách, tôi đây cũng không khách khí. Lát nữa chúng ta gặp nhau. Chương 1417, lo lắng ở thực lực. Sau khi đi vào địa điểm mà Đậu Minh Đường đã hẹn, Vương Tử Quân phát hiện nơi này cũng không phải nhỏ, là một cửa hàng được quy hoạch của chợ đêm, nơi đây có đầy người, tiếng la hét ồn ào liên tục vang lên. Khi Vương Tử Quân đi đến cổng quán ăn, thư ký của Đậu Minh Đường đã chờ sẵn bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì hắn nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Trưởng phòng Vương, Bí thư Đậu đang ở bên trên. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đi theo thư ký của Đậu Minh Đường tiến lên hai tầng, sau đó đi đến đỉnh của tòa nhà. Mái nhà không nhỏ nhưng lại chỉ có một chiếc dù lớn và một chiếc bàn, nhìn qua thấy thư thái hơn bầu không khí bên dưới rất nhiều,
gió thổi lên người làm cho người ta sinh ra cảm giác thoải mái. Đậu Minh Đường đang ngồi bên cạnh bàn đá, hắn nhìn nhóm người Vương Tử Quân đi đến thì cười cười nói, trưởng phòng Tử Quân, hôm nay mọi người đến đây, tôi sẽ mời hai người nếm thử món nướng đặc sắc của thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân tuy không biết rõ lúc này Đậu Minh Đường muốn làm gì, thế nhưng khách cũng phải đi theo chủ mà thôi. Hắn và Mạc Tiểu Bắc ngồi xuống, sau đó hắn nói với Đậu Minh Đường, bí thư Đậu, không ngờ nơi này còn có chỗ tốt như vậy. Ha ha ha, tôi cũng chỉ đến đây một thời gian mà thôi, nhưng này trưởng phòng Tử Quân, nếu như muốn ăn một bữa đặc biệt, tốt nhất cũng không phải là khách sạn lớn, mà phải là quán ăn nhỏ. Đậu Minh Đường nói rồi chỉ vào quán nướng bên dưới nói, anh nhìn thấy không, nơi này khá đơn sơ, nhưng lại bán buôn cả đêm cực kỳ bận rộn, tất nhiên quán bọn họ phải có vài món đặc biệt. Đậu Minh Đường nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc đang ngồi lẳng lặng bên cạnh, em gái, tôi đã quấy rầy hai vợ chồng đi dạo phố, thật sự là tội đáng chết, chút nữa mọi người cứ mặc sức gọi món, chỉ cần vui vẻ là được. Khi làm việc thì Đậu Minh Đường là người nói năng cực kỳ thận trọng, thế nhưng lúc này hắn lại phát huy cao độ bộ mặt ẩn giấu của mình. Nếu như là người không biết thân phận của hắn, còn tưởng rằng hắn là một người chú nhà bên. Nhưng Đậu Minh Đường có nói lời vui vẻ cũng xem như tìm lầm người, Mạc Tiểu Bắc bây giờ căn bản là khá hòa nhã phóng khoáng, thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là thay đổi tính nết, thế cho nên chỉ cười nhạt với những lời của Đậu Minh Đường mà không có đáp lại bất kỳ lời nào khác. Vương Tử Quân khẽ vỗ lên tay Mạc Tiểu Bắc, sau đó hắn cười nói với Đậu Minh Đường, bí thư Đậu, Tiểu Bắc thích ăn hải sản nhất, vừa rồi hai người chúng tôi còn định đi đâu dùng vài món, cũng không ngờ đúng lúc trời mưa. Khi ba người đang trò chuyện thì một người đàn ông trung niên béo lùn ục ịch chạy đến, hắn đi đến bên cạnh Đậu Minh Đường rồi dùng giọng cung kính nói, Dược, vừa rồi cháu ra ngoài làm chút chuyện, cũng không biết ngài đến. Đậu Minh Đường cũng không giới thiệu Vương Tử Quân, hắn chỉ vào người đàn ông bên cạnh rồi nói, đây là đứa cháu của chị dâu, nó học nghề nấu nướng, bây giờ dựa vào chính mình để nuôi sống mình, thế nhưng lại được nhiều tiền hơn chúng ta. Người kia vốn cho rằng Vương Tử Quân cũng là hậu bối của Đậu Minh Đường giống như mình, lại không ngờ Đậu Minh Đường nói gì của mình là chị dâu của đối phương. Đậu Minh Đường nói như vậy rõ ràng đã chứng tỏ thân phận giữa hai bên, thế nên người đàn ông kia cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể gọi Vương Tử Quân là chú. Người đàn ông trung niên cảm thấy gọi một người còn trẻ như vậy là chú thì căn bản khó nên lời. Khi trong đầu đang lóe lên nhiều ý nghĩ thì chợt nghe Vương Tử Quân cười nói, bí thư Đậu. Anh nói như vậy thì tôi không đồng ý, vợ tôi căn bản là người có tiền. Mạc Tiểu Bắc vốn lẳng lặng nghe hai người Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường trò chuyện với nhau, bây giờ không ngờ Vương Tử Quân lại nhắc đến mình. Sau khi nghe chồng khích lệ mình trước mặt người ngoài, nàng không khỏi cảm thấy có vài phần ngọt ngào. Đậu Minh Đường biết rõ chuyện của Mạc Tiểu Bắc, nhưng lúc này hắn không kịp phản ứng, chợt nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi vỗ đầu cười nói, ha ha. Tôi thật sự đã quên, đừng nói là tiểu tử này mở quán nướng, cho dù mở quán khắp Nam Giang cũng vẫn kém em gái. Bí thư Đậu quá khen rồi. Mạc Tiểu Bắc cuối cùng cũng nói tiếp lời Đậu Minh Đường. Sau khi gọi vài món cực kỳ đặc biệt của quán hải sản nướng, Đậu Minh Đường gọi cả đồ uống cho Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc. Thân phận của Đậu Minh Đường là quá rõ ràng, mặc dù quán nướng bận túi bụi nhưng các món ăn vẫn được đưa ra với tốc độ nhanh nhất. Lúc ra khỏi nhà thì Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đã dùng cơm, nhưng khi mà Tiểu Bảo Nhi về thủ đô nghỉ hè thì cơm tối của cả hai càng thêm đơn giản. Bây giờ bọn họ đi ra đường, ngửi mùi hương món nướng, chợt cảm thấy có hơi đói. Mạc Tiểu Bắc ăn hai con mực nướng, lúc này Đậu Minh Đường nâng ly rượu lên nói, trưởng phòng Tử Quân, bữa cơm này cũng không đơn giản là mời anh ăn hải sản nướng, anh ăn nhưng còn phải hỗ trợ tôi. Hai ngày nữa tuyến trên cho tôi tham gia một tổ khảo sát, anh cũng biết tôi đến mùa hè thì không thích vận động nhiều, thế nên cũng thấy có chút chán ngẩm. Đậu Minh Đường nói rất có ý nghĩa thế nhưng lại quá rõ ràng, Vương Tử Quân nghe sao lại không hiểu cho được. Hai ngày tới nếu như Vương Tử Quân theo tổ khảo sát rời khỏi Nam Giang, như vậy sẽ có thể giải quyết gọn gàng vấn đề khó khăn của mình vào lúc này. Chỉ cần Vương Tử Quân tham gia tổ khảo sát, như vậy không có ai có thể nói gì được hắn. Nhưng hắn lại thật sự không muốn tham gia tổ khảo sát này. Dù Vương Tử Quân thật sự không nắm chắc, không nắm bài tẩy trong tay thì hắn cũng không lùi bước. Hơn nữa bây giờ hắn căn bản đã nắm được bài tẩy của mình.
Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Đậu Minh Đường, sau đó hắn cười nói, Bí thư Đậu, anh nên cho người khác đi thay mình, hai ngày tới tôi sẽ không rời khỏi Nam Giang. Vương Tử Quân không phải là người dễ dàng thuyết phục, điều này Đậu Minh Đường căn bản là hiểu quá rõ. Hắn cực kỳ hiểu rõ cảm nhận của Vương Tử Quân vào lúc này, nếu như lên tiếng khuyên bảo khó tránh khỏi phương diện làm cho Vương Tử Quân hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Thích Phúc Lai, thế nên phải luôn đắn đo xem xét. Hắn nâng ly lên cùng với Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Tử Quân, anh nghe tôi một câu, có đôi khi có vài vấn đề mà chỉ cần lùi một bước trời cao biển rộng. Tuy bây giờ nhìn qua có vẻ khá cứng nhắc, thế nhưng với lực ảnh hưởng của anh ở Nam Giang, nó có là vấn đề gì chứ? Thích Phúc Lai cho người đưa thiệp mời, điều này nói rõ đã chột dạ, nếu không cũng không hao tổn tâm tư để mở ra hành lang phát triển kinh tế, mà người ta nhận thiệp mời cũng không vội vàng đến trợ uy cho hắn. Đậu Minh Đường nói, Vương Tử Quân nghe mà cảm thấy rất có lý. Hắn cười cười nói Bí thư Đậu, tôi cũng hiểu những điều này, nhưng anh yên tâm, chuyện này đối với tôi thì không có vấn đề gì. Đồng thời tôi cũng cảm thấy có hứng thú với hành lang phát triển kinh tế, người ta đã cho ra một trận chiến lớn, nếu tôi không tham gia thì chẳng phải mất toi công sao. Đậu Minh Đường thật không ngờ bây giờ Vương Tử Quân còn có tâm tư như vậy, hắn không khỏi cười khổ. Lần này hắn sắp xếp cho Vương Tử Quân đi khảo sát cũng không nắm chắc, nhưng hắn bắt buộc phải khuyên Vương Tử Quân. Bây giờ xem ra Đậu Minh Đường không cần phải khuyên nữa. Khi hai người đàn ông đang yên lặng uống rượu, bọn họ đều không phát hiện gương mặt của Mạc Tiểu Bắc có chút biến đổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1418. Một giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra rìa. Thích Phúc Lai mang theo hưng phấn đi về thành phố Lâm Hồ, lần này hắn đến đưa thiệp mời cực kỳ thuận lợi, hắn căn bản rất thỏa mãn. Lúc hắn đi vào nội thành, lúc này tất cả đơn vị đều đã nhanh chóng hành động theo sắp xếp. Thích Phúc Lai vốc nước lên rửa mặt, cảm giác sảng khoái tinh thần, giống như nước không những rửa sạch mặt, còn quét sạch những gì lo lắng trong lòng hắn. Lần này hắn xây dựng hành lang kinh tế, đây không những là phương án khắc phục khó khăn hiện tại, còn có ý nghĩa gia tăng quyền uy của mình. Vương Tử Quân không làm gì được mình, vì mình có được sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo tỉnh. Không những có chủ tịch Trử đến cổ vũ mình, thậm chí cả bí thư Diệp cũng đi sang, một nghi thức long trọng như vậy là căn bản cực kỳ khó có được. Thích Phúc Lai nghĩ đến những câu khẳng định của hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh, hắn không khỏi cảm thấy thêm phấn chấn. Hắn càng có thêm chút tâm tư vội vàng với sự kiện lần này. Vương Tử Quân sẽ đi đến sao? Thích Phúc Lai ngồi trên xe mà không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Thích Phúc Lai lầm bầm lại cho ra âm thanh rõ ràng, điều này không khỏi làm cho Trần Kiến Dương ngồi bên cạnh ghế tài xế chợt giật mình. Hắn nhìn thoáng qua lãnh đạo bằng gương chiếu hậu, phát hiện lãnh đạo cũng không phải hỏi mình, thế cho nên giả vờ như không nghe thấy, mắt vẫn nhìn về phía trước. Trần Kiến Dương muốn đi đến vị trí thư ký trưởng từ cấp phó thư ký trưởng. Hắn bức thiết nhận được sự tán thưởng của Thích Phúc Lai. Hắn hy vọng có thể tâm tư tương thông với Thích Phúc Lai, đều phải ngầm hiểu từng câu từng ánh mắt của bí thư Thích, mọi điểm đều thông, sau đó cho ra câu trả lời thỏa đáng. Nhưng vấn đề này căn bản là khó khăn quá lớn với Trần Kiến Dương, Vương Tử Quân không phải là người thường, hắn cảm thấy không thể nhìn phong cách hành sự của người bình thường để phỏng đoán người này, tất nhiên cũng không cần suy đoán xem Vương Tử Quân có tham gia buổi lễ kia hay không. Cũng may Thích Phúc Lai nói xong thì nhắm mắt lại, Trần Kiến Dương cũng trầm tư suy nghĩ, giả vờ câm điếc. Cả thành phố Lâm Hồ vì hành lang phát triển kinh tế mà huy động nhân lực vật lực trên quy mô lớn, trên cơ bản làm cho tất cả cán bộ đảng viên phải vùi đầu vào trong nhiệm vụ được giao. Thị ủy ra lệnh một tiếng, tất cả đơn vị ban ngành có tiền phải bỏ tiền, có lực bỏ lực, chỉ vài ngày sau thì công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Rất nhiều lãnh đạo đơn vị vì biểu hiện sự coi trọng sự việc này trước mặt Thích Phúc Lai mà hầu như mỗi ngày đều phải vùi đầu vào công tác. Đám người này liên tục thể hiện sự trung tâm, tất nhiên công tác kế tiếp sẽ được Thích Phúc Lai khen ngợi. Rất nhiều người cảm thấy quan trường dành cho người đắc thế, tay chân nhanh nhẹn trơn tuột, ngoài miệng bôi mật thích vuốt mông ngựa, thực chất cũng không phải. Khi mà tố chất lãnh đạo liên tục được tăng cường, không còn vị lãnh đạo nào bị mê hoặc bởi những trò vặt vãnh kia. Bọn họ cần nhìn vào thành tích, dù sao thì cũng cần có thực lực mới lên tiếng được. Vì vậy những người trong suy nghĩ của lãnh đạo cũng không phải đám nịnh hót luôn miệng,
mà là những người có thể bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo, hiểu rõ ý chỉ tinh thần của lãnh đạo, sau đó làm việc không dừng tay. Sau vài trận chiến đẹp đẽ sinh động thì anh có thể trổ hết tài năng, sẽ để lại ấn tượng khắc sâu cho lãnh đạo, cứ thế mà địa vị của anh sẽ được đề cao. Nghe nói trong thể chế chính trị thành phố Lâm Hồ có lưu truyền một câu nói uyên bác của Thích Phúc Lai về phương diện chiến tích, lãnh đạo đặt anh lên ghế cũng không phải là giải quyết vấn đề, mà là sáng tạo ra vấn đề. Nếu như anh không tiếp thu chính sách của thượng cấp, không bảo trì sự nhất trí cao độ với tổ chức, không giải quyết thành thạo tất cả những vấn đề phát sinh, như vậy bản thân anh cũng là một vấn đề. Nếu anh giải quyết được vấn đề thì thăng chức, không thì phải thoái vị, tan học. Đây là một câu nói được cả thành phố Lâm Hồ nghị luận sôi nổi. Vì vậy sau khi có một hoạt động gì với thanh thế lớn thường xuất hiện những đơn vị tiên tiến, sau đó đơn vị tiên tiến sẽ cho ra tấm gương điển hình, sẽ tác động đến tư duy của các vị lãnh đạo đơn vị, dù là ai cũng phải tự mình ra ngựa đốc chiến. Ví dụ như lãnh đạo Cục Công an ra sức hành động xử lý những trường hợp đậu xe sai quy định, quản lý đô thị tăng cường làm đẹp vẻ mặt thành phố, thế là đầu đường cuối ngõ xuất hiện đầy những người mặc đồng phục xử lý công. Dưới sự chờ mong nóng bỏng của cán bộ và nhân dân thành phố Lâm Hồ, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức nghi thức đặt nền móng cho hành lang kinh tế Lâm Hồ và Ngân Bằng. Buổi tối trước đó một ngày thì Thích Phúc Lai còn gọi điện thoại cho từng vị thường ủy tỉnh ủy, trịnh trọng mời bọn họ đến thành phố Lâm Hồ chỉ đạo công tác. Sau khi Thích Phúc Lai xác định bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trử Vận Phong đều đến, bàn tay gọi điện thoại của hắn không khỏi có chút run rẩy. Dù sao đây cũng là hai vị lãnh đạo đứng đầu Nam Giang, tư thái quá mạnh mẽ, ý nghĩa của sự việc lãnh đạo đến tham gia chính là mình thoải mái vượt qua kiểm tra. Đáng tiếc là bí thư Đậu không đến được, nhưng điều này cũng là bình thường, Đậu Minh Đường đi tương đối gần với Vương Tử Quân, không đến là bình thường. Thích Phúc Lai đặt điện thoại xuống rồi nghĩ đến mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường, thế là không khỏi tự an ủi mình. Thích Phúc Lai nhìn những số điện thoại cơ mật trên sổ tay, hắn không khỏi nhìn đến cái tên làm cho mình hận thấu xương, sau đó tiếp tục gọi cho người khác. Tuy giọng điệu tiếp điện thoại của mỗi người là không giống nhau, thế nhưng người nào cũng dùng lời nói nhiệt tình đáp lại hắn. Đặc biệt là Trương Thu Mi càng rõ ràng bày tỏ trong điện thoại là không những đích thân đi đến, còn mời cả những hãng truyền thông nổi tiếng trong nước đến thành phố Lâm Hồ đưa tin. Đây là một việc lớn. Thích Phúc Lai suy xét lời nói của Trương Thu Mi, thế là không khỏi cảm thấy thoải mái hơn. Thích Phúc Lai nhiều lần đặt suy nghĩ lên hai từ trọng đại, cuối cùng lại tiếp tục đưa mắt lên cái tên quen thuộc. Hắn nhìn tên người, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, đó là đối phương có đến không? Thích Phúc Lai hy vọng người này có thể đến tham gia, làm cho đối phương thấy sự việc trọng đại thế nào, để cho đối phương thấy có nhiều lãnh đạo vỗ tay vì hoạt động này. Đây không phải làm cho người ta cảm thấy cực kỳ sảng khoái sao? Kẻ địch phải vỗ tay cho mình, Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thật ra Thích Phúc Lai đang tự hỏi lòng, hắn căn bản không muốn đối nghịch với người kia. Quan trường chú ý hòa hợp êm ái, dù cho anh có chút vướng mắc cũng không nên cố gắng lãng tránh, không kẻ nào tình nguyện đối chọi gay gắt với người nào đó. Hơn nữa đối phương còn là một nhân vật có quyền lực rất mạnh khó thể khinh thường trong Nam Giang. Nhưng bây giờ Thích Phúc Lai căn bản khó thể nào dàn xếp ổn thỏa được, chỉ có thể níu kéo lẫn nhau mà thôi. Nếu như hắn không phản kích, có lẽ sẽ bị đối phương bóp chết trong lòng bàn tay. Kết quả như vậy là tai họa ngập đầu, là thứ mà hắn không thể nào tiếp nhận được. Hắn phải phá vỡ trạng thái này, nếu không thứ mà hắn phải đối mặt chỉ là ngồi chờ chết, đầu rơi máu chảy. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà không khỏi có chút đau thương. Người kia sao cứ gây khó dễ cho mình như vậy? Thích Phúc Lai vừa thầm căm hận vừa bấm số điện thoại, khi điện thoại nối thông thì hắn dùng giọng điệu nịnh nọt nói, chào trưởng phòng Vương, tôi là Thích Phúc Lai của thành phố Lâm Hồ, tôi có vài công tác cần báo cáo với ngài. Chương 1418-2, giải quyết vấn đề thì được thăng chức, không được thì ra rìa. Chào bí thư Thích, tôi là thư ký Du Giang Vĩ của trưởng phòng Vương, lúc này trưởng phòng Vương đang trò chuyện với khách. Ngài chờ chút nữa rồi hãy gọi điện thoại đến. Thích Phúc Lai nghe âm thanh này mà không khỏi cảm thấy hô hấp có chút không thông, chính mình thật vất vả lắm mới thuyết phục được mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, không ngờ lại gặp kết quả như vậy. Giống như hắn đang cúi rạp đầu trên mặt đất bái lạy vài cái, thế nhưng khi ngẩng đầu lên lại giật mình phát hiện mình bái sai người.
Tuy trong lòng cực kỳ uể oải nhưng Thích Phúc Lai vẫn giữ phong độ của mình, hắn dùng giọng khách khí nói với Du Giang Vĩ, à, trưởng ban Du, tôi có chuyện cần báo cáo với trưởng phòng Vương, đợi 10 phút sau gọi điện thoại lại có được không? Vâng, bí thư Thích, tôi sẽ xin chỉ thị của trưởng phòng Vương, để xem anh ấy có thời gian hay không. Du Giang Vĩ nói vô cùng khách khí, nhưng trong lời nói khách khí lại có vài phần ý nghĩ đứng xa vạn dặm. Thích Phúc Lai căn bản không thèm quan tâm đến sự lạnh lùng của Du Giang Vĩ, hắn cảm thấy Du Giang Vĩ có thái độ không mặn không nhạt với mình là quá dễ hiểu. Thư ký là một nghề nghiệp có tính đặc thù, chủ nhục thì thần chết, lúc này thành phố Lâm Hồ tổ chức nghi thức khởi công hành lang kinh tế, căn bản là đòn phản kích với Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân có vẻ mặt tốt đẹp với mình mới là lạ. Sau khi đặt điện thoại xuống thì Thích Phúc Lai thật sự cảm thấy mình có hơi váng đầu. Mình không gọi điện thoại trực tiếp vào văn phòng của Vương Tử Quân, mà xui quỷ khiến thế nào lại cho thư ký của đối phương, để cho viên thư ký kia nói ra những lời làm mình thêm tức. 10 phút căn bản không phải là vấn đề gì lớn với Thích Phúc Lai, thế nhưng thời gian 10 phút này lại làm hắn cảm thấy rất phiền muộn. Thế cho nên khi thư ký đi vào phòng báo cáo công tác, hắn tự dưng muốn mở miệng răn dạy cho đối phương một bài học. Vài phút sau khi mà Thích Phúc Lai đang suy nghĩ thêm đau đầu, điện thoại của hắn chợt vang lên. Thích Phúc Lai có chút căm tức, lại một tên khốn không có ánh mắt, anh gọi điện thoại đến đây làm bận rộn đường dây, không phải làm chậm trễ chuyện của tôi sao? Thích Phúc Lai alo một tiếng mất kiên nhẫn, bên trong có người chợt nói, chào bí thư Thích, tôi là Vương Tử Quân, xấu hổ quá, vừa rồi tôi phải trò chuyện với khách, anh có chuyện gì sao? Sau khi nghe được người gọi điện thoại giới thiệu mình là Vương Tử Quân, Thích Phúc Lai thiếu chút nữa đứng thẳng người lên thật nghiêm. Nhưng cảm giác này chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau đó bị hắn áp chế xuống, hắn dùng giọng cung kính bình thản nói, chào trưởng phòng Vương, lúc này gọi điện thoại không quấy rầy ngài đấy chứ. Tôi thật sự có việc cần xin chỉ thị của ngài. Số là thế này, thành phố Lâm Hồ lần này tổ chức khởi công hành lang kinh tế không thể nào ly khai khỏi sự giúp đỡ của phòng tổ chức tỉnh ủy, thế nên kính mong ngài ngày mai đến giúp đỡ công tác của chúng tôi một chút. Từ chối, mau từ chối. Thích Phúc Lai vì cú điện thoại này mà do dự không ít, bây giờ lại sinh ra cảm giác mèo vờn chuột. Nếu Vương Tử Quân từ chối thì hắn sẽ liều mạng khuyên nhủ, nhìn như cầu cạnh Vương Tử Quân, thật ra hắn cảm thấy mình nên dùng chút trò vui để chơi đùa với đối phương. Được, ngày mai tôi sẽ đi qua. Cảm ơn trưởng phòng Vương, hành lang kinh tế lần này sẽ có tác dụng rất lớn cho sự phát triển của thành phố Lâm Hồ, ngài đến làm tôi cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân tỏ thái độ làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất bất ngờ, thật sự sinh ra cảm giác mình võ trang đầy đủ, chỉ chờ thời điểm tấn công, thế nhưng lại phát hiện chiến tranh kết thúc. Hắn xấu hổ cười một tiếng, trong đầu hiện lên một câu nói, đó là bản thân có đầy đủ tuyệt kỹ tán gái, thế nhưng ra đường lại chỉ gặp những cô bé mà thôi. Vương Tử Quân nhất định sẽ tham gia, hừ, đây không phải là hãm hại người sao? Bí thư Thích, còn có chuyện gì nữa không? Giọng nói bình tĩnh của Vương Tử Quân vẫn truyền đến, giọng điệu rơi vào trai Thích Phúc Lai lại có vẻ cực kỳ bình thản tự nhiên. Tuy cảm thấy bức bối nhưng Thích Phúc Lai dù sao cũng không phải là người thường, hắn khẽ ho khan một tiếng rồi cười nói, trưởng phòng Vương, ngài thật sự cho tôi niềm vui quá lớn, ngày mai tôi sẽ xuất lĩnh toàn thể thành viên ban ngành của cấp ủy chính quyền thành phố Lâm Hồ chờ trưởng phòng Vương đại giá quang lâm. Vậy thì ngày mai gặp. Vương Tử Quân nở nụ cười bình thản rồi cúp điện thoại. Thích Phúc Lai cúp điện thoại mà cảm thấy không cam lòng, nhưng dù hắn không cam lòng thì cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai mà thôi. Thời gian không trôi qua như suy nghĩ của con người, khi Thích Phúc Lai cảm thấy cực kỳ chờ mong để nhanh chóng đến ngày mai tổ chức khởi công hành lang kinh tế thì thời gian trôi qua rất chậm. Khí trời ngày hôm sau thật sự làm cho Thích Phúc Lai sinh ra cảm giác giống như ông trời cũng tốt với mình. Hôm nay mặt trời lên cao rạng rỡ, không gian quang đãng không một bóng mây, mặc dù có hơi nắng nhưng vì nghi thức lần này kết hợp công tác giữa hai thành phố, thế cho nên chưa đến 8 giờ thì Chủ tịch Đồ Ấn Phàm của thành phố Ngân Bằng đã đưa các thành viên ban ngành của Ủy ban thành phố đến tham gia lễ khởi công. Khi thấy Đồ Ấn Phàm đi ra khỏi xe thì Thích Phúc Lai không khỏi cảm thấy có chút bực mình. Tuy quy cách của thành phố Ngân Bằng cao hơn thành phố Lâm Hồ, thế nhưng Thích Phúc Lai trước nay chưa từng cho rằng mình có địa vị thấp hơn bí thư thị ủy Ngân Bằng. Bây giờ hai thành phố cùng kết hợp công tác, dựa vào cái gì mà các anh chỉ phái một vị chủ tịch thành phố đến tham gia?
nhưng chuyện này dù sao cũng liên quan quá lớn đến Thích Phúc Lai, khóe miệng hắn có hơi co giật, nhưng sau đó lại mỉm cười chào đón Đồ Ấn Phàm, chủ tịch Đồ, hoan nghênh, hoan nghênh. Đồ Ấn Phàm có quan hệ bình thường với Thích Phúc Lai, nói về cấp bậc thì còn đứng cao hơn cả Thích Phúc Lai, thế cho nên cũng không cảm thấy có gì không ổn khi mà Thích Phúc Lai phải tự mình ra nghênh đón. Khi bắt tay với Thích Phúc Lai, Đồ Ấn Phàm cười giải thích, bí thư vốn nói cùng đi đến, thế nhưng trong nhà tạm thời có chút chuyện cần bí thư tọa trấn chỉ huy, vì vậy mà phái tôi đến. Nhưng bí thư Thích cứ yên tâm, bí thư nhất định sẽ đến tham gia nghi thức hôm nay. Ha ha ha, chủ tịch Đồ quá khách khí rồi, có chủ tịch Đồ đến thì đã là giúp đỡ to lớn cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi. Thích Phúc Lai nói đến đây thì bắt chặt tay của Đồ Ấn Phàm, bộ dạng giống như xúc động nói không nên lời. Đồ Ấn Phàm biết rõ ý nghĩa của sự việc tổ chức khởi công hành lang kinh tế là gì, hắn tuy không thể nào quyết định được phương hướng sự việc, thế nhưng từ góc độ của hắn thì cũng không muốn đi sâu vào để đắc tội với người. Vì vậy hắn cũng không có vài phần nhiệt tình với nghi thức lần này. Đồ Ấn Phàm đến giống như mở miệng cống, trong thời gian một giờ tiếp theo liên tục có khách quý từ bốn phương tám hướng đi đến. Vì làm tốt công tác khởi công lần này mà Thích Phúc Lai dùng tất cả quan hệ của mình để mời tất cả thành phố anh em đến chung vui. Rất nhiều người tỏ thái độ mập mờ với lời mời của Thích Phúc Lai, nhưng khi mà tin tức bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trử Vận Phong cũng đến, đám người ôm thái độ mập mờ kia nhanh chóng chạy đến. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, công tác lớn nhất của hắn vào lúc này chính là tọa trấn toàn quân. Khi danh sách khách đi đến tham gia với một loạt cái tên được đưa vào trong tay hắn, hắn cảm thấy bàn tay mình có chút run rẩy. Có lẽ 2 năm rồi tỉnh Nam Giang chưa có một nghi thức nào lớn như thế này, Thích Phúc Lai nhớ rằng trước đó khi mà thành phố Đông Hồng khởi công cho trung tâm thương mại thành phố mới có được vinh quang giống như vậy. Chương 1419, một mở rộng xúc tiến phát triển. Bí thư, khách quý đến nhiều lắm, nếu như cùng ngồi lên chỉ sợ đài chủ tịch không đủ chỗ. Trần Kiến Dương đi đến bên cạnh Thích Phúc Lai rồi khẽ báo cáo. Thích Phúc Lai đã nghĩ đến vấn đề này, hắn suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Kiến Dương, vấn đề này anh nên liên lạc một chút, để cho bọn họ nới rộng đài chủ tịch. Anh nói cho bọn họ biết, nói là trước khi nghi thức bắt đầu phải giải quyết vấn đề này, phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thêm vài vị trí mà thôi, tôi tin tưởng sẽ có người làm được. Trần Kiến Dương đồng ý một tiếng rồi bước đi. Lúc này đủ mọi chuyện vặt vãnh tụ tập đến trước mặt Thích Phúc Lai, thế nhưng hắn vẫn trấn định tự nhiên chỉ huy các đơn vị sắp xếp có trật tự. Bình thường những chuyện này phần lớn đều do người bên dưới đi làm, hắn chỉ cần hỏi kết quả là được, nhưng hôm nay có khác biệt rất lớn, thế nên thứ gì cũng phải thông qua tay hắn. Lúc này khí thế của một vị đại tướng chỉ điểm Giang Sơn đã quay lại, hắn tin tưởng dưới sự bày mưu nghĩ kế của mình thì tất cả vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng mà thôi. Khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ, người được sắp xếp nghênh đón xe của lãnh đạo gọi điện thoại đến, nói là xe của bí thư Diệp Thừa Dân và chủ tịch Trử Vận Phong đã đi đến địa phương cách thành phố Lâm Hồ 3 km. Thích Phúc Lai biết rõ thời gian thì nhanh chóng triệu tập 4 bộ ban ngành trong thành phố Lâm Hồ, nhanh chóng đi đến đường cao tốc. Thích Phúc Lai đứng trên đường rẽ vào thành phố Lâm Hồ nhìn từng chiếc xe nối đuôi nhau đi đến, hắn nhanh chóng tiên lên nghênh đón. Sân khấu đã làm xong. Diễn viên đã vào chỗ, chỉ chờ người xem cuộc vui mà thôi. Phải nói là dù nhìn dọc hay nhìn ngang thì sự phát triển của thành phố Lâm Hồ là cực kỳ đáng khẳng định. Lãnh đạo đi xe trên đường cao tốc, bọn họ nhìn ra cửa sổ, vài năm trước bọn họ đã đến nơi này, thế nhưng bây giờ khung cảnh không còn giống như trong ký ức của bọn họ nữa rồi. Ngày xưa là đồng quê hoang vu, bây giờ cầu đường giao thoa, nhà cao tầng sừng sững, hoa cỏ lay động, cây xanh mát mắt. Khu công nghiệp, khu hành chính, khu dân cư, khu vệ sinh, khu buôn bán, khu giáo dục. Với hình thức quá rõ ràng, hô ứng lẫn nhau, kết hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chạy sâu vào nội thành thì đường lớn sạch đẹp thênh thang, khung cảnh tươi đẹp, hoa cỏ bốn mùa, một thành phố tràn đầy sinh thái và ngập tràn sức quyến rũ nhân văn ánh vào trong mắt mọi người. Phải nói tình cảnh biến đổi trước mắt làm cho người ta khó thể nào tin nổi. Đồng thời nó cũng nói rõ với các vị lãnh đạo, thành phố Lâm Hồ đang dùng hành động thực tế để cố gắng xây dựng chính mình thành khu kinh tế mới, thực hiện tư tưởng chỉ đạo hiện đại hóa, cố gắng thúc đẩy hoàn cảnh và năng lực chịu tải phát triển không ngừng. Bí thư Diệp, chủ tịch Trử, thành phố Lâm Hồ không núi không khoáng sản,
tất nhiên là thiếu thốn tài nguyên, công nghiệp có cơ sở kém, thế cho nên luôn tạo ra muôn vàn khó khăn để phát triển kinh tế. Thành phố Lâm Hồ không dựa dẫm vào ai, hiệu triệu tất cả cán bộ đảng viên cố gắng công tác, giải phóng tư tưởng. Dựa theo chỉ thị tinh thần và sự chú trọng cao độ của tỉnh ủy với phương diện phát triển kinh tế, chúng tôi càng chú trọng đẩy mạnh phát triển, càng chú trọng chủ tính chung, càng chú trọng yêu cầu dân sinh. Chúng tôi cố gắng mở rộng đối ngoại, tích cực mở rộng quy mô, đào sâu các sản nghiệp để gấp rút phát triển, vượt qua bình cảnh với khí thế mạnh mẽ, tạo dựng lên một cuộc chiến đấu phát triển kinh tế toàn diện. Chúng tôi nắm chặt phát triển kinh tế không buông lỏng, đồng thời còn huy động lực lượng của cả thành phố để chăm lo cho đời sống nhân dân, cố gắng tạo phúc cho hậu thế, thực hiện những đường lối phát triển đúng đắn và khoa học. Trong quá trình này chúng tôi liên tục cải tạo và thăng cấp các công ty xí nghiệp ô nhiễm nặng và tổn hao tài nguyên, xây dựng nhiều nhà máy nước thải. Nước xanh sạch chính là yêu cầu của thành phố chúng tôi, nếu các công ty không đạt điều kiện này, tất cả sẽ bị thanh lý ra ngoài thành phố Lâm Hồ. Với cơ sở hiện tại, chúng tôi áp dụng phương thức mời gọi các công ty xí nghiệp nổi tiếng trong nước và thường xuyên mở hội chợ đầu tư, bây giờ cùng thành phố Ngân Bằng liên hợp phát triển hành lang kinh tế, chính là một chuyển biến cụ thể trong phương hướng phát triển của thành phố chúng tôi. Thích Phúc Lai ngồi trên chiếc xe Toyota Coaster mới tinh, hắn khẽ giới thiệu với Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Lần này tỉnh ủy có 4 chiếc xe Toyota Coaster đi đến thành phố Lâm Hồ, đại bộ phận các vị thường ủy tỉnh ủy đều ngồi trên xe. Lúc này có nhiều lãnh đạo quan trọng của tỉnh ủy đến tham gia nghi thức, có thể nói rõ sự coi trọng của cấp ủy chính quyền tỉnh với hành lang kinh tế ở thành phố Lâm Hồ là như thế nào. Dưới tình huống bình thường thì Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong căn bản không ngồi cùng một xe, hai người đều là lãnh đạo một bộ ban ngành, đều có nhân viên phụ thuộc của riêng mình. Lúc này hai người cùng ngồi một xe, thật sự là một chuyện làm cho người ta kinh ngạc rơi mắt ra ngoài. Sự thật khác thường nói rõ bên trong nhất định có vấn đề, Thích Phúc Lai nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, trong lòng thầm hiểu vì sao lần này bí thư và chủ tịch lại ngồi chung một xe. Thích Phúc Lai nghĩ đến những hy sinh của chủ tịch Trử với mình, hắn không khỏi cảm kích, đồng thời lại cảm thấy có hơi đau trong lồng ngực. Mặc dù nhiều chuyện Thích Phúc Lai đều có tính toán của mình, thế nhưng vào thời điểm mấu chốt hắn có được sự ủng hộ của lãnh đạo, điều này là cực kỳ tốt. Chủ tịch Trử cũng không phải là người thích cúi đầu, Thích Phúc Lai nghĩ đến tình cảnh lãnh đạo phải uất ức vì mình, mục đích là muốn mình vượt qua kiểm tra, ánh mắt hắn không khỏi nhìn lên người Vương Tử Quân ngồi cách đó không xa. Vì trên xe có Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong thế cho nên Vương Tử Quân cũng không được ngồi phía trước. Lúc này Vương Tử Quân đang ngồi bên cạnh lỗ kính tu, hắn ném ánh mắt hào hứng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe. Tâm tình của Vương Tử Quân lúc này có vui vẻ như biểu hiện hay không? Thích Phúc Lai có một suy nghĩ ác ý, khi hắn nhìn về phía Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng nhìn về phía hắn. Hai bên đột nhiên đối mặt làm cho Thích Phúc Lai chợt hoảng sợ. Hắn có chút chột dạ, chuẩn bị nghiêng đầu đi. Đúng lúc này có một âm thanh vang lên trong đầu hắn, hai bên cũng đã rạch mặt, cần gì phải sợ hãi đối phương. Chính mình có sự giúp đỡ của Chủ tịch Trử, Bí thư Diệp cũng tôn trọng ý chỉ của Chủ tịch Trử, hai bên phối hợp tốt với nhau, cho dù Vương Tử Quân muốn ép mình cũng không được. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà cảm thấy không còn mấy lo lắng, ánh mắt sáng như đuốc, ánh mắt không xê dịch mà nhìn thẳng về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với Thích Phúc Lai. Hắn nhìn vào gương mặt của đối phương, hắn thấy đối phương cực kỳ xuân phong đắc ý. Tất nhiên vừa rồi hắn cũng nghe rõ những lời nói của Thích Phúc Lai với Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Chương 1419-2, mở rộng xúc tiến phát triển. Vương Tử Quân cảm thấy những lời nói của Thích Phúc Lai về phương diện phát triển kinh tế như vậy là cực kỳ chính xác. Bây giờ thành phố Lâm Hồ đã có tích lũy kinh tế rất tốt. Cần phải chú trọng vào các hạng mục trọng điểm, đây là hướng phát triển tất yếu của Lâm Hồ. Trưởng phòng Vương, ngài là người đẩy mạnh phát triển thành phố Lâm Hồ ở tỉnh Sơn Nam, tôi căn bản cực kỳ bội phục ngài ở phương diện đẩy mạnh kinh tế. Hôm nay ngài đến thành phố Lâm Hồ chúng tôi cũng không nên cất giấu kinh nghiệm, nhất định phải giúp đỡ chúng tôi một chút, chỉ điểm vài ý nghĩ phát triển kinh tế. Thích Phúc Lai mỉm cười nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Vẻ mặt người ngồi trên xe không chút biến đổi, thế nhưng ánh mắt lại có chút khác thường. Nếu như người khác nói ra những lời này, mọi người cảm thấy khá đường đột, nhưng Thích Phúc Lai mở miệng lên tiếng,
căn bản lại có ý nghĩa khác. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân vẫn trầm tĩnh như trước, nụ cười nhàn nhạt làm cho gương mặt không khác gì bình thường. Lão không mở miệng, chỉ đưa mắt nhìn hai người Vương Tử Quân và Thích Phúc Lai. Trử Vận Phong ngồi bên cạnh cũng không mở miệng, nhưng lão dùng ánh mắt nghiêm khắc hung hăng nhìn Thích Phúc Lai. Lão là lãnh đạo cũ của Thích Phúc Lai, lão biết rõ tính cách của Thích Phúc Lai, đây không phải chỉ là khiêu khích không thôi. Tin tức Vương Tử Quân ép Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức không còn là bí mật trong tỉnh Nam Giang, hôm nay lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đến Lâm Hồ Tân bốc Thích Phúc Lai, người này lại chủ động áp sát Vương Tử Quân, ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết. Nhưng Trử Vận Phong chỉ trừng mắt nhìn để Thích Phúc Lai không làm quá mức là được. Anh nói xem, Vương Tử Quân cứ nắm chặt Thích Phúc Lai không tha, Trử Vận Phong sao có thể vui vẻ được. Cũng nên để cho Vương Tử Quân đụng đầu vào tường, dù sao thì sự kiện này lão cũng có ý kiến trái chiều với Vương Tử Quân. Còn Hoắc Quang Lĩnh và Đào Nhất Hành ngồi một bên thì bày ra tư thái sự việc không liên quan đến mình. Diệp Thừa Dân không có biểu hiện gì, thế cho nên bọn họ cũng không phát biểu ý kiến. Người khác không nói lời nào nhưng Lỗ Kính Tu là minh hữu thân mật của Vương Tử Quân, hắn không thể không nói. Khi hắn đang định mở miệng thì Vương Tử Quân đã lặng lẽ cười lên tiếng, thành tích phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ là quá rõ ràng, bây giờ nên vứt bỏ những ngành sản xuất tổn hao nhiều năng lượng và thành phẩm thấp, chú trọng sản nghiệp công nghệ cao, như vậy mới là bước lựa chọn chính xác. Tôi còn chưa được tìm hiểu về tình huống vận hành kinh tế của thành phố Lâm Hồ. Khi nào đào sâu xem xét mới có thể hiểu cho rõ được, nhưng tôi tin tưởng thành phố Lâm Hồ nếu cứ đi theo phương hướng như vậy, nhất định có thể siêu quần xuất chúng trong con nước lớn phát triển kinh tế vào tương lai. Vương Tử Quân nói rất nhiệt tình, hắn cũng không quan tâm đến lời nói khiêu khích của Thích Phúc Lai. Dù sao thì người ta đang ở vào thời khắc huy hoàng, hắn dù thế nào cũng phải có vài phần tôn trọng. Thích Phúc Lai cười ha hả nói, cảm ơn trưởng phòng Vương đã có lời bình về kinh tế thành phố Lâm Hồ, có lời khẳng định của trưởng phòng Vương, sau này tôi nhất định sẽ tràn đầy tin tưởng vào quá trình phát triển của Lâm Hồ. Hai chữ sau này được Thích Phúc Lai nói rất trịnh trọng, giống như muốn thông qua phương thức này để nhắc nhở Vương Tử Quân, Lâm Hồ là do Thích Phúc Lai hắn định đoạt, tương lai hắn cũng là người chỉ điểm Giang Sơn ở thành phố Lâm Hồ. Tiếng cười lanh lảnh của Thích Phúc Lai làm cho bầu không khí trên xe có chút nhộn nhạo, nhưng khi thấy người khác không mở miệng thì hắn cũng phải dừng cười. Khi mà mọi người cảm thấy bầu không khí trên xe có chút xấu hổ, đoàn xe chợt chậm rãi dừng lại. Vì chuẩn bị cho nghi thức khởi công lần này mà thành phố Lâm Hồ căn bản chuẩn bị cực kỳ tinh tế. Xe của nhóm người Vương Tử Quân trực tiếp lái vào khách sạn Lâm Hồ, cho các vị lãnh đạo tỉnh ủy vừa rồi di chuyển mệt mỏi có chút thời gian hồi phục. Sau khi vừa rửa mặt xong thì Lỗ Kính Tu đi đến phòng của Vương Tử Quân, hắn khoát tay cho nhân viên khách sạn rời đi, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, Thích Phúc Lai này quá không ra gì, nói như vậy có nghĩa là gì? Rõ ràng là đánh rắn dập đầu, ra tay ổn mạnh và hung ác, căn bản không nương tay nhân từ. Lỗ Kính Tu đến đây rõ ràng là vì an ủi mình, Vương Tử Quân căn bản cười cười nói với Lỗ Kính Tu, miệng trên mặt anh ta. Thế nên anh ta thích nói gì cũng chẳng cần quan tâm. Lỗ Kính Tu nhìn gương mặt Vương Tử Quân rất tốt, hắn cũng không nói gì thêm. Sau khi hai người trao đổi với nhau vài vấn đề thì thời gian xuất phát đã đến. Khi đi đến bậc cầu thang thì Vương Tử Quân nói với Lỗ Kính Tu, hôm nay hai người chúng ta chỉ đến phối hợp diễn xuất, cần nhìn là được, không cần phải nói gì. Lỗ Kính Tu khẽ gật đầu, hắn có chút nghi hoặc. Hắn thấy Vương Tử Quân chính là một vị lãnh đạo cực kỳ cao tay, thế nhưng đối phương dù sao cũng còn trẻ tuổi, không biết trải chuốt lông cánh của mình. Lúc này Vương Tử Quân nói những lời như vậy, không phải còn có chiêu gì chế địch nữa sao? Lỗ Kính Tu căn bản cảm thấy rất khó hiểu, lúc này Vương Tử Quân sao còn chưa phát hiện ra tình cảnh Thích Phúc Lai đang chuẩn bị cười vào mặt mình. Thời gian cũng không còn nhiều cho Lỗ Kính Tu có thể tiếp tục suy nghĩ mông lung. Hắn cùng Vương Tử Quân đi xuống đại sảnh khách sạn, hai bên dừng lại một phút chờ Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong sóng vai đi ra với vẻ mặt sáng láng, biểu hiện cực kỳ ăn ý. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn căn bản bảo trì khoảng cách thích hợp với hai vị lãnh đạo, căn bản không bao giờ rời xa. Mặc dù hắn cúi đầu gập lưng, thế nhưng lại liên tục cười nói, vẻ mặt vui vẻ. Trưởng phòng Vương, mời ngài sang bên này. Người được sắp xếp chuyên làm bạn với Vương Tử Quân chính là trưởng phòng tổ chức thị ủy Lâm Hồ Vân Thương Chi.
Người này liên tục nở nụ cười, động tác lại rất cung kính, thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như qua loa cho xong. Mọi người vẫn lên chiếc xe Toyota Coaster, xe chạy trên đường lớn của thành phố Lâm Hồ, đi đến nơi diễn ra nghi thức đặt nền móng cho hành lang kinh tế ở phía tây thành phố. Vì lộ tuyến đã được sắp xếp sẵn, thế cho nên đường xá đẹp đẽ ngăn nắp, căn bản là di chuyển rất nhanh. Từ bên ngoài nhìn vào thấy khung cảnh nơi diễn ra nghi thức đặt nền móng cực kỳ đẹp đẽ, cờ màu tung bay, có hàng trăm cái khinh khí cầu màu đỏ thẫm, bên trên khinh khí cầu có hàng trăm biểu ngữ giống như những hàng duy băng đẹp đẽ đang vui vẻ múa lượn trên bầu trời. Công ty điện tử thần trí nhiệt liệt chúc mừng lễ khởi công hành lang kinh tế Lâm Hồ Ngân Bằng. Khu công nghệ chế thần nhiệt liệt chúc mừng lễ khởi công thành công thắng lợi. Công ty điện tử Hướng Vân chúc mừng lễ khởi công hành lang kinh tế. Vương Tử Quân nhìn những dòng biểu ngữ chúc mừng của các xí nghiệp nổi tiếng mà không khỏi lau mắt nhìn với Thích Phúc Lai. Những công ty xí nghiệp kia không phải nhỏ, cũng không phải nói một hai câu là đến tham gia cho được. Chương 1420, anh vừa ngồi xuống thì tôi rút ghế. Đài chủ tịch cực kỳ rộng, những tấm thảm đỏ được treo bên trên cực kỳ bắt mắt. Lúc này đám nhân viên mặc trang phục thống nhất cũng đứng quy củ hai bên. Vương Tử Quân đi theo sau lưng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, hắn nhanh chóng tén lên đài chủ tịch. Khi hắn lên đến đài chủ tịch, một bức biểu ngữ rất lớn thu hút ánh mắt của hắn. Bức biểu ngữ này làm cho Vương Tử Quân chú ý cũng không phải vì nó lớn hơn những tấm khác gấp đôi, cũng không phải vì nó được chế tác quá đẹp hay dòng chữ bên trên quá tốt. Sở dĩ Vương Tử Quân chú ý đến bức biểu ngữ này vì nội dung của nó, công ty Bắc Gấm chúc lễ khởi công hành lang kinh tế thành công tốt đẹp. Vương Tử Quân biết rõ ràng về công ty Bắc Gấm, tuy nó thành lập chưa quá lâu, thế nhưng nó lại rất nổi tiếng. Trưởng phòng Vương, công ty công nghệ Bắc Gấm căn bản nổi tiếng cả nước và trên thế giới, được xưng tụng là những công ty tập đoàn hàng đầu. Vì muốn kéo công ty Bắc Gấm vào thành phố Lâm Hồ, Bí Thư Thích đã bỏ ra nhiều tâm tư và tinh lực. Công ty này tuy mới thành lập được ít năm thế nhưng trưởng phòng tổ chức phân thương chi của thành phố Lâm Hồ đi bên cạnh căn bản là một người hướng dẫn cực kỳ tốt cho Vương Tử Quân. Khi thấy Vương Tử Quân có hứng thú với bức biểu ngữ chúc mừng của công ty Bắc Gấm, hắn không khỏi lên tiếng giới thiệu. Vương Tử Quân căn bản không quan tâm đến lời giới thiệu của Vân Thương Chi, dù sao hắn cũng biết rõ về công ty này hơn cả Vân Thương Chi. Trưởng phòng, hôm nay công ty Bắc Gấm cũng cử đại biểu đến tham gia nghi thức. Vân Thương Chi còn định nói tiếp thì Vương Tử Quân đã đi lên đài chủ tịch. Mặt trời lên cao rực rỡ, thời tiết tuy nóng bức thế nhưng lại không thể làm cho Thích Phúc Lai mất vui. Thích Phúc Lai cầm bản thảo, hắn lớn tiếng nói về nghi thức đặt nền móng cho hành lang phát triển kinh tế. Đầu tiên là hắn tỏ thái độ, tuy đây là hạng mục liên kết giữa hai thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng. Hơn nữa Bí Thư Thị ủy Ngân Bằng còn là Thường ủy Tỉnh ủy, thế nhưng Bí Thư Ngân Bằng cũng phải nhường quyền lên tiếng đầu tiên cho Thích Phúc Lai. Đây không phải chỉ là vì giao tình giữa hai bên, mà nghi thức được cử hành trên địa bàn của thành phố Lâm Hồ. Tuy Thích Phúc Lai không phải là người có vị trí cao nhất, thế nhưng hắn lại là nhân vật chính trong sự kiện lần này. Bốn bộ ban ngành tỉnh ủy vì sự kiện đặt nền móng lần này mà đến với số lượng hơn một nửa, vinh quang này căn bản là người thường khó thể hưởng được. Tất cả mọi người đến tham gia đều cảm ứng được buổi lễ ngày hôm nay không tầm thường. Đây cũng không phải là vì sức hút của con số phát triển kinh tế ấn tượng của hai bên, còn vì lãnh đạo tỉnh ủy thể hiện sự ủng hộ với Thích Phúc Lai. Lúc này không những chủ tịch Trử giúp đỡ hắn, còn có cả bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân cũng ra tay giúp đỡ. Có hai sự giúp đỡ mạnh mẽ này, vị trí của hắn ở thành phố Lâm Hồ vững như Thái Sơn. Dù có người đứng sau lưng đâm chọc thì cũng chỉ là uổng phí tâm cơ mà thôi. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền tỉnh, dưới sự giúp đỡ của các thành phố anh em trong tỉnh, thành phố Lâm Hồ chúng tôi có lòng tin liên hợp với thành phố Ngân Bằng, làm tốt công tác của hành lang kinh tế đôi bên, đẩy mạnh phát triển kinh tế khu vực, cho ra nhiều cống hiến. Thích Phúc Lai khẽ cúi người, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Thích Phúc Lai không phải là người chưa từng trải qua những tình cảnh lớn. Nhưng hắn nghe tiếng vỗ tay như sấm dành cho mình mà khóe mắt không khỏi có hơi ướt át. Thích Phúc Lai nhìn xuyên qua không gian, rơi lên người đội ngũ cổ động ở bên dưới. Bên dưới được chia ra nhiều khu vực, khu dành cho kỹ sư xây dựng công trình, khu dành cho nhân viên nhà nước, còn có khu dành cho học sinh sinh viên, nhân dân trong thành phố.
Lúc này những gương mặt hưng phấn đang dùng sức vỗ tay, âm thanh vang lên như sấm dậy. Tất cả cuối cùng hóa thành một dòng thác lũ đẩy vị trí của Thích Phúc Lai tiến lên đài cao huy hoàng. Thích Phúc Lai đứng trên võ đài mà không chịu rời đi, hắn không muốn đi, vì đây là sân khấu của mình. Nhưng thời gian cứ trôi qua bỏ mặc con người, buổi lễ dù thế nào cũng phải được tiến hành theo trình tự. Khi âm thanh của người chủ trì vang lên, chủ tịch thành phố Ngân Bằng là Vân Thương Chi đã từ một phía khác thản nhiên đi lên. Thích Phúc Lai dùng ánh mắt bất động nhìn bốn phía, hắn cố gắng bảo trì sự bình tĩnh của mình. Hắn là một cán bộ lão thành có kinh nghiệm, ánh mắt hắn liên tục tiếp xúc với người bên dưới và trên đài, hắn cảm nhận được lực lượng mà bọn họ đem đến cho mình. Ánh mắt của Bí Thư Diệp rất bình thản, của chủ tịch Trử thì có chút vui mừng, chủ tịch Lý cực kỳ vui vẻ, ánh mắt người kia lại cực kỳ bình tĩnh. Người kia bình tĩnh như thế nào? Ánh mắt như vậy làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy giống như rất bi thương, tâm tình lại giống như bay lên cao, thật sự giống như bị áng mây bên trên gây thương tích. Nhất định là đối phương đang cố gắng chống đỡ gắng gượng, vì vậy sau khi đi đến vị trí của mình, Thích Phúc Lai càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Người kia đến cổ động cho mình căn bản là mất hết mặt mũi, nếu như bây giờ đối phương còn tỏ ra mất hứng, chỉ sợ càng thêm xấu hổ. Đành phải nuốt răng vào bụng mà thôi. Bí thư Phúc Lai nói rất hay, vừa rồi anh phát biểu, tôi thấy chủ tịch Trử liên tục gật đầu. Kim Hành Thuấn vỗ vỗ vai của Thích Phúc Lai rồi khẽ nói. Thích Phúc Lai cười cười, giọng nói có vài phần cung kính, chủ tịch Kim, đây đều là nhờ sự giúp đỡ của lão lãnh đạo. Kim Hành Thuấn cũng không tiếp tục ở đề tài này, hắn khẽ nói, lát nữa xí nghiệp lên tiếng, nhất định phải chọn ra những người có độ nặng mới được. Lãnh đạo yên tâm, cũng đã chuẩn bị xong, công ty Bắc Gấm luôn đi đầu trong nước, dù là ở nước ngoài cũng có vài phần danh tiếng. Thích Phúc Lai tự tin vỗ bụng dùng giọng đắc ý nói. Thích Phúc Lai nói điều này căn bản là không sai, vì để cho phó giám đốc của công ty Bắc Gấm lên tiếng mà hắn phải bỏ ra một chút tâm cơ. Dù sao công ty công nghệ Bắc Gấm cũng không tầm thường, bọn họ lên tiếng chỉ sợ sẽ làm cho hai vị lãnh đạo tỉnh ủy chấn động. Thích Phúc Lai nghĩ đến tình huống giám đốc công ty Bắc Gấm lên tiếng mà không khỏi cảm thấy lời phát biểu của Vân Thương Chi quá rông dài, không ra gì, vừa thối lại vừa lâu. Là một người lịch lãm trong chính trị, cần gì phải nói rông dài như vậy, làm việc cũng có tư thế điệu bộ như vậy sao? Vương Tử Quân vẫn luôn dùng ánh mắt và tâm tính bình thản để nhìn nghi thức đang diễn ra, dù là Thích Phúc Lai hay Vân Thương Chi phát biểu thì hắn cũng chăm chú lắng nghe. Tuy hai người kia lên tiếng có chút tỉ vết, thế nhưng nhìn từ phương diện tổng thể thì mối liên hệ xây dựng hàng lang kinh tế giữa hai thành phố là cực kỳ không có vấn đề. Nếu như làm tốt sẽ cho tỉnh Nam Giang một hạng mục đẹp. Khi Vương Tử Quân đang suy tư về số liệu kinh tế của hạng mục vào thời điểm tương lai, đột nhiên phát hiện có người chạy đến bên cạnh Thích Phúc Lai, gương mặt của người kia cực kỳ bối rối. Sao vậy? Không phải Thích Phúc Lai đã biết chuyện kia rồi sao? Vương Tử Quân thầm suy đoán như vậy. Hắn không khỏi nhìn về phía Thích Phúc Lai. Lúc này gương mặt Thích Phúc Lai cũng biến đổi, giống như còn nóng vội hơn cả người đưa tin. Nếu như không phải hiện trường có nhiều vị lãnh đạo tỉnh ủy như vậy, Vương Tử Quân cảm thấy với tính cách của đối phương thì nhất định sẽ hét ầm lên. Thích Phúc Lai không gào thét, lúc này trong đầu đầy ánh sao, hắn bất chấp nghi thức đang diễn ra mà kéo tay Trần Kiến Dương rồi khẽ quát chuyện gì xảy ra. Có phải là Trương Tiên Sinh không hài lòng không? Lần trước đã nói rõ ràng rồi mà, vì sao nói đi là đi? Có phải các anh chiêu đãi không đúng chỗ, có phải là có gì đó làm cho Trương Tiên Sinh mất hứng không? Tôi sẽ đi ngay, sẽ gặp mặt Trương Tiên Sinh ngay bây giờ. Trần Kiến Dương căn bản biết rất rõ trình tự của nghi thức lần này, sự việc vốn được sắp xếp tốt nhưng lại có vấn đề ngoài ý muốn, Thích Phúc Lai không nóng lòng mới là lạ. Hắn vội vàng đi theo Thích Phúc Lai đang đi xuống đài rồi nói, Bí thư Thích. Giám đốc Trương đã đi rồi, anh ấy nói tôi chuyển cáo với ngài, nói là tổng công ty bên kia gọi điện thoại đến, nói là hủy hợp tác lần này. Đi, vì sao lại trùng hợp như vậy? Tôi tin tưởng hành lang kinh tế sẽ càng phát triển tốt đẹp hơn, mối hợp tác giữa hai thành phố chúng ta sẽ càng thêm tốt đẹp hơn, sẽ cho ra nhiều cống hiến với xu thế phát triển trong tỉnh. Giọng nói dõng dạc của Vân Thương Chi vang lên truyền vào trong tai Thích Phúc Lai. Vừa rồi Thích Phúc Lai căn bản muốn Vân Thương Chi nói nhanh cho xong, nhưng bây giờ nghe thấy đối phương sắp kết thúc bài phát biểu lại sinh ra cảm giác lệ rơi đầy mặt.
vì sao vị chủ tịch Vân Thương Chi kia không bao giờ hợp với mình, vì sao lại luôn đối nghịch với mình. Các đồng chí, lúc này xin mời giám đốc Trương của công ty Bắc Gấm lên cho ra vài lời phát biểu trọng điểm. Người chủ trì hội nghị thấy Vân Thương Chi nói xong thì nhanh chóng trầm giọng lên tiếng theo đúng sắp xếp. Thích Phúc Lai không thể chờ đợi được nữa, hắn nói với Trần Kiến Dương, lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp cứu hỏa, anh đi tìm một công ty nổi tiếng khác, tôi ở đây kéo dài thời gian. Để cho một công ty đỉnh cấp khác lên tiếng sao? Trần Kiến Dương biết rõ mình không làm chủ được chuyện này, hắn tranh thủ thời gian xin chỉ thị. Chương 1421 1 đừng làm sai rồi hoài niệm. Đừng hỏi nhiều, anh đi xử lý là được. Thích Phúc Lai nói rồi đi đến bên cạnh người chủ trì, hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại, sau đó mới miễn cưỡng nặn ra nụ cười, các vị khách, các vị bằng hữu, chương trình hội nghị của chúng tôi có chút sai lầm, đã có vài lỗi in ấn, thật sự xin lỗi. Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đang cúi đầu trò chuyện với nhau, lúc này nghe được lời nói của Thích Phúc Lai thì chợt dừng lại. Bọn họ nhìn thoáng qua chương trình buổi lễ trong tay, thế là hai hàng chân mày khẽ nhăn lại. Rõ ràng là công ty Bắc Gấm, sao lại thay đổi? Khi hai người Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đang nhíu mày, những vị lãnh đạo địa phương và đơn vị đến tham gia nghi thức cũng nhìn vào thông báo chương trình trong tay mình, thế là tiếng nghị luận vang lên rộn rã. Lúc này Thích Phúc Lai cảm thấy chống ngực mình đập liên hồi, nhưng hắn biết quan trọng nhất là mình phải ổn định lại. Nếu như phương diện này xảy ra vấn đề, như vậy những gì mình sắp xếp sẽ trở thành một vở hài kịch, thành trò cười cho thiên hạ. Khi Thích Phúc Lai đang gắng gượng chống đỡ, lúc này có người đi lên đài chủ tịch. Đây là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, bụng bia mập mạp làm cho người ta sinh ra cảm giác quá thừa cân. Hắn vừa đi lên đài thì đến bên cạnh Thích Phúc Lai, sau đó lớn tiếng nói vào micro, thưa các vị lãnh đạo, thưa các đồng chí, tôi là Triệu Lợi Binh của công ty thông tin Ngũ Hành, tôi cực kỳ cảm tạ phía thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng đã cho tôi cơ hội lên tiếng. Lúc này tôi đại biểu cho công ty nói rõ những đầu tư cần thiết vào hành lang kinh tế. Mặc dù giám đốc Triệu có bộ dạng không được đẹp, thế nhưng lời nói lại cực kỳ hay. Sau khi hắn nói lên những lời cực kỳ hợp tình hợp lý, thần kinh căng cứng của Thích Phúc Lai cũng xem như bình tĩnh lại. Công ty Bắc Gấm kia muốn làm gì? Sau này thành phố Lâm Hồ sẽ không chào đón bọn họ đến đầu tư, đừng hòng đi qua cửa được. Thích Phúc Lai thầm sinh ra ý nghĩ ác độc. Hắn nghiến răng nghiến lợi căm hận nhưng trong lòng thầm hiểu chỉ bằng vị trí của mình thì căn bản không làm gì được người ta. Công ty Bắc Gấm không giống như người thường, căn bản có lực ảnh hưởng cực kỳ lớn trong và ngoài nước. Nếu như sau này bọn họ tiếp tục đến đầu tư ở thành phố Lâm Hồ, chỉ sợ hắn phải bỏ qua hiềm khích để chào đón mà thôi. Thích Phúc Lai cảm thấy rất bực mình, hắn đi đến bên cạnh Kim Hành Thuấn. Hắn nhìn gương mặt hơi căng cứng của Kim Hành Thuấn. Hắn chợt dùng giọng chột dạ nói, Chủ tịch Kim, anh xem, tôi đã bỏ ra nhiều tâm tư, thành phố Lâm Hồ cũng bận rộn khá nhiều ngày, bỏ ra nhiều tinh lực, cuối cùng còn có vấn đề ngoài ý muốn. Tôi thật sự quá bất đắc dĩ, nhưng tôi đảm bảo sau này căn bản không xuất hiện vấn đề như vậy nữa. Kim Hành Thuấn khẽ gật đầu, lúc này cũng không phải thời điểm nói chuyện, hắn nhanh chóng chuyển lực chú ý lên người đại diện công ty thông tin Ngũ Hành. Mặc dù người kia xem như là chạy đến cứu hỏa, thế nhưng giám đốc Triệu căn bản cũng có định lực, cũng không luống cuống tay chân, cực kỳ làm tốt công tác của mình. Chúng tôi tin tưởng hành lang kinh tế sẽ là bến đỗ tốt đẹp cho doanh nghiệp thường trú, sẽ làm một bình đài tốt cho mọi người đến đầu tư. Chúng tôi tin tưởng dưới sự giúp đỡ to lớn của thành phố Lâm Hồ và Ngân Bằng thì công ty Bắc Gấm nhất định sẽ đi tới tương lai huy hoàng hơn. Tiếng vỗ tay liên tục vang lên. Trưởng khoa Triệu. Tôi không nghe lầm đấy chứ, không phải là đại biểu của công ty thông tin Ngũ Hành phát biểu sao, thế nào lại đổi thành công ty Bắc Gấm? Một người trẻ tuổi đứng sau lưng lãnh đạo dùng giọng nghi hoặc khó hiểu nói. Vị lãnh đạo căn bản là người hiểu chuyện, thế nên không khỏi cười nói, Tiểu Lý, cái này cậu cũng không hiểu sao. Tôi nhắc nhở cho cậu biết, hai ngày trước không phải chúng ta từng thảo luận về đề tài Sơn Nam chỉ đạo Sơn Bắc sao? Tên cán bộ thanh niên nghe lãnh đạo nói như vậy thì giống như chợt hiểu ra, hắn cười đùa nói, thì ra là đọc sai bản thảo. Ha ha, thật ra giám đốc Triệu kia đọc không sai, nhưng anh ấy là người chạy đến cứu hỏa, thế cho nên đọc sai vào lúc cuối cùng. Lãnh đạo cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề hơn thủ hạ, thế nên căn bản thấu hiểu cho tình huống của giám đốc Triệu.
Lúc này càng có nhiều người lên tiếng nghị luận, rất nhiều người nghị luận với nhau rồi cười vang, một nghi thức được tổ chức cực kỳ chặt chẽ không khỏi vang lên nhiều tiếng ồn ào không hay. Chỉ là như vậy cũng đủ làm cho vẻ mặt đám lãnh đạo thành phố Lâm Hồ cực kỳ khó chịu, một hội nghị bọn họ chuẩn bị khá nhiều ngày thiếu chút nữa biến thành trò khôi hài, dù là đặt lên người ai cũng cực kỳ khó chịu. Hơn nữa bây giờ đa số các vị lãnh đạo tỉnh ủy đều ngồi bên trên, ai cũng đến muốn xem chim công xòe đuôi, lại không ngờ chỉ nhìn thấy mông chim công. Sau khi giám đốc Triệu kết thúc bài phát biểu, Thích Phúc Lai đã bị Xà Tiểu Cường gọi đến bên cạnh Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong. Diệp Thừa Dân có gương mặt khá lạnh nhạt, nhìn không rõ giận hay vui, lúc này Trử Vận Phong lại trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Anh sắp xếp nghi thức thế nào vậy? Anh đừng nói với tôi đây là chuyện ngoài ý muốn. Trử Vận Phong tuy mở miệng dạy bảo rất nghiêm nhưng càng là như vậy thì Thích Phúc Lai càng thêm cảm kích. Giống như ông mắng cháu, càng mắng lớn càng hạ bậc thang cho đi xuống, vì vậy mới không cho người ngoài nói chen vào. Người ngoài lúc này chính là Diệp Thừa Dân. Chủ tịch Trử, tôi không muốn từ chối trách nhiệm, mặc dù có vài nguyên nhân khách quan, thế nhưng cuối cùng chúng tôi không làm tròn công tác, căn bản đưa ra phương án khẩn cấp và phát sinh cạm bẫy. Tôi kiểm điểm với ngài và tỉnh ủy, lần này vốn đã hoàn thành hợp tác với công ty Bắc Gấm, thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà công ty Bắc Gấm lại hủy bỏ mục đích đầu tư vào phút cuối rồi rời đi. Thích Phúc Lai giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra, sau đó cúi đầu, bộ dạng chờ lãnh đạo phê bình. Hừ, ngay cả chút công tác đó cũng không làm được, không làm cho tốt, tôi có phải nên hoài nghi về năng lực của anh không? Tôi nói cho anh biết, sau này Nam Giang có cho ra những hạng mục chính sách tốt, nó cũng không rơi xuống đầu anh đâu. Trử Vận Phong tìm được nguyên nhân, thế là không khỏi phê bình nặng nề Thích Phúc Lai. Chủ tịch, điều này cũng không trách được Bí Thư Thích. Lý Thừa Uyên đứng cách đó không xa chợt khẽ giải vây cho Thích Phúc Lai, vì công ty Bắc Gấm là của Mạc Tiểu Bắc. Thích Phúc Lai nghe cảm thấy khá mơ màng, thế nhưng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong lại bừng tỉnh. Công ty Bắc Gấm rất nổi tiếng, danh tiếng như sấm bên tai hai người, dù sao đây cũng là một trong số ít công ty trong hàng ngũ 100 doanh nghiệp toàn cầu, bọn họ không thể không nghe qua. Nhưng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong căn bản chưa từng biết người lãnh đạo của công ty là ai, bây giờ nghe Lý Thừa Uyên nói như vậy thì mới hiểu được vấn đề xảy ra ở nơi nào. Gương mặt Trử Vận Phong chợt đen nhẻm, lão nhìn thoáng qua Thích Phúc Lai, sau đó nói với Diệp Thừa Dân, Bí Thư Diệp, tôi cảm thấy có vài đồng chí căn bản không tốt, tính toán chi li ở phương diện ân oán cá nhân, không có cái nhìn đại cục, điều này là không hay, phải phê bình giáo dục cho rõ ràng. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão hiểu ý nghĩ của Trử Vận Phong. Ánh mắt lão không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân đang ngồi cách đó không xa. Thật sự có chút quá mức. Nhưng nói gì cũng phải có chứng cứ, cũng không thể nghi oan cho anh ấy. Diệp Thừa Dân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng âm u nói. Chương 1421-2, đừng làm sai rồi hoài niệm. Diệp Thừa Dân nói như vậy thì Trử Vận Phong chỉ phải gật đầu. Tuy lão gần đây cực kỳ cường thế, nhưng lão biết Diệp Thừa Dân nói như vậy không phải không có lý. Dù sao thì chuyện này làm cho người ta tức giận, thế nhưng không có chứng cứ xác thực. Thế nên hai bên chỉ ngầm hiểu mà thôi, nói ra không bằng im lặng. Trưởng phòng Vương, cũng nên gọt bớt chút khí thế kiêu căng của Thích Phúc Lai, như vậy mới biết mình không phải có ba mắt. Lỗ Kính Tu đứng bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng hả hê nói. Vương Tử Quân biết rõ Lỗ Kính Tu nói như vậy có ý nghĩa gì. Mạc Tiểu Bắc là người dùng kỹ thuật nhập cổ phần công ty Bắc Gấm, trở thành đại cổ đông của công ty, điều này không có gì là bí mật với Lỗ Kính Tu. Thích Phúc Lai đẩy mạnh hành lang kinh tế, ý nghĩa của nó là gì không cần nói cũng biết. Vương Tử Quân là thường ủy tỉnh ủy, hắn tất nhiên không lùi bước trước khiêu khích của người ta. Thích Phúc Lai anh không phải xây dựng hành lang kinh tế sao? Tôi chơi với anh, treo anh lên xà nhà, cho anh mất mặt. Những lời này truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta bàn tán xôn xao thế nhưng lại không quá hay ho, Vương Tử Quân cảm thấy mình rất oan uổng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt vui vẻ của Lỗ Kính Tu rồi trầm giọng nói, nếu như tôi nói chuyện này không chút liên quan đến mình, anh có tin không? Nếu ai nghĩ tôi làm như vậy, tôi xem như cũng chỉ là mình mắc oan nặng nề mà thôi. Lỗ Kính Tu liên tục gật đầu, hắn dùng giọng không chút nghĩ ngợi nói, trưởng phòng Vương, tôi tin tưởng điều này, dù sao chuyện này cũng có chút liên hệ với anh.
mặc dù chút nhạc đệm như vập làm cho phía thành phố Lâm Hồ có chút khốn khổ, thế nhưng nghi thức được chuẩn bị nhiều ngày vẫn được tiến hành suôn sẻ. Thích Phúc Lai tuy hận không thể đào lỗ chôn sống Vương Tử Quân, thế nhưng cũng chỉ có thể thầm hận mà không dám làm gì khác. Hắn cầm lấy chiếc xẻng, cột sợi hồng, mời các vị lãnh đạo bao gồm cả Vương Tử Quân đến đặt nghi thức khởi công. Khi vài chục chiếc xẻng được lãnh đạo huy động trong tay, bong bóng và khinh khí cầu được thả lên trời, chiêng trống được chuẩn bị sẵn cũng nổi lên khúc nhạc vui tươi, bầu không khí cực kỳ tốt đẹp. Bí thư Diệp, có nhiều đồng chí thích thi triển thủ đoạn nhỏ sau lưng, biểu hiện thì biển êm sóng lặng thế nhưng lại nổi gió sau lưng. Anh ấy cũng không biết, chút thủ đoạn nhỏ như vậy căn bản không làm ra trò trống gì, còn làm cho người ta nhìn vào và cảm thấy không phóng khoáng sao. Trước làm quan phải làm người, trước làm người phải tu đức, tôi thấy tố chất cán bộ cần có ba điểm chính, là chính phái, chính tâm, chính đạo. Tác phong phải chính phái, tâm tính phải đường hoàng, lòng dạ ngay hẳn, chính đại quang minh, thực hiện dương mưu không âm mưu, không vì tư lợi cá nhân mà làm sai rồi hoài niệm. Chử Vận Phong nghe thấy tiếng chiêng trống vui vẻ thì dùng giọng cảm khái nói với Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân hiểu rõ vì sao Chử Vận Phong lại nói như vậy. Lão là người làm đại sự, lão căn bản đồng ý với lời nói của Chử Vận Phong. Lão lập tức cười nói, à, hành lang phát triển kinh tế lần này căn bản đặt nền móng tốt cho kinh tế Nam Giang, cung cấp một bình đài phát triển rất tốt, bước tiếp theo chúng ta cần làm là ra sức giúp đỡ đẩy mạnh xây dựng hạng mục. Thích Phúc Lai đứng không xa hai vị lãnh đạo, hắn nghe những lời đối thoại của hai người mà chút tâm tình bức bối tan biến khá nhiều. Lãnh đạo nói đúng. Vương Tử Quân ra tay như vậy nhìn qua rất chán ghét, thế nhưng thực tế lại tự làm mất mặt trước lãnh đạo tỉnh ủy. Thích Phúc Lai nghĩ đến phương diện chủ tịch Chử sau này càng có thiên hướng về mình, hắn thật sự rất vui mừng. Bí thư Diệp, ngài có điện thoại. Khuất Chấn Hưng cầm một chiếc điện thoại, chưa đầy 2 phút đã chạy đến bên cạnh Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân nhìn vẻ mặt Khuất Chấn Hưng, trái tim chợt siết chặt, lão bình tĩnh nhận điện thoại. Chợt nghe bên trong có người trầm giọng nói, Bí thư Diệp, tôi là. Diệp Thừa Dân nghe những lời vang lên trong điện thoại mà vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, lão trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, mong anh yên tâm, tỉnh ủy chúng tôi nhất định xử lý nghiêm túc vụ việc này. Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, lão thấy có vô số ánh mắt nhìn về phía mình. Lão do dự nhìn thoáng qua Chử Vận Phong, sau đó thản nhiên nói, Chủ tịch Chử, bây giờ các vị thường ủy tỉnh ủy đều có mặt ở đây. Chúng ta tổ chức hội nghị thường ủy. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, có quyền lợi tổ chức hội nghị thường ủy, hơn nữa bây giờ đa số các vị thường ủy tỉnh ủy đều có mặt ở Lâm Hồ. Nhưng Chử Vận Phong lại thấy vẻ mặt Diệp Thừa Dân có vài phần không đúng, chút cảm giác này làm lão cảm thấy bất an không yên. Lão cũng muốn hỏi Diệp Thừa Dân xem có chuyện gì xảy ra, thế nhưng lời nói lên đến khóe miệng thì lại được nuốt vào bụng. Tổ chức hội nghị thường ủy. Khi Đào Nhất Hành truyền lời cho Thích Phúc Lai, lúc này Thích Phúc Lai đang nắm chặt công tác thu dọn nghi thức có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó Thích Phúc Lai lại cảm thấy cực kỳ bình thường, dù hắn không rõ nội dung hội nghị, thế nhưng lại cảm thấy nó có liên quan đến nghi thức hôm nay. Nghi thức đặt nền móng hôm nay có chút vấn đề, mọi người tham gia đều thấy rõ ràng. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão yêu cầu tổ chức hội nghị thường ủy ở Lâm Hồ, có lẽ muốn phê bình hành vi này. Tiến hành phê bình, Thích Phúc Lai nghĩ đến hai chữ phê bình mà không khỏi hưng phấn. Người kia thường ngày cường thế trong tỉnh Nam Giang, có lẽ lần này căn bản không chịu nổi nữa rồi. Nếu như Thích Phúc Lai được tham gia hội nghị thường ủy lần này, để hắn nói về chuyện công ty Bắc Gấm, chính mình nên nói như thế nào mới biểu đạt được sự thê thảm của chiêu trò không hay này. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Thích Phúc Lai nhanh chóng nói với Trần Kiến Dương ở bên cạnh. Anh lập tức phái người đi thu dọn phòng họp thị ủy, lãnh đạo cần dùng. Khi sắp xếp xong tất cả thì Thích Phúc Lai không nhịn được phải dùng dư quang khóe mắt nhìn về phía Vương Tử Quân đứng cách đó không xa. Hắn thấy Vương Tử Quân vẫn có bộ dạng nước chảy mây trôi, giống như không có chuyện gì liên quan đến mình. Bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy Lỗ Kính Tu đang đứng bên cạnh giống như đang khuyên bảo vài lời. Chẳng lẽ đang khuyên Vương Tử Quân nên thừa nhận sai lầm? Thích Phúc Lai lần này phán đoán không sai, Lỗ Kính Tu đang nói như vậy với Vương Tử Quân, nếu Vương Tử Quân không thừa nhận thì sự việc truyền đi sẽ không dễ nghe. Vương Tử Quân căn bản chỉ có thể nhận lấy lời khuyên chân thành của Lỗ Kính Tu,
hắn đã loáng thoáng ý thức được vì sao Diệp Thừa Dân lại tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp như vậy. Nhưng thời cơ chưa đến, Vương Tử Quân không nói rõ với Lỗ Kính Tu, chỉ nở nụ cười nhạt mà không nói gì khác. Trưởng phòng Vương, Bí thư Diệp mời anh đến gặp mặt một chuyến. Vài phút sau Khuất Trấn Hưng đi đến bên cạnh dùng giọng cung kính nói với Vương Tử Quân. Khuất Trấn Hưng là người đi theo bên cạnh Diệp Thừa Dân đã rất lâu, hắn cảm ứng được sự biến hóa vẻ mặt lãnh đạo của mình. Chắc chắn không phải là vì sự việc ở hành lang kinh tế, chủ yếu là vì nội dung cuộc điện thoại kia. Chương 1422, một bí thư, anh nghĩ quá nhiều rồi. Khuất Trấn Hưng biết rõ ai gọi điện thoại đến, bây giờ lãnh đạo gọi Vương Tử Quân gặp mặt, càng làm hắn thay đổi cái nhìn với trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân đi vào trong phòng nghỉ tạm thời của Diệp Thừa Dân, trong phòng ngoài Diệp Thừa Dân còn có hai người Trử Vận Phong và Hoắc Quang Lĩnh. Hai người kia giống như cảm nhận được sự việc không tầm thường, thế cho nên cả hai ngồi yên trên vị trí của mình, cũng không mở miệng. Tôi thông báo với mọi người một việc, trải qua sự cố gắng trên phương diện ngoại giao, Vạn Dương Hòa đã bị dẫn độ về nước. Người này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lần này sở dĩ xảy ra sự cố phóng hỏa là do hắn có mưu đồ, nhưng sở dĩ làm như vậy là vì hoàn thành nhiệm vụ của Thích Phúc Lai. Nếu như không phải Thích Phúc Lai quá thúc giục đẩy mạnh tiến độ hạng mục tòa nhà Đế Hanh, hắn cũng không liều mạng như vậy. Diệp Thừa Dân nói đến đây thì thở dài một hơi nói tiếp. Vạn Dương Hòa có băng ghi âm lời nói của Thích Phúc Lai yêu cầu nhanh chóng thúc đẩy hạng mục tòa nhà Đế Hanh, thượng cấp cực kỳ tức giận với chuyện này, yêu cầu tỉnh ủy chúng ta xử lý nghiêm túc. Bầu không khí trong phòng họp rất trầm mặc, Trử Vận Phong chậm rãi ngẩng đầu lên nói, hành vi của Thích Phúc Lai có phải làm trái pháp luật không? Trử Vận Phong nói những lời này chủ yếu là cho Hoắc Quang Lĩnh ở bên cạnh nghe. Hoắc Quang Lĩnh cầm lấy sổ tay. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói, Thích Phúc Lai tuy đốc thúc xây dựng tòa nhà Đế Hanh nhưng cũng không cho phép Vạn Dương Hòa cho ra những thủ đoạn trái pháp luật, thế cho nên cũng không phạm luật. Hoắc Quang Lĩnh nói đến đây rồi trầm ngâm giây lát, sau đó tiếp tục, nhưng vì anh ta bức bách mà Vạn Dương Hòa mới làm liều, thế cho nên tôi cho rằng chuyện này nên xử lý theo trình tự tổ chức thì hay hơn. Hoắc Quang Lĩnh đề nghị đã đổ sự việc lên người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận ánh mắt mọi người nhìn về phía mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, phải có xử phạt rõ ràng, tôi vẫn cho rằng Thích Phúc Lai nên nhận lỗi từ chức. Nếu như trước khi Diệp Thừa Dân nói rõ sự việc này, đề nghị của Vương Tử Quân sẽ bị Trử Vận Phong kịch liệt phản đối. Nhưng bây giờ Trử Vận Phong chỉ trầm mặt ngồi bên kia, căn bản không nói một lời. Thích Phúc Lai nhìn cánh cửa chính đóng chặt mà thật sự rất có tâm tư hướng đến. Thực tế phòng họp nhỏ kia là lãnh địa của hắn cực kỳ có quyền lực ở bên trong phòng. Thế nhưng bây giờ khi cánh cửa phòng chậm rãi đóng lại, Thích Phúc Lai cảm thấy mình và hội nghị bên trong giống như hai thế giới. Từ tận đáy lòng hắn thật sự rất bức thiết cầu tiến, rất muốn đi vào bên trong. Sau khi sự việc rõ ràng, 2-3 năm sau Thích Phúc Lai nhất định phải tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, chính mình phải quang minh tiến vào trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Thích Phúc Lai nghĩ đến hội nghị thường ủy, hắn không khỏi suy đoán nội dung của nó. Có thể làm cho Diệp Thừa Dân vội vàng tổ chức hội nghị thường ủy, chắc chắn sẽ là sự việc gì đó rất bức thiết, hoặc là bí thư Diệp có sự bất mãn cao độ với hành vi của người nào đó vào ngày hôm nay. Diệp Thừa Dân tổ chức hội nghị thường ủy quá vội vàng nhanh chóng, chính Thích Phúc Lai phải nghe được chút tin đồn mới phải, nếu không phải sự việc khẩn cấp thì chỉ còn một nguyên nhân khác. Nếu bí thư và chủ tịch tỉnh đều không yêu Vương Tử Quân, như vậy không gian sinh tồn của Vương Tử Quân ở Nam Giang đã không còn bao nhiêu. Vương Tử Quân nếu có thể nhanh chóng rời đi, chính Thích Phúc Lai tiếp nhận vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, như vậy là lựa chọn không tệ. Cổ nhân nói trong phúc có họa, trong họa có phúc, những lời này căn bản không lừa người. Lúc này mình giống như gặp chuyện không may, thế nhưng biết đâu đây sẽ là một cơ sở tốt cho Thích Phúc Lai tiến lên trong tương lai. Khi Thích Phúc Lai lóe lên ý nghĩ như vậy thì Trần Kiến Dương nhanh chóng đi đến, bí thư, có cần tìm một chỗ nghỉ ngơi không? Không cần, nơi này rất tốt rồi, nếu bên trong có chuyện gì thì tôi cũng dễ dàng phối hợp. Trần Kiến Dương thấy Thích Phúc Lai quá kiên quyết, hắn cũng không khuyên bảo nhiều. Dù sao thì Thích Phúc Lai cũng là lãnh đạo của hắn không dám đi ngược lại ý chí của lãnh đạo. Thích Phúc Lai lấy ra hai phần văn kiện trong cặp, hắn định xem cho xong.
Nhưng hắn không ngờ khi mà mình mới xem được 2/3 văn kiện thì cánh cửa đóng chặt đã được mở ra. Thích Phúc Lai nhìn Đào Nhất Hành xuất hiện, hắn không khỏi nở nụ cười sáng lạn, sau đó nhanh chóng tiên lên nghênh đón, thư ký trưởng, lãnh đạo có gì cần phân phó sao? Đào Nhất Hành khẽ gật đầu, cũng không nói lời nào mà đi vào trong cánh cửa đang mở. Điều này làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy rất nghi hoặc, nhưng khi hắn bình tĩnh lại thì Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh sóng vai nhau đi ra. Mới đó mà đã xong rồi sao? Thích Phúc Lai không khỏi cảm thấy tin tưởng vào phán đoán của mình, có lẽ Bí Thư Diệp đã tiến hành phê bình người cứ níu giữ ân oán mà không chú ý đại cục một trận nên thân, sau đó tuyên bố tan họp. Vì một người mà phải tổ chức hội nghị thường ủy, đây căn bản không phải là chuyện nhỏ nhặt, ảnh hưởng rất lớn đến thể diện của cán bộ. Thích Phúc Lai thầm cảm khái, ánh mắt tiếp tục nhìn qua, thấy người nào đi ra khỏi phòng cũng mang theo vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. À, có lẽ là bị lãnh đạo mắng, nếu không thì sao có bộ dạng khó chịu như thế này. Khi Thích Phúc Lai đang cảm thấy rất vui sướng thì thấy Vương Tử Quân đi về phía mình. Bí thư Thích, hai chúng ta tìm một chỗ trò chuyện một lát. Giọng nói của Vương Tử Quân chợt vang lên bên tai. Vương Tử Quân muốn trò chuyện với mình. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, đầu tiên hắn nghĩ rằng Bí thư Diệp đã làm tốt công tác ép Vương Tử Quân phải xin lỗi mình ở sự kiện này. Nếu không thì hai người đã rạch mặt nhau, bây giờ tìm mình làm gì? Thích Phúc Lai thầm nghĩ như vậy, hắn trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, mời ngài. Sau khi cùng Vương Tử Quân đi đến một gian phòng, Thích Phúc Lai chợt cảm thấy có hơi run rẩy. Hắn run rẩy cũng không phải sợ hãi, mà chính là quá hưng phấn. Chính mình bây giờ nên biểu hiện rộng lượng một chút, dù sao thì chuyện này sẽ truyền đi rất xa. Chính mình càng rộng lượng thì người ta càng thấy Vương Tử Quân quá hẹp hòi, cố gắng vì chuyện nhỏ nhặt mà trả thù cá nhân, làm cho đối phương càng khó xuống đài. Thích Phúc Lai nhìn Vương Tử Quân ngồi xuống ghế salon đối diện mình, hắn càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Hắn quen làm lãnh đạo, hắn biết rõ phương thức lãnh đạo nói chuyện với hạ cấp. Vương Tử Quân không có quá nhiều tình cảm với mình, bây giờ đối phương chọn phương thức trò chuyện ngang hàng, rõ ràng là muốn thỏa hiệp. Sau khi nhân viên công tác đưa trà đến, trong phòng chỉ còn lại Thích Phúc Lai và Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, cũng không nói gì mà nhìn vào Thích Phúc Lai. Chương 1422, 2, Bí Thư, anh nghĩ quá nhiều rồi. Vương Tử Quân do dự sao? Thích Phúc Lai cảm thấy Vương Tử Quân đang không biết phải làm sao để mở miệng nói lời xin lỗi với mình. Hắn thầm nghĩ Vương Tử Quân anh cũng có ngày hôm nay sao? Nhưng hắn lại cố gắng tỏ ra tiêu sái nói, trưởng phòng Vương, điều này. Ha ha, chúng ta không phải là người ngoài, sự việc hôm nay nên cho qua, ngài không cần nghiêm túc như vậy. Tuy thật lòng thì Thích Phúc Lai rất muốn chơi trò phát tiết ân oán với Vương Tử Quân, thế nhưng vị trí của hắn và Vương Tử Quân lại quá rõ ràng, hắn chỉ là cấp dưới mà thôi. Hắn dù sao cũng phải biểu hiện cho tốt, ai bảo vị trí của hắn là cấp dưới của Vương Tử Quân. Vừa rồi Vương Tử Quân sở dĩ có chút do dự cũng là vì hắn chưa suy nghĩ từ ngữ cho hợp lý. Tuy hắn cũng không biết Thích Phúc Lai tự nhận lỗi từ trước thì có cái gì thương tiếc, nhưng hắn là trưởng phòng tổ chức, có đôi khi lời nói cũng cần phải ẩn giấu một chút. Lúc này Thích Phúc Lai lên tiếng làm cho Vương Tử Quân chợt sững sờ. Hắn là người thông minh, hắn hiểu Thích Phúc Lai đưa sự việc đặt lên phương diện nào. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Thích Phúc Lai. Hắn chợt cảm thấy đối phương quá buồn cười. Bí thư Thích, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Vương Tử Quân cuối cùng vẫn chọn lời này làm câu mở đầu cho mình. Tuy một cuộc trò chuyện xem như chấm dứt tương lai chính trị của Thích Phúc Lai, nhìn qua làm cho người ta cảm thấy quá khắc nghiệt, thế nhưng nên nói như thế nào với những người vì thành tích của Thích Phúc Lai mà căn bản mất nhà mất mạng. Vương Tử Quân chỉ nói với Thích Phúc Lai 5 phút đồng hồ, cuối cùng Thích Phúc Lai cũng đi ra với bộ dạng mất hết hồn vía. Lúc này hắn không giống như trước đó, đi ra khỏi phòng với bộ dạng cúi người khom lưng. Vương Tử Quân nhìn Thích Phúc Lai đi ra mà không khỏi nhíu mày, hắn đứng trong phòng cảm thấy bầu không khí quá nặng nề, thế là thuận tay mở cửa sổ ra. Một luồng sóng nhiệt từ bên ngoài cuốn vào, Vương Tử Quân nhìn lên không gian, cảm thấy chung quanh đầy mây đen. Gió bắt đầu thổi rồi. Gió thổi mây đen kéo đến như thác lũ. Điều này không những làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bình tĩnh, ngược lại còn cảm thấy cơn mưa ở thành phố Lâm Hồ mới chỉ là bắt đầu.
Đối với thành phố Lâm Hồ, không, phải là đối với cả tỉnh Nam Giang thì tin tức bí thư thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai vì vụ hỏa hoạn chết ba mạng người mà nhận lỗi từ chức căn bản quá chấn động, hầu như đầu đường cuối phố ai cũng bàn tán về điều này. Tuy cũng có người nói Thích Phúc Lai căn bản khá oan uổng, thế nhưng đối với quần chúng và nhóm người luật gia thì lại thấy đây là tình huống cầu tiến, lại có người nói đây sẽ là mở đầu cho quy chế từ chức hóa. Vương Tử Quân là người vung tay thúc đẩy sự kiện ép Thích Phúc Lai phải nhận lỗi từ chức, hắn càng được mọi người thảo luận nhiều hơn. Vương Tử Quân có thể làm cho bí thư thị ủy phải nhận lỗi từ chức, điều này làm cho vị trí của Vương Tử Quân càng kiên cố và mạnh mẽ trong Nam Giang. Tuy bây giờ vị trí của Vương Tử Quân trong thường ủy tỉnh ủy vẫn không thay đổi, thế nhưng nhiều người đã xếp Vương Tử Quân ra sau lưng Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong, coi như là nhân vật có thực lực thứ ba trong tỉnh Nam Giang. Sau này tuyệt đối không cho phép em làm như vậy nữa, em nhìn mà xem, vốn là một việc tốt nhưng bây giờ mọi người lại cứ bàn tán xôn xao cả lên. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc đang bị mình mở lời giáo dục mà cúi đầu đọc sách như học sinh tiểu học, hắn không khỏi có chút đắc ý. Dựa theo tính cách của Mạc Tiểu Bắc, có thể thành thật nghe lời hắn cũng xem như là thành công lớn rồi. Tuy trong mắt người lãnh đạo cấp cao thì Vương Tử Quân thúc đẩy Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức là liên quan đến thực lực, thế nhưng càng nhiều người mở miệng nói say sưa rằng trong sự kiện tổ chức nghi lễ khởi công hành lang kinh tế ở Lâm Hồ, công ty Bắc Gấm đã làm ra một chuyện không mấy tốt đẹp. Nguyên nhân của sự việc tất nhiên được đẩy lên đầu Vương Tử Quân. Em và chị Hồng Cẩm cũng chỉ là vì muốn xả giận cho anh mà thôi. Khư Vương Tử Quân nói xong những lời phê bình của mình, lúc này Mạc Tiểu Bắc chợt khẽ dùng giọng uất ức nói. Vương Tử Quân đối mặt với lời giải thích của Mạc Tiểu Bắc, hắn vốn định muốn đuổi giặc đường cùng, nhưng bây giờ giặc cùng đường lại chợt nói, hai ngày trước em trò chuyện với chị Hồng Cẩm, nhìn bộ dạng của chị ấy. Giống như đã mập lên một chút. Vương Tử Quân vốn hùng hổ chợt trở nên mềm nhũn. Tần Hồng Cẩm sao lại mập lên, hắn căn bản biết rất rõ. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể kiên trì nói, người ăn ngũ cốc hoa màu, béo lên một chút cũng không là vấn đề. Bình thường sao, Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt như cười như không nhìn Vương Tử Quân, điều này làm cho trái tim của Vương Tử Quân như dựng ngược lên. Tuy Vương Tử Quân hiểu có vài chuyện Mạc Tiểu Bắc lòng dạ biết rõ, thế nhưng phần lớn hai người đều thầm hiểu lẫn nhau. Bây giờ Mạc Tiểu Bắc nói ra sự việc, có thể làm cho Vương Tử Quân rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Khi Vương Tử Quân có chút chần chờ thì Mạc Tiểu Bắc chợt nói, chị Hồng Cẩm là người chú ý đến hình thể, anh nói xem chúng ta có nên đi thăm chị ấy không? Lúc này Vương Tử Quân căn bản cảm thấy rất khó chống đỡ, khi hắn định tìm kế sách khác để chạy thoát thân, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Hắn giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, thế là nhanh chóng nhìn thoáng qua điện thoại, khẽ nói với Mạc Tiểu Bắc là lãnh đạo gọi điện thoại. Sau đó nhanh chóng đi về phía một gian phòng khác. Sau khi nối thông điện thoại thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hoắc Quang Lĩnh, trưởng phòng Vương, anh có bận rộn gì không? Vương Tử Quân có mối quan hệ không tệ với Hoắc Quang Lĩnh, nhưng khi mà Đậu Minh Đường và Hoắc Quang Lĩnh có sự cạnh tranh vị trí phó bí thư tỉnh ủy, mối quan hệ giữa hai bên chợt có chút vi diệu. Bí thư Hoắc, ngài có chuyện gì cứ phân phó. Vương Tử Quân thầm suy tư về nguyên nhân Hoắc Quang Lĩnh gọi điện thoại cho mình, hắn vừa cười vừa nói. Tôi đang câu cá ở đập nước, trưởng phòng Vương cũng nên đến đây một chuyến. Cá chỗ này rất hoang dại, hương vị ngon hơn cá nuôi rất nhiều. Hoắc Quang Lĩnh nói mang theo vài phần nhiệt tình. Trời xanh gió mát, mặt hồ gợn sóng. Lúc này ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ, không những có thể hưởng thụ thú vui câu cá, còn có thể hưởng thụ bầu không khí mát lành. Tử Quân, hai người chúng ta giống như có chút xa lạ rồi. Hoắc Quang Lĩnh nhìn mặt hồ lăn tăn sóng, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thản nhiên thả thêm dây câu, sau đó mới cười nói, nếu nói xa lạ thì phải là bí thư Hoắc anh xa lạ với tôi. Hoắc Quang Lĩnh trầm ngâm giây lát, sau đó quay đầu sang nhìn Vương Tử Quân, Tử Quân, anh là người thông minh, sao lại chọn con đường này? Chương 1423, không có kẻ địch vĩnh viễn. Càng không có bạn bè vĩnh viễn. Đường gì, Hoắc Quang Lĩnh không nói rõ, mà giữa hai người bọn họ cũng không cần giải thích quá nhiều. Vương Tử Quân đón ánh mắt của Hoắc Quang Lĩnh, hắn dùng giọng không chút do dự nói, tôi không muốn trở thành miếng ván cho người khác rút đi ở Nam Giang, tôi hy vọng mình có thể làm ra chút thành tích. Vương Tử Quân nói lời này chỉ là một nửa,
còn có một nửa hắn không nói rõ. Tuy hắn trở thành trưởng phòng tổ chức ở Nam Giang là do Diệp Thừa Dân đề cử, thế nhưng phía sau lưng hắn còn có Lâm Trạch Viễn, dù hắn và Diệp Thừa Dân có phối hợp tốt với nhau, hắn khó thể nào là người thuộc dòng chính của Diệp Thừa Dân. Nếu Vương Tử Quân quay sang phía Diệp Thừa Dân, để cho Hoắc Quang Lĩnh làm phó bí thư tỉnh ủy, như vậy tình thế Nam Giang là rất khó khăn, sẽ ép Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong ngã bài với nhau trong Nam Giang. Không muốn đánh cờ thì không phải là quân cờ tốt, nó cũng giống như lính không muốn làm tướng không phải là lính tốt, những thứ này chỉ có thể ngầm hiểu mà thôi, căn bản không thích hợp bày ra trên mặt bàn. Anh có đạo lý của riêng anh, nhưng tôi cảm thấy nên nhắc nhở anh một câu, đó là bây giờ anh đang diễn xiếc trên dây, căn bản rất nguy hiểm. Hoắc Quang Lĩnh nói đến đây thì dùng giọng trầm thấp phân tích vấn đề, người có thể đánh cờ cũng đều có thể là quân cờ, anh là người có tương lai rộng lớn, có đôi khi nhẫn nại 2 năm sẽ phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Hoắc Quang Lĩnh nói và Vương Tử Quân cảm thấy không phải không có lý. Với vị trí của hắn hiện tại, nếu như có thể an phận công tác, sau đó tiến lên từng bước, như vậy tiến lên vị trí quan trọng chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng có vài vấn đề mà không thể cứ mãi nhìn vào phương diện biện chứng, nếu như Vương Tử Quân từ đầu làm quân cờ, chính hắn sẽ không thể đi về phía vị trí hiện tại. Dù là có sự giúp đỡ mạnh mẽ của Lâm Trạch Viễn và Mạc Gia, cùng lắm bây giờ hắn mới chỉ là chủ tịch một thành phố mà thôi. Hơn nữa con đường làm quan là leo lên đỉnh tháp vàng, người cùng nhau nhìn lên một vị trí là rất đông, người cuối cùng có thể đi lên phải chiến thắng đồng loại, lại chỉ có một vài người mà thôi. Hơn nữa người ta phải liều mạng leo lên, chưa nói đến phương diện năng lực và thành tích, ít nhất anh phải có thực lực, nếu không tất cả sẽ bị chối bỏ. Tôi biết bí thư Hoắc nói lời khuyên và cảnh báo như vậy là tốt cho tôi, thế nhưng tôi cảm thấy tương lai chính trị của một người không phải hoàn toàn nắm trong tay mình thì chí ít cũng phải nắm được một nửa, nếu không thì căn bản là quá đau thương. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng trầm lặng nói, tôi không muốn bị người ta bán đi, sau đó lại còn phải nói lời cảm ơn. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng lọt vào trong tai lại làm cho Hoắc Quang Lĩnh không khỏi xúc động. Hắn há lớn miệng, cuối cùng đành nuốt xuống bụng lời khuyên với Vương Tử Quân. Tuy Hoắc Quang Lĩnh cảm thấy Vương Tử Quân nói có hơi quá, thế nhưng có một số việc căn bản là như vậy. Hắn cảm thấy mình có vài phương diện công bình với Vương Tử Quân, nhưng Bí Thư Diệp thì sao? Nhưng khi mà có những chuyện trọng đại xảy ra, Bí Thư Diệp có đối đãi với Vương Tử Quân giống như với mình hay không? Điều này Hoắc Quang Lĩnh không dám cam đoan, cũng không dám há miệng đảm bảo. Một đập nước lớn chỉ có 2 người Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh, thế nên không gian rất hiên ắng. Khi mà những con sóng vẫn đang nhộn nhạo trên mặt nước, cũng không ai trong số 2 người muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này. Tử Quân, lần này tôi đến là có chút chuyện muốn trao đổi ý kiến với anh. Hoắc Quang Lĩnh cuối cùng cũng là người phá vỡ bầu không khí quá bình tĩnh, hắn cười cười với Vương Tử Quân rồi nói, Thích Phúc Lai tự nhận lỗi từ chức, bây giờ có ảnh hưởng không nhỏ đến công tác của thành phố Lâm Hồ. Ý nghĩ của bí thư với thành phố Lâm Hồ là không để cho tình hình rối loạn, thế nhưng cũng không thể để cho thành phố Lâm Hồ là một đoàn thể vững như sắt, thích làm gì thì làm. Trước đó Vương Tử Quân đã hiểu mục đích của Hoắc Quang Lĩnh đến gặp mặt mình lần này, nhưng lúc này hắn cũng không nói lời nào, chờ Hoắc Quang Lĩnh nói tiếp. Bí thư Cổ Hoàng Tắc của thành phố Hoa Dục có bằng tiến sĩ chính quy, có nhiều ý nghĩ ở phương diện phát triển kinh tế, nếu như cho anh ấy đến nhận công tác ở thành phố Lâm Hồ, như vậy nhất định sẽ làm cho kinh tế Lâm Hồ phát triển lên bậc thang mới. Hoắc Quang Lĩnh giới thiệu tuy bình thường nhưng hình ảnh của Cổ Hoàng Tắc lại lóe lên trong đầu Vương Tử Quân. Hắn cũng không xa lạ gì Cổ Hoàng Tắc kia, hơn nữa khi hắn đi nghiên cứu công tác của thành phố Hoa Dục, bí thư Cổ kia còn đi theo hắn một ngày trời. Tuy chỉ là tiếp xúc đơn giản nhưng Vương Tử Quân biết Cổ Hoàng Tắc là người công tác có ý nghĩ, nhìn vào quá trình phát triển của thành phố Hoa Dục 2 năm qua thì biết rõ tròn méo thế nào. Nhưng Vương Tử Quân nhớ không lầm thì Cổ Hoàng Tắc mới chỉ đảm nhiệm vị trí bí thư thị ủy Hoa Dục được 2 năm mà thôi. Như vậy nếu không quá cần thiết thì bí thư thị ủy chưa xong một nhiệm kỳ sẽ không được động vào. Mọi người đều biết thành phố Lâm Hồ là địa phương lập nghiệp của chủ tịch Trử Vận Phong, Hoắc Quang Lĩnh đẩy Cổ Hoàng Tắc đi ra, ý nghĩa thế nào thì ai cũng hiểu rõ ràng. Vương Tử Quân giật cần, lưỡi câu giống tuếch. Hắn nhìn vào lưỡi câu mà nở nụ cười tự giễu nói, tôi căn bản là không sát cá, cũng chẳng có con nào đến đây trợ uy.
Hoắc Quang Lĩnh cười cười nhìn lưới câu của Vương Tử Quân, hắn nói, cũng không phải là anh không sát cá, chủ yếu là anh móc mồi không quá tốt. Thành phố Hoa Dục là địa phương tốt, chúng ta tiếp theo nên đến đó câu cá, tôi đã đi qua một lần rồi, câu cá chỗ đó căn bản là rất tốt. Vương Tử Quân cười cười cũng không nói lời nào khẳng định, Hoắc Quang Lĩnh lúc này lại giật cần, lưới câu cũng không có một con cá nào. Sau 3 giờ câu cá thì Vương Tử Quân cuối cùng chỉ thu hoạch được 2 con cá chép nhỏ, Hoắc Quang Lĩnh thì câu được vài con cá như bàn tay. Cuối cùng hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng cười vài tiếng, sau đó thả cá xuống đập nước. Tuy không câu được cá nhưng không ảnh hưởng đến tình huống hai người ăn cá, chủ đập nước đã sớm cho người bắt 2 con cá chép nặng 3-4 ký lên, sau đó nấu súp cá. Vì hai bên không uống rượu nên chỉ mất nửa giờ thì Vương Tử Quân và Hoắc Quang Lĩnh cùng nhau leo lên xe rời khỏi đập nước. Sau khi tiến vào nội thành Đông Hồng, hai bên đi mỗi người một ngã. Trên đường về nhà, Vương Tử Quân luôn nghĩ về vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. Đối với hắn thì bây giờ ai tiến lên vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ cũng không liên quan quá lớn đến mình. Dù gì thì căn cơ của hắn vào lúc này là quá nhỏ, trong tay hắn căn bản không có nhân thủ. Tuy Vương Tử Quân đã là một bến tàu ở Nam Giang, thế nhưng trên cơ bản không có vài người dựa về phía hắn. Dù là Trử Vận Phong kinh doanh nhiều năm ở Nam Giang hay Diệp Thừa Dân đứng đầu ban ngành cũng có lực hiệu triệu cao hơn hắn rất nhiều. Lúc này Diệp Thừa Dân cho Hoắc Quang Lĩnh đến tìm mình, có thể thấy bí thư Diệp đã động tâm tư với vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩ của Diệp Thừa Dân, dù là vị lãnh đạo đứng đầu nào cũng không muốn mình luôn bị trợ thủ dẫn mũi bước đi. Diệp Thừa Dân sở dĩ đứng chung chỗ với Trử Vận Phong ở sự kiện Thích Phúc Lai cũng vì không nắm chắc kéo đối phương đi xuống. Hơn nữa cùng liên hợp với Trử Vận Phong có thể chèn ép bộ dạng bệ vệ của mình, thế nên căn bản khá phù hợp. Nhưng thế cục hiện tại đã biến hóa, Thích Phúc Lai rời đi, Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong căn bản không buông tha cho nhau, dù sao thì ai cũng muốn nắm quyền chủ động vào tay mình. Chương 1424, một nói có lý, nắm có chứng. Bí thư thị ủy Lâm Hồ thuộc về quyền hạn của tỉnh ủy Nam Giang, thế cho nên cạnh tranh lần này căn bản là rất kịch liệt. Vương Tử Quân làm trưởng phòng tổ chức, tất nhiên trở thành người được chú ý trọng điểm trong sự kiện lần này. Vương Tử Quân cũng không muốn có tác dụng chủ yếu trong thế cục chính trị hiện tại ở tỉnh Nam Giang, hắn tự hiểu lấy bản thân mình. Nếu như muốn trở thành một lực lượng có quyền hạn trung bình, hắn có thể làm được. Nhưng lúc này hai lực lượng quá mạnh của Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đang nắm quyền chủ động, thế cho nên với vị trí hiện tại của hắn cũng không làm gì khác hơn được. Cho dù Vương Tử Quân ở vào vị trí hiện tại của Đậu Minh Đường, hắn cũng không dễ dàng làm được. Dù sao thì ưu thế của lãnh đạo đứng đầu và thứ hai tỉnh ủy cũng không dễ dàng triệt tiêu đi. Khi xe đi vào cổng, Vương Tử Quân xuống xe chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng cười vui sướng. Sau đó bên trong vang ra giọng nói của Đậu Minh Đường, Tiểu Bắc, ở Nam Giang nên siêng ra ngoài đi dạo một chút, bà nhà tôi không có bổn sự gì khác, thế nhưng nếu muốn tìm một chỗ vui chơi thoải mái thì căn bản không thua gì hướng dẫn viên du lịch đâu. Bí thư Đậu, ngài đại giá Quang Lâm cũng không gọi điện thoại cho tôi, có phải anh muốn đột nhiên tập kích tôi không? Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Đậu Minh Đường đang ngồi trên ghế salon nhà mình, hắn mỉm cười nói. Đậu Minh Đường cũng không phải chỉ đến một mình, bên cạnh hắn còn có phu nhân. Người phụ nữ này họ Triệu, là một giáo viên tiểu học trên cơ bản đã về hưu. Vương Tử Quân đã vài lần đến nhà tìm Đậu Minh Đường, bây giờ thấy vợ Đậu Minh Đường ngồi đó thì cười nói, ôi, khách quý đến nhà, chào chị. Trưởng phòng Vương, không phải tôi phê bình anh đâu đấy nhé, dù công tác có nặng nề thế nào thì vợ chồng son cũng phải đẩy mạnh giao lưu trao đổi. Anh cũng không nên cứ bận rộn trợn mắt tắt đèn như vậy rồi không quan tâm đến cảm nhận của Tiểu Bắc. Chị Triệu thấy Vương Tử Quân vào cửa thì mỉm cười trêu chọc. Từ góc độ của Đậu Minh Đường, hắn không thể tùy ý trò chuyện với Vương Tử Quân được như vậy. Mặc dù hắn sắp xếp bên trên Vương Tử Quân, cũng đi lại trong quan trường lâu năm, đối nhân xử thế lại bị ảnh hưởng từ trong tiềm thức, thế cho nên mỗi từ mỗi ngữ mỗi hành động đều giống như có ý nghĩa khác. Làm cho phương diện trò chuyện với người khác có vài phần cố kỵ. Nhưng chị Triệu lại khác, nàng nói lời này mà căn bản không có áp lực gì. Mạc Tiểu Bắc tuy có tính tình hơi nguội lạnh, thế nhưng khi đối mặt với một người như chị Triệu thì lại khá hào hứng. Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường trò chuyện với nhau được vài phút,
Chị Triệu lên tiếng nói rằng phụ nữ nói chuyện với nhau đàn ông không được dự thính, thế cho nên đuổi hai người đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân dùng loại trà thủ công Khương Long Cương đưa đến từ tỉnh Sơn Nam để pha một ấm trà khá ngon, chỉ sau một lát thì trong phòng đầy mùi hương trà. Trà ngon, Đậu Minh Đường nâng ly trà lên uống một ngụm, sau đó dùng giọng đầy cảm khái nói. Vương Tử Quân cười ha hả nói, đây là trà mà thư ký trước kia của tôi đưa đến từ tỉnh Sơn Nam, chỗ này của tôi cũng có khá nhiều, nếu bí thư Đậu thích thì lát nữa nên mang về một chút. Tôi đây cũng không khách khí. Đậu Minh Đường nói chuyện, sau đó tự châm cho mình chút nước, lại cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Tử Quân, sau này nếu tôi quen uống trà của anh, không quen những thứ khác, anh nên phụ trách đấy nhé. Hai người cười nói vài câu, Đậu Minh Đường chợt nghiêm mặt nói, Tử Quân, trong lòng anh có tính toán gì với thành phố Lâm Hồ bên kia không? Vương Tử Quân nghe những lời này, lại nhìn gương mặt chỉnh trọng của Đậu Minh Đường, thế là trong lòng thầm nghĩ. Đậu Minh Đường có phải vì chuyện này mà đến không? Đậu Minh Đường không như chính mình, vài năm qua dù mình cố gắng kinh doanh thế nhưng người thân tín bên cạnh là không nhiều. Nhưng Đậu Minh Đường lại khác, người này làm bí thư thị ủy Đông Hồng nhiều năm, trong tay có nhiều cán bộ thuộc dòng chính của mình. Chẳng lẽ trong số những người kia có kẻ có khả năng tiến lên làm bí thư thị ủy Lâm Hồ? Lâm Hồ thật sự là địa phương hấp dẫn người ta, tuy quy cách nơi này xem ra kém Ngân Bằng và Đông Hồng. Thế nhưng người ta động tâm cũng không phải là vì điều này. Thứ làm cho người ta cảm thấy nên dục dịch chính là thành phố này như một tấm ván bắc cầu, đã trỏ ra nhiều cán bộ là lãnh đạo tỉnh ủy. Hơn nữa nơi đây có thực lực kinh tế khá mạnh, cung cấp cho từng cán bộ tiến vào trong thành phố Lâm Hồ một đảm bảo khá tốt. Nhưng Vương Tử Quân căn bản cũng không cảm thấy tốt đẹp khi có người thuộc về phía Đậu Minh Đường tiến lên làm bí thư thị ủy Lâm Hồ. Lúc này thế cục Lâm Hồ cực kỳ không ổn. Nếu như Đậu Minh Đường chen chân vào, không những không có gì tốt, thậm chí còn phải ngâm mình vào trong bùn. Vì vậy Vương Tử Quân trầm ngâm một chút, sau đó hắn nói thẳng, tôi không định chen chân quá sâu vào sự kiện nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ. À, tình huống Lâm Hồ rất phức tạp, đây là nơi mà Chủ tịch Vận Phong kinh doanh nhiều năm, uy vọng của nó là thâm căn cố đê, ép Đậu Minh Đường lấy một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Lại dùng giọng âm u nói, cho dù để tôi đến thành phố Lâm Hồ, tôi cũng không quá nắm chắc. Đậu Minh Đường nói càng làm cho Vương Tử Quân thêm sững sốt, hắn lờ mờ cảm nhận được mục đích của đối phương khi đến nhà mình. Hắn không nói lời nào chỉ nhìn Đậu Minh Đường, chờ đối phương nói tiếp. Ban ngành thành phố Đông Hồng sẽ được điều chỉnh, tôi nghe nói tuyến trên đã có quyết định, sau khi Lưu Thành Lâm tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy, phó bí thư Trần Cẩn Duy sẽ đi sang Hội đồng Nhân dân. Đậu Minh Đường nói đến đây thì khẽ gạt tàn rồi nói, nếu Chiếu Quang muốn tiến thêm một bước thì ý kiến của Lưu Thành Lâm là rất quan trọng. Lưu Thành Lâm là chủ tịch thành phố Đông Hồng, sau khi Đậu Minh Đường tiến lên làm phó bí thư tỉnh ủy, hắn được thuận thế đề bạt làm nhân tuyển cho vị trí bí thư thị ủy. Chiếu Quang trong lời nói của Đậu Minh Đường chính là chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố Đông Hồng Lý Chiếu Quang, người này là dòng chính do chính tay Đậu Minh Đường đề bạt lên, cũng chính là người đáng tin của bí thư Đậu. Đề bạt Lý Chiếu Quang căn bản rất phù hợp với lợi ích của Đậu Minh Đường, dù sao thì Đậu Minh Đường cũng công tác ở thành phố Đông Hồng nhiều năm, bây giờ tuy tiến lên nắm vị trí quan trọng hơn, thế nhưng cũng cần có một người ở lại thành phố Đông Hồng giúp đỡ mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu ý nghĩ của Đậu Minh Đường. Trưởng phòng Tử Quân, chuyện thành phố Lâm Hồ thì Thích Phúc Lai nên chịu trách nhiệm chủ yếu. Nhưng tôi cho rằng các vị lãnh đạo khác như Chủ tịch Lưu Vĩnh và nhóm người còn lại căn bản là phải có đối đãi khác nhau, vì bọn họ cũng không có sai lầm quá lớn. Đậu Minh Đường cũng đã mở rộng chủ đề, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nohis, những năm qua kinh tế Lâm Hồ phát triển rất mạnh, đồng chí Lưu Vĩnh Cương cũng không thể bỏ qua công lao ở phương diện này. Vương Tử Quân tiễn chân Đậu Minh Đường, hắn miễn cưỡng ngồi xuống ghế salon. Đậu Minh Đường và Hoắc Quang Lĩnh có hai ý nghĩ khác nhau. Hai ý nghĩ này liên tục va chạm trong lòng hắn. Lúc bắt đầu thì Vương Tử Quân căn bản không có khuynh hướng cá nhân về sự kiện ai tiến lên đảm nhiệm vị trí cao nhất ở Lâm Hồ, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình không được thoải mái. Chương 1424-2, nói có lý, nắm có chứng. Vương Tử Quân kiên trì phương diện truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai, chẳng những là vì công bình, càng là vì muốn phổ biến nguyên tắc truy cứu trách nhiệm cán bộ ra toàn tỉnh.
nhưng bây giờ Thích Phúc Lai rời đi, vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ bỏ trống, thế là vấn đề chợt bùng phát. Lúc này cây cải nhổ đi chỗ trống còn lưu lại, nó là một mâm bánh trái trong mắt nhiều người. Dù là ý kiến của Hoắc Quang Lĩnh hay là của Đậu Minh Đường cũng ép Vương Tử Quân phải cho ra lựa chọn, nhưng hắn đều không muốn làm theo lời ai. Nhưng vào thế cục hiện tại, hắn giống như căn bản phải chọn ra một trong hai phương án của hai người. Đúng là không có người nào. Vương Tử Quân nghĩ đến những cán bộ thân cận của mình, hắn không khỏi thở dài một hơi. Căn cơ của mình quá nhỏ, hình như căn bản cũng không có được phần bánh nào trong lúc mọi người đang phân chia bánh ngọt cho nhau. Tút tút tút, khi Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm thì điện thoại trong nhà vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy giọng nói của Đoạn Văn Đống truyền đến từ đầu dây bên kia, trưởng phòng, tôi là Đoạn Văn Đống, ngài có thời gian không, tôi có vài công tác cần báo cáo với ngài. Đoạn Văn Đống là một trong những người thuộc dòng chính của Vương Tử Quân, có thể nói là tự tay Vương Tử Quân đề bạt đối phương lên vị trí hiện tại. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, sau đó khẽ nói, Văn Đống, vậy anh đến nhà tôi một chuyến đi. Nếu như là trước kia thì Đoạn Văn Đống sẽ tuyệt đối không do dự với sắp xếp của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này hắn lại ngập ngừng nói, trưởng phòng, ngài xem có thể đi ra hay không, tôi thấy chuyện này. Khi Đoạn Văn Đống đang châm trước ngôn từ thì Vương Tử Quân đã không cần nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, anh nói địa điểm đi, tôi sang ngay. Trưởng phòng Vương, ngài thấy quán trà Sương Hằng như thế nào? Đoạn Văn Đống căn bản cực kỳ kích động vì sự coi trọng của Vương Tử Quân, hắn tranh thủ thời gian xin chỉ thị lãnh đạo. Vương Tử Quân chưa từng đến quán trà Sương Hằng, hắn trầm ngâm giây lát rồi hỏi, tôi sẽ tự mình chạy qua, anh nói địa chỉ đi. Vương Tử Quân chạy xe của Mạc Tiểu Bắc ra khỏi nhà, 10 phút sau đã đi đến quán trà Sương Hằng. Đoạn Văn Đống đã sớm đứng bên ngoài chờ, sau khi Vương Tử Quân vào cửa thì được hắn đưa ngay vào một gian phòng. Trưởng phòng Vương, tôi sẽ cho quán chuẩn bị một ấm trà xanh cho ngài. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Đoạn Văn Đống vừa rót nước vừa khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận ly nước uống một ngụm rồi nói với Đoạn Văn Đống. Anh tỏ ra thần bí như vậy, có phải là có chuyện gì cần nói với tôi không? Đoạn Văn Đống nói nhân viên pha trà tăng thêm âm lượng nhạc, sau đó cho đối phương ra khỏi phòng, hắn mới trầm giọng nói, trưởng phòng Vương, gần đây tổ chuyên án chúng tôi đã có tiến triển đột phá trong chuyên án điều tra buôn lậu trong tỉnh Nam Giang. Từ sau khi trở thành bí thư ủy ban tư pháp tỉnh thì Vương Tử Quân đã được giao một nhiệm vụ, đó là điều tra rõ ràng về tình hình buôn lậu ở tỉnh Nam Giang. Nhưng khi vị trí của hắn ở Nam Giang chợt biến đổi, công tác tư pháp đã rời sang tay của bí thư Lỗ Kính Tu, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ coi trọng và chưa từng buông lỏng nhiệm vụ cũ của mình. Nhưng đã điều tra được hơn một năm mà tình hình buôn lậu ở Nam Giang quá chắc chắn khó chen tay vào, giống như không thấy được bóng dáng, khó thể tiến triển. Đoạn Văn Đống là người có tâm tư cảm kích Vương Tử Quân, hắn mạo hiểm thề nhất định điều tra ra manh mối, kết quả là nước không rơi xuống một giọt. Đá không rơi ra một viên. Hơn nữa Đoạn Văn Đống hoài nghi trong nhóm buôn lậu phần lớn có người trong chính quyền, mắt của chúng ngay dưới mặt mình. Trước đó thành phố Đông Hồng và Lâm Hồ có vài thắng lợi trong phương diện đả kích buôn lậu, thế nhưng căn bản không gãi chúng chỗ ngứa, thế cho nên cuối cùng cũng không làm ảnh hưởng đến gân cốt của đám người kia. Kết quả như vậy làm cho Vương Tử Quân không hài lòng, nhưng hắn cũng biết băng đóng giày 3 mét cũng không phải vì một ngày lạnh. Buôn lậu ở Nam Giang như khối u ác tính, rất khó thể nào xóa bỏ sạch sẽ trong thời gian ngắn, khó thể nào chấm dứt hậu hoạn ngay được. Những năm qua tỉnh Nam Giang luôn đẩy mạnh những hoạt động lập lại trật tự trị an và trấn áp tội phạm, vì sao đám buôn lậu kia vẫn có thể sinh tồn được? Đáp án nói ra thì đơn giản, đó là có mối liên hệ giữa quyền và tiền. Buôn lậu hoạt động chẳng qua chỉ là một mắt xích trong mối quan hệ quyền tiền, vì được ủy quyền và bảo vệ mới có thể sinh tồn. Hoặc là có thể nói vì quyền lực của ai đó mà phát sinh tác dụng, thế cho nên đám tội phạm kia mới dần tăng trưởng, càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Lúc này đã có chút manh mối, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân thêm vui sướng. Hắn dùng ánh mắt mẫn cảm nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó không chờ đợi được hỏi, điều tra được kẻ chủ mưu rồi sao? Mặc dù không có chứng cứ, thế nhưng nhìn từ các dấu hiệu thì căn bản là không sai. Đoạn Văn Đống nói rồi lấy từ trong túi ra một cây bút, sau đó viết xuống ba chữ. Vương Tử Quân nhìn ba chữ kia mà càng nhíu mày thêm chặt,
hắn căn bản không ngờ người này cũng có liên quan đến tập đoàn buôn lậu trong tỉnh Nam Giang. Lúc này Vương Tử Quân đã hiểu vì sao Đoạn Văn Đống lại chú ý như vậy. Sự việc liên quan đến người này, bọn họ không cẩn thận là không được. Sau khi suy xét nhiều lần về cái tên người kia, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn mới khẽ hỏi, anh có nắm chắc không? Trưởng phòng Vương, từ kinh nghiệm công tác của tôi, chúng tôi cảm thấy đã tìm ra đúng phương hướng. Đoạn Văn Đống nói vô cùng kiên quyết, ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Hắn tìm Vương Tử Quân chẳng những báo cáo chuyện này, hắn còn muốn xem thái độ của Vương Tử Quân. Dù sao thì thân phận của người kia quá đặc thù, hắn cũng có chút do dự khi định thừa thắng xông lên. Đoạn Văn Đống tuy tình nguyện làm tốt cương vị công tác của mình, thế nhưng hắn cũng không phải là một người tâm tư tràn đầy chính nghĩa. Nếu như không có sự giúp đỡ của tuyến trên, hắn cũng phải bảo vệ bản thân mình, cũng phải đề phòng người ta cắn mình. Tính mạng và địa vị công tác là quan trọng. Một người cực kỳ yêu thương cuộc sống và công tác của mình vì sao phải mạo hiểm cho ra những hy sinh vô vị. Một điểm giúp đỡ cực kỳ quan trọng của Đoạn Văn Đống chính là thái độ của Vương Tử Quân, hắn thấy chỉ khi mình có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, như vậy mình mới có thể tiếp tục công tác. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, sau khi nghe Đoạn Văn Đống xác nhận thì hắn cảm thấy mình gặp phải một lựa chọn cực kỳ khó khăn, nếu như không cẩn thận sẽ rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Vương Tử Quân có thể buông tha sao? Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó trầm giọng nói, Cục trưởng Văn Đống, nếu đã có phương hướng, như vậy các anh nên lớn gan điều tra, không cần tang chứng vật chứng, bây giờ cũng đừng kinh động đến ai. Ai tiết lộ bí mật thì phải khai trừ ngay. Trong quá trình điều tra, anh nhất định phải nắm chắc hai điểm, nói có lý, bắt có chứng, còn các phương diện khác thì tất cả có tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn sự việc này. Đoạn Văn Đống đã cảm thấy bất an không yên được khá lâu, bây giờ nghe được lời của Vương Tử Quân thì giống như uống thuốc an thần, an tâm hơn rất nhiều. Vương Tử Quân tỏ thái độ quá rõ ràng, đã giải quyết vấn đề lớn nhất của hắn. Lúc này Vương Tử Quân lấy bật lửa ra đốt đi tờ giấy mà Đoạn Văn Đống vừa ghi tên người kia vào. Gió thổi qua có hơi lạnh lẽo, Vương Tử Quân cực kỳ tỉnh táo, thế nhưng lời nói của Đoạn Văn Đống liên tục lóe lên trong đầu hắn. Cái tên Đoạn Văn Đống dùng bút ghi ra giống như một bóng ma cứ mãi quấn lấy đầu óc hắn. Là hắn, tại sao lại là hắn? Chương 1425, một hôm qua tôi cho anh kiêu ngạo, sáng nay anh tự hào vì tôi. Mỗi lần Vương Tử Quân nghĩ đến gương mặt người đàn ông trẻ tuổi hòa nhã với nụ cười thường trực trên môi, hắn sinh ra cảm giác cực kỳ khó tin. Nhưng Đoạn Văn Đống là chuyên gia phá án, nên biết tính nghiêm trọng của sự việc. Đối phương dám báo cáo chuyện này với mình, đã nói rõ nắm chắc phán đoán của mình. Đoạn Văn Đống càng nắm chắc thì Vương Tử Quân càng có chút tâm hoảng ý loạn, dù sao nếu kết cục chuyện này xem như đã định, sự việc sẽ càng thêm phức tạp. Nhổ một cây củ cải sẽ dính theo bùn đất, xưa nay người ta thường nói như vậy, sau lưng người này còn có nhiều người khác hay không? Có phải còn liên quan đến người đứng sau lưng người này nữa không? Trong đầu nhanh chóng lóe lên nhiều ý nghĩ. Vương Tử Quân cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mặc kệ chuyện này có liên quan đến những ai, hắn vẫn phải đi về phía trước, vẫn phải làm cho xong. Vương Tử Quân cắn răng nghĩ đến những yêu cầu của Đoạn Văn Đống trước khi đi, tuy yêu cầu này được Đoạn Văn Đống nói rất huyền chuyển, thế nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình bức thiết của người này. Nếu có sự giúp đỡ của địa phương thì tất cả công tác sẽ dễ làm hơn nhiều, Vương Tử Quân hiểu rõ yêu cầu được địa phương giúp đỡ của Đoạn Văn Đống. Nhưng nếu muốn thành phố Lâm Hồ giúp đỡ Đoạn Văn Đống, điều này căn bản là không dễ dàng. Đây chính là cướp thức ăn trong miệng hổ, vị trí kia cũng không phải chỉ đơn giản là liên quan đến một con hổ mà thôi. Hai ngày hôm nay Nam Giang có thời tiết rất tốt, sáng sớm Vương Tử Quân đi đến vừa ngồi xuống ghế trong phòng thì Du Giang Vĩ cầm theo một ít báo chí và thư tín đi đến. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh Nam Giang, mỗi ngày đều nhận được không ít thư tín. Hơn nữa trong số đó có không ít đơn thư tố cáo. Nếu như Vương Tử Quân mỗi ngày đều đọc qua đơn thư tố cáo, chỉ sợ sẽ mất hơn nửa ngày. Vì vậy trước khi được đưa đến tay Vương Tử Quân, Du Giang Vĩ cũng có một công tác là đọc đơn thư thay cho lãnh đạo. Nếu là những thư tín cần Vương Tử Quân xử lý, hắn sẽ cẩn thận dán lên một tấm nhãn, đơn giản nói rõ nội dung vụ việc, sau đó viết lên vài câu tham khảo ý kiến, sau đó mới đặt lên bàn công tác của Vương Tử Quân. Trưởng phòng,
ngài nên xem qua bức thư này. Du Giang Vĩ đặt một phong thư dày lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cầm lấy bức thư, hắn thấy bên trên đề người gửi chính là Đại học Chiết Giang. Hắn từng học ở trường đại học này, hơn nữa sau khi tốt nghiệp còn ở lại làm bí thư đoàn trường. Cũng vì nơi này mà Vương Tử Quân có được những tích lũy ban đầu của mình. Nếu như không có những kinh nghiệm công tác trên vị trí bí thư đoàn trường Đại học Chiết Giang, hắn không có khả năng vừa xuống xã Tây Hà Tử thì đã là bí thư đảng ủy. Nhưng khi Vương Quang Vinh đi theo con đường làm quan, cả nhà Vương Tử Quân căn bản cắt đứt liên lạc với trường Đại học Chiết Giang. Những năm qua Vương Tử Quân trên cơ bản không về lại căn nhà của mình trong trường Đại học Chiết Giang. Vương Tử Quân mở thư ra xem xét, hắn mới hiểu lần này trường Đại học Chiết Giang gửi thư cho mình là vì nguyên nhân gì. Nửa tháng sau chính là thời điểm trường Đại học Chiết Giang tổ chức 50 năm ngày thành lập trường, vì làm tốt công tác kỷ niệm mà nhà trường đặc biệt mời Vương Tử Quân đến tham gia. Kiếp trước Vương Tử Quân giống như có nghe nói về ngày kỷ niệm thành lập trường Đại học Chiết Giang, nhưng đó là chỉ được xem qua báo chí. Khi đó Vương Tử Quân tuy cũng là cựu sinh viên của trường Đại học Chiết Giang, thế nhưng hắn chỉ là một giáo viên bình thường, tất nhiên không có vinh hạnh đặc biệt như lúc này, nhận được thư mời đặc biệt của nhà trường. Nhưng khi đó Vương Tử Quân nhìn thấy thông tin kỷ niệm 50 năm thành lập trường thì trong lòng có chút kích động, dù sao đó cũng là trường cũ của mình. Bây giờ tâm tình của hắn và kiếp trước đã khác biệt khá nhiều, căn bản có chút phai nhạt so với cảm giác kích động xưa kia. Kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Cũng chính là muốn thông qua thủ đoạn chúc mừng này để tuyên dương lịch sử lâu đời của nhà trường ra bên ngoài. Tất nhiên phát thư mời những cựu sinh viên có sự nghiệp đến tham gia lễ kỷ niệm cũng là một phương thức quảng cáo nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng Vương Tử Quân quá bận rộn, hắn không muốn đi qua. Những ngày này hắn căn bản có rất nhiều việc cần phải làm, hắn chỉ sợ không đủ tinh lực để xử lý mà thôi. Giang Vĩ, cậu ghi nhớ một chút, đợi đến ngày kỷ niệm thành lập trường, cậu giúp tôi gửi một phong thư và gọi điện chúc mừng, nói tôi công tác rất bận rộn, căn bản không đi được. Khi Du Giang Vĩ đọc thư thì nghĩ rằng Vương Tử Quân nhất định sẽ đi, dù sao năm xưa bá Vương cũng từng có thời điểm mặc áo nâu đi chân đất, bây giờ trưởng phòng Vương còn trẻ, cũng là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang, đã đạt đến chức vị mà không biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng không thấy được. Với vị trí hiện tại của trưởng phòng Vương mà quay về trường cũ thì căn bản sẽ là tiền hô hậu ủng, huy động nhân lực lớn. Khi đó các vị bạn học cũ năm xưa sẽ càng là những ánh sao sáng vây chung quanh ánh trăng rực rỡ là trưởng phòng Vương. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì Du Giang Vĩ thầm phê bình chính mình. Hắn cảm thấy ánh mắt nhìn thế cục của mình quá nhỏ, lại cầm những chuyện nhỏ nhặt này để làm phiền trưởng phòng Vương. Trưởng phòng Vương sao lại là loại người làm những chuyện nhỏ nhặt như vậy được? Du Giang Vĩ đồng ý một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc xem nên thay trưởng phòng Vương viết thư chúc mừng như thế nào. Hắn trước nay đã viết rất nhiều bức thư, thế nhưng chưa từng viết thư chúc mừng lễ kỷ niệm thành lập trường bao giờ. Tuy lời chúc mừng là không thể thiếu, thế nhưng nó lại đại biểu cho thể diện của trưởng phòng Vương. Du Giang Vĩ thầm nghĩ, mình sao lại có thể dùng những lời chúc mừng rạng rỡ thông thường. Như vậy sao có thể biểu hiện trình độ của trưởng phòng Vương? Du Giang Vĩ mất 2 ngày suy tư mới làm tốt công tác viết thư chúc mừng, khi hắn chuẩn bị đưa thư sang cho trưởng phòng Vương xem xét, chợt có người gõ cửa phòng. Có 2 người đi đến, người đi đầu hơn 60 tuổi có mái tóc hoa râm, đi sau là một người đàn ông trung niên với nụ cười vui vẻ trên môi. Khi liên tục xâm nhập vào công tác của một thư ký thì Du Giang Vĩ chủ yếu đặt tinh lực ở trên phương diện quan sát người đối diện. 2 người kia nhìn qua không giống người thường. Đặc biệt là ông lão kia, tuy mái tóc hoa râm nhưng lại mang theo tư thái của một người đầy bụng kinh thư, dù đi đến trước mặt mình cũng không có chút luống cuống. Người đàn ông trung niên đi theo phía sau lại làm cho người ta sinh ra cảm giác khéo đưa đẩy, nhìn bộ dạng giống như một người đang công tác trong thể chế. Thế nhưng Du Giang Vĩ căn bản không có ấn tượng gì với 2 người này. Chương 1425, 2, hôm qua tôi cho anh kiêu ngạo, sáng nay anh tự hào vì tôi. 2 người này là ai? Khi Du Giang Vĩ đang buồn bực thì người đàn ông trung niên kia đã đi đến trước bàn làm việc rồi khẽ hỏi, xin hỏi ngài có phải là trưởng ban Du không? Du Giang Vĩ tất nhiên không thể giả vờ như không nhìn thấy người ta được, hắn vội vàng đứng lên nói, tôi là Du Giang Vĩ, xin hỏi 2 vị tìm ai?
Người đàn ông trung niên kia khẽ cười, sau đó lấy từ trong cặp ra một bức thư, sau đó tự giới thiệu mình, tôi là Khổng Thiết Tu, là phó khoa tổng hợp hành chính của Đại học Chiết Giang, đây là thư giới thiệu của chúng tôi. Người đàn ông trung niên nói rồi chỉ vào ông lão mái tóc hoa râm đi phía sau, vị này là giáo sư Quách, là thầy của trưởng phòng Vương năm xưa. Dù Giang Vĩ biết rõ chuyện Đại học Chiết Giang phát thiếp mời cho Vương Tử Quân, tuy biết rõ trưởng phòng Vương không có hứng thú với lễ kỷ niệm lần này, thế nhưng hắn cũng không dám đắc tội với người đi đến đây. Dù sao thì người kia cũng đến từ trường cũ của trưởng phòng Vương, hơn nữa giáo sư Quách kia còn là thầy của trưởng phòng Vương. Dù Giang Vĩ vừa châm trà cho hai người vừa khẽ nói, giáo sư Quách, trưởng khoa Khổng, trưởng phòng Vương bây giờ đang trò chuyện với người trong phòng, lát nữa hai bên trò chuyện xong tôi sẽ đi vào báo cáo ngay. Giáo sư Quách cũng không tỏ thái độ gì với Du Giang Vĩ, bộ dạng rất nhàn nhạt, thế nhưng Khổng Thiết Tu lại dùng giọng nịnh nọt nói, trưởng phòng Vương là người cả ngày bận rộn, chúng tôi chờ một chút là được. Du Giang Vĩ thấy vị trưởng khoa Khổng này căn bản rất biết cách nói chuyện, lại có vẻ chờ đợi, thế là hiểu mục đích của bọn họ đến đây để làm gì. Khổng Thiết Tu cũng không che giấu mục đích của mình, Du Giang Vĩ hỏi thế nào thì hắn trả lời như vậy. 2 phút sau Du Giang Vĩ biết hai người này vượt ngàn dặm xa xôi đến Nam Giang là vì cái gì. Hai người này đến chủ yếu là muốn mời Vương Tử Quân tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Du Giang Vĩ nhìn giáo sư Quách từng là thầy của trưởng phòng Vương, hắn sinh ra cảm giác xem như mình đã viết thư chúc mừng không công rồi. Cảm giác của Du Giang Vĩ cũng không có chút sai lầm, khi hắn đưa thông tin giáo sư Quách và trưởng khoa Khổng đến tìm vào báo cáo với Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhanh chóng đứng lên khỏi ghế. Vương Tử Quân không có ấn tượng quá sâu với Khổng Thiết Tu, thế nhưng lại có trí nhớ khắc sâu với giáo sư Quách. Giáo sư Quách không những là thầy của Vương Tử Quân, phương diện nhân phẩm cực kỳ đáng khen. Kiếp trước con trai của Vương Tử Quân gặp chút phiền toái khi học tập trong trường, hắn đã mời giáo sư Quách hỗ trợ giải quyết. Khi đó Vương Tử Quân căn bản không như bây giờ, khi đó hắn chỉ là một giáo viên nhỏ ở thôn Yên Chi Nam. Thật sự không có mấy người ở Chiết Giang biết hắn là ai. Giáo sư Quách không coi hắn là người ngoài, hơn nữa còn viết ra một bộ tranh thư pháp khuyến khích hắn công tác, vì vậy mà Vương Tử Quân cực kỳ cảm kích thầy cũ của mình. Giáo sư Quách, ôi, ngài đến cũng không gọi điện thoại, để em ra đón tiếp thầy. Vương Tử Quân đi vài bước đến bên cạnh giáo sư Quách, hắn nắm tay giáo sư Quách rồi dùng sức lay động vài cái. Giáo sư Quách đã là người về hưu. Nói thật thì cũng không muốn đến đây làm gì, dù sao thì lão cũng có chút thanh cao của người trí thức. Khốn nổi lão tuy đã nghỉ hưu thế nhưng vẫn có nhiều liên hệ với nhà trường, hơn nữa hiệu trưởng cứ liên tục đến nhà lão, giống như lão không chịu đến mời trưởng phòng Vương thì người kia sẽ liên tục đến nhà làm phiền mình. Giáo sư Quách có ấn tượng với Vương Tử Quân, lão cảm thấy mình thật sự có tư cách kiêu ngạo khi đào tạo ra một sinh viên như vậy. Nhưng trước kia lão cũng không ngờ Vương Tử Quân lại một bước lên mây xanh, phát triển quá mạnh mẽ trong con đường quan trường, còn rất trẻ mà đã là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Mặc dù nói hiệu trưởng yêu cầu giáo sư Quách đi mời, những chuyện khác giao cho trưởng khoa Khổng, thế nhưng lão vẫn lo lắng học trò không nể mặt mình. Nếu như Vương Tử Quân quá kiêu ngạo, mình trực tiếp rời đi là được. Giáo sư đã hạ quyết tâm thế cho nên thấy Vương Tử Quân tự mình ra nghênh đón thì tâm tình không khỏi tốt hơn một chút. Dù sao điều này cũng đại biểu cho sự tôn trọng của Vương Tử Quân với người thầy cũ là mình, vẫn nhớ mãi không quên. Khi Vương Tử Quân đi đến bên cạnh nắm lấy bàn tay của lão, lúc này lão cũng cười nói, Tử Quân à, cậu nhìn qua không thấy khác năm xưa là bao nhiêu, bây giờ thầy đã già rồi. Vương Tử Quân nhìn mái tóc đã hoa râm của giáo sư Quách. Hắn không khỏi cười nói, giáo sư Quách chính là chuyên gia nổi tiếng của trường, ngài càng già càng dẻo dai, cũng không thể nói là già được. Vương Tử Quân nói những lời này rất ẩn giấu, không khỏi làm cho giáo sư Quách cười rộ lên. Khổng Thiết Tu bên kia căn bản không dạy Vương Tử Quân, thế cho nên chỉ có thể đứng bên cạnh nói vài lời khách khí mà thôi. Vương Tử Quân mời giáo sư Quách và Khổng Thiết Tu vào trong phòng làm việc của mình, Du Giang Vĩ pha trà xong chuẩn bị đi ra ngoài. Vương Tử Quân nhanh chóng phân phó, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đẩy dùm tôi, hôm nay tôi sẽ trò chuyện với giáo sư Quách và trưởng khoa Khổng. Nếu như là người bình thường nói như vậy thì Khổng Thiết Tu và giáo sư Quách sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, nhưng lời này nói ra từ trong miệng của Vương Tử Quân, lại làm cho giáo sư Quách cảm thấy rất thoải mái.
Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân cũng bày biện ra quá rõ ràng, người này không những là học trò cũ của giáo sư Quách, còn là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, chuyện của hắn căn bản đều là chuyện lớn. Khổng Thiết Tu tuy cũng tính là một nhân vật ở trường đại học Chiết Giang, thế nhưng nếu so ra thì kém Vương Tử Quân quá xa. Mặc dù hắn biết Vương Tử Quân đưa mình vào trong câu nói cũng là vì có mặt giáo sư Quách, thế nhưng vẫn tràn đầy kích động. Giáo sư Quách nói về một số chuyện lớn của Đại học Chiết Giang và một vài thông tin về cố nhân, sau đó trầm giọng nói, Tử Quân, lần này nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, là một sự kiện quan trọng của Đại học Chiết Giang, anh là nhân tài chủ yếu của nhà trường, nhất định không thể vắng mặt được. Khổng Thiết Thu ngồi bên cạnh giáo sư Quách, hắn thật sự đổ mồ hôi hột. Hắn đã châm trước dùng từ một lúc lâu, không nghĩ rằng giáo sư Quách lại nói những lời như vậy. Cũng không cần mở lời uyển chuyển, trực tiếp sắp xếp cho xong. Vương Tử Quân còn trẻ, hơn nữa là người quyền cao chức trọng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người hất hàm sai khiến cho ra sắp xếp như vậy được. Ôi, giáo sư Quách, ngài lên tiếng không chịu khó đi đường vòng một chút được sao? Chương 1426, Chí Thanh Xuân. Khi Khổng Thiết Tu đang sốt ruột thì chợt nghe Vương Tử Quân dùng giọng sảng khoái đồng ý, giáo sư Quách, em nghe lời thầy. Trước kia em là học trò của thầy, sau này cũng là học trò của thầy. Thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ đến đúng giờ. Mặc dù nói thật lòng thì Vương Tử Quân cũng không muốn tham gia nghi thức lễ kỷ niệm thành lập trường, dù sao đó cũng chỉ là tình huống mình biểu hiện cảnh tượng trước mặt bạn cũ, căn bản không có hứng thú quá lớn. Thế nhưng nhà trường lại phái giáo sư Quách đến, rõ ràng phá hỏng đường lui của hắn, dù hắn không tình nguyện nhưng cũng không thể làm cho thầy cũ của mình khó xử được. Vậy thì chúng ta quyết định như vậy, đến khi đó cậu nhất định phải đến đúng giờ mới được. Giáo sư Quách nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng trịnh trọng nói. Sau khi tiễn chân giáo sư Quách và trưởng khoa Khổng lên máy bay về Chiết Giang, Vương Tử Quân nhìn tấm thiệp mời trong tay, trong lòng liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Bây giờ hắn đã quyết định về Chiết Giang một chuyến, thế cho nên những sự việc và con người tưởng chừng như quên lãng chợt lóe lên trong đầu như những cuốn phim quay chậm. Không biết tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lần này thì hắn sẽ gặp mặt những ai? Đại học Chiết Giang là một trường có truyền thống hơn 50 năm, có thể nói đã đào tạo ra không ít nhân tài cho tỉnh Chiết Giang và cả nước. Trong số các sinh viên tốt nghiệp có nhiều người có địa vị cao, có nhiều người làm ông chủ giàu có. Có nhiều người đào sâu tu nghiệp ở nước ngoài, cũng có nhiều người có được tầm ảnh hưởng và thành tích không tầm thường. Nhưng tình hình trong nước bây giờ lại làm cho người ta chủ yếu chú ý đến những người có địa vị cao. Dù sao thì lực ảnh hưởng của những người này cũng rất lớn, có thể tranh thủ được nhiều lợi ích cho nhà trường. Hơn nữa người nổi tiếng nhất lúc này và làm cho người ta coi trọng chính là Vương Quang Vinh một đường bước ra từ văn phòng Đại học Chiết Giang. Đáng tiếc là Vương Quang Vinh đã gọi điện thoại nói là vì nguyên nhân công tác nên không thể đến Chiết Giang tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường được. Điều này làm cho ban ngành lãnh đạo nhà trường cảm thấy rất thất vọng, nhưng bọn họ dù gì cũng làm tốt chuẩn bị. Dù sao thì vị trí của Vương Quang Vinh bây giờ là rất bận rộn, cũng không thể nào chi phối được thời gian của mình. May mà trường Đại học Chiết Giang vẫn còn không ít nhân tài, vẫn còn nhiều nhân vật quan trọng đi ra từ ngôi trường này. Thế cho nên những người kia vẫn làm cho lễ kỷ niệm ngày thành lập nhà trường bừng sáng hào quang. Vương Tử Quân đến thành phố Giang Thị trước một ngày, khi Vương Lão Gia Tử mất đi thì số lần Vương Tử Quân đến tỉnh Chiết Giang ngày càng ít đi. Mặc dù Giang Thị vẫn còn nhà nhị thúc và cô, thế nhưng Vương Tử Quân lại dần cảm thấy những cảm giác thân thiết của mình với thành phố này đang dần biến mất. Tử Quân, bên này, sau khi Vương Tử Quân đi ra khỏi sân bay, Tôn Khải chạy một chiếc xe đến đã chờ sẵn bên ngoài. Khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì Tôn Khải dùng sức vẫy tay. Vật đổi sao rời, thế sự biến đổi khôn lường, năm xưa Tôn Khải cũng đi theo con đường giống như Vương Tử Quân trong trường Đại học Chiết Giang, thế nhưng cuối cùng cũng không đi vào con đường làm quan giống như mong ước của bố, hắn đi ra ngoài kinh doanh, bây giờ cũng xem như là một người có tiền. Vương Tử Quân đối mặt với gương mặt tươi cười của Tôn Khải. Hắn chợt sinh ra cảm giác giống như thời gian đang đổi chiều. Hắn bắt bàn tay của Tôn Khải, sau đó cười lớn nói, tiểu tử cậu khi nào thì kết hôn vậy? Tôi đã chờ được uống rượu mừng của cậu nhiều năm rồi đấy nhé. Không những là cậu, ông nhà tôi và mọi người cũng đang đốc thúc rất ghê gớm,
bây giờ ngay cả tôi cũng không biết khi nào thì mình sẽ kết hôn nữa. Sau khi tiếp nhận vali hành lý trong tay của Vương Tử Quân, Tôn Khải dùng giọng tự chế giễu nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Tôn Khải mà không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Hắn biết rõ nguyên nhân vì sao mà Tôn Khải chưa kết hôn. Hắn biết rõ Tôn Khải có cảm tình với Liêu An Như, xét từ góc độ lý trí, hắn cũng rất muốn có thể hợp tác được hai người này lại với nhau. Nhưng Vương Tử Quân căn bản không phải là thánh nhân, tuy phương diện lý trí hắn vẫn tự ép mình nên giữ khoảng cách với Liêu An Như, nhưng dù sao thì Liêu An Như vẫn là người vợ kiếp trước của hắn. Nếu bảo hắn mở rộng lòng dạ kết hợp Liêu An Như cho người khác, hắn thật sự không làm được. Dù người kia là người bạn tốt nhất của hắn. Con người thường ích kỷ, câu chuyện về đa tình kiếm khách vô tình kiếm Lý Tầm Hoan chỉ là hư cấu mà thôi. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút phiền muộn của Tôn Khải, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó vỗ vỗ bờ vai của đối phương. Tuy lúc này Tôn Khải đối mặt với Vương Tử Quân vẫn giữ tư thái như dĩ vãng, thế nhưng từ sâu trong lòng vẫn có một chút cảm giác tự ti. Hắn bây giờ có không ít tiền trong tay, thế nhưng nếu so với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì không tính là gì. Hôm nay có sắp xếp gì không? Tôn Khải chờ Vương Tử Quân lên xe thì khởi động xe rồi nói. Lần này quay về chủ yếu tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, còn những chuyện khác thì căn bản không có hào hứng tham gia. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên hàng ghế phía sau rồi dùng giọng tùy ý nói. Tôn Khải cười cười nói, tôi còn tưởng rằng cậu không tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Tôi cũng định không đi, thế nhưng nhà trường lại phái giáo sư Quách vượt ngàn dặm xa xôi đến tỉnh Nam Giang tìm tôi, thế cho nên tôi cũng không thể nào làm khác hơn được. Vương Tử Quân đưa tay ra rồi dùng giọng tự giễu nói. Tôn Khải tất nhiên biết rõ giáo sư Quách, hắn cười hì hì nói, cậu là cán bộ trẻ tuổi cấp phó bộ có thực quyền, tất nhiên cậu là niềm kiêu ngạo của nhà trường. Những ngày trọng đại như kỷ niệm thành lập trường thế này cậu không đến thì lãnh đạo nhà trường cũng không có được hào quang. Khi Tôn Khải đang nói thì điện thoại của Vương Tử Quân vang lên, Vương Tử Quân cầm điện thoại nhìn thoáng qua, là một số điện thoại lạ. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nghe máy. Chào anh, xin hỏi anh có phải là trưởng phòng Vương không? Tôi là Tiểu Khổng của khoa hành chính Đại học Chiết Giang, là Khổng Thiết Tu. Giọng nói trong điện thoại rất êm dịu. Nếu không có chút thô cứng của đàn ông, chỉ sợ sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác đó là một người phụ nữ. Khổng Thiết Tu chính là vị phó khoa hành chính đã đi cùng giáo sư Quách đến mời Vương Tử Quân tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, người này lớn tuổi hơn cả mình. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân khách khí nói với Khổng Thiết Tu, chào trưởng khoa Khổng. Trưởng phòng Vương, hiệu trưởng Lý nói tôi xin chỉ thị của ngài, xem ngài hôm nay có thể đến trường hay không. Hiệu trưởng Lý đã sắp xếp sẵn phòng cho ngài rồi. Khổng Thiết Tu bên kia giống như có chút căng thẳng, giọng nói có vài phần dồn dập. Vương Tử Quân đến tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường lần này có chút không tình nguyện, tất nhiên cũng không muốn chưa đến ngày lễ mà mình bị bủa vây. Hắn nhanh chóng nói, trưởng khoa Khổng giúp tôi cảm tạ sự quan tâm của hiệu trưởng Lý, tôi còn có chút chuyện, nhưng ngày mai nhất định sẽ đến tham gia lễ kỷ niệm đúng giờ. Vương Tử Quân cúp điện thoại. Tôn Khải đang lái xe dùng giọng tươi cười hỏi, Khổng Thiết Tu gọi điện thoại đến sao? Ừ, phía Đại học Chiết Giang bên kia sắp xếp phòng cho tôi, thế nhưng tôi từ chối. Vương Tử Quân dùng giọng tùy ý nói với Tôn Khải. Quả nhiên là lãnh đạo có khác, tôi cũng xem như là một tiểu nhân vật ở Giang Thị, thế nhưng lần này chỉ nhận được một cú điện thoại của hiệu trưởng. Trưởng phòng Vương Anh lại được giáo sư Quách đến tận Nam Giang nói lời mời, hơn nữa còn chuẩn bị phòng sẵn. Căn bản là giống như tiếp đón lãnh đạo đến kiểm tra thị sát. Tôn Khải định nói vài lời vui vẻ với Vương Tử Quân, nhưng khi hắn nói ra hai chữ lãnh đạo, trong lòng chợt lóe lên ý nghĩ, đó chính là trong mắt người ta thì Vương Tử Quân không phải là lãnh đạo sao. Cho dù vẫn còn có chút chênh lệch, thế nhưng với độ tuổi của Vương Tử Quân vào lúc hiện tại, chỉ cần không lật thuyền, sau này sẽ có tương lai chính trị là vô hạn. Còn Vương Tử Quân có lật thuyền hay không? Tôn Khải cảm thấy điều này mình không nên hoài nghi. Dù sao thì người này cũng có biệt danh là Yêu Hồ Trắng, cũng không phải là ngẫu nhiên. Tôi và anh đều là sinh viên của nhà trường, đều phải tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường, thế nào, anh ghen ghét à? Tôi nghe nói anh là người ngừng lương nhưng giữ chức, nếu không thì anh nên tiếp tục tham gia vào chính đàn để phát triển mạnh mẽ hơn.
Vương Tử Quân nói lời vui đùa làm cho Tôn Khải cảm thấy có chút ấm áp. Dù sao đến vị trí của Vương Tử Quân vẫn nói cười với mình như vậy, căn bản không xem mình là người ngoài, nhưng ý nghĩ vừa rồi của mình xem như là tâm tư quá kém rồi. Tử Quân, nếu tối nay không có việc gì, chúng ta nên đi tham gia một buổi gặp mặt bạn bè, nghe nói cô gái mà năm xưa viết thư tình cho cậu cũng có tham gia. Tôn Khải nói sang chuyện khác làm ký ức năm xưa chợt thức tỉnh trong đầu Vương Tử Quân. Năm đó hình như đang học năm ba, một cô gái đẹp nhất khoa từng viết thư tình cho Vương Tử Quân, ngôn ngữ nóng bỏng, nhưng khi đó hắn đang có hảo cảm với một cô gái khác, thế cho nên uyển chuyển từ chối. Mới đó mà đã hơn 10 năm, cũng không biết cô gái kia bây giờ thế nào rồi. Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân nghe lời nói của Tôn Khải mà không khỏi muốn gặp lại những người bạn học cũ của mình. Tôn Khải là một người làm việc ở thành phố Giang Thị. Hắn đã sớm hẹn địa điểm gặp mặt với những người kia, chẳng qua trước khi chưa có sự đồng ý của Vương Tử Quân thì không dám nói năng tùy ý mà thôi. Lúc này thấy Vương Tử Quân gật đầu nhận lời, hắn nhanh chóng chạy xe như bay về phía một khách sạn ở trung tâm thành phố Giang Thị. Chương 1427, một năm xưa chúng ta học cùng nhau. Những người bạn đến thành phố Giang Thị đều được Tôn Khải phụ trách sắp xếp, sau khi Vương Tử Quân và Tôn Khải đi vào đại sảnh khách sạn. Bên trong đã có 10 người cả trai lẫn gái đang ngồi đó. Đám người đang nói chuyện với nhau rất rôm rả, còn có vài người bạn nữ đa sầu đa cảm đang đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Mới đó đã tốt nghiệp hơn chục năm, những chàng trai cô gái phấn chấn tinh thần năm xưa bây giờ đã ra đời không ít năm, khi thấy Tôn Khải và Vương Tử Quân đi đến, đám bạn học đều đứng lên chào đón. Vương Tử Quân, ha ha, năm đó không phải cậu ở lại công tác trong trường sao? 2 năm trước tôi đến trường sao lại không tìm được cậu nhỉ? Một người bạn năm xưa ở cùng phòng với Vương Tử Quân tên là Trương Vĩ bây giờ căn bản đang dần tiếp cận với danh hiệu gấu lớn chợt lên tiếng, sau đó hắn nhanh chóng tiến lên ôm Vương Tử Quân một cái, bộ dạng khá kích động. À, tôi cũng muốn liên lạc với mọi người, thế nhưng không ngờ anh đã rời khỏi trường, bây giờ cậu đang phát tài ở nơi nào vậy? Trong những tiếng hỏi thăm dồn dập, một giọng nữ chợt vang lên lấn át tất cả âm thanh chung quanh rồi truyền vào tai Vương Tử Quân. Tử Quân, anh đã kết hôn chưa? Một người hay bắt bẻ như anh có phải đã tìm được một cô gái tốt hơn chúng tôi rồi không? Mau đưa đến ra mắt để chúng tôi xem thế nào. Vương Tử Quân nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn thấy một người phụ nữ không quá cao và có hơi mập ra đang mỉm cười nhìn mình. Nói thật, nếu như đặt người phụ nữ này ra đường lớn, hắn căn bản không thể nhận ra nàng là ai. Nhưng bây giờ có hoàn cảnh khác biệt, thế nên Vương Tử Quân vận dụng trí nhớ của mình, hắn nhanh chóng biết được nàng là ai. Tiểu Lạt Tiêu, cô chính là Tiểu Lạt Tiêu. Vương Tử Quân biết rõ người bạn học này ăn nói rất thẳng thắn, năm xưa nam sinh trong lớp căn bản không dám trêu chọc nàng. Ôi, anh mà cũng còn nhớ tôi xoa, tôi chỉ nhớ đến chữ ký của anh, à, còn có đại mỹ nữ Thiến Thiến của chúng ta nữa, anh còn nhớ không? Tiểu Lạt Tiêu đã sớm là người vợ người mẹ, thế nhưng lúc này cách ăn nói của nàng vẫn không thay đổi, vẫn tùy tiện như năm xưa. Vương Tử Quân nhìn Liễu Thiến đang mặc một bộ váy màu xanh da trời, hắn giống như bị thời gian kéo ngược trở về thời điểm còn đi học năm xưa. Nhưng tất cả những sự việc năm xưa đã giống như mây khói đối với Vương Tử Quân, mặc dù Tiểu Lạt Tiêu nói những lời có ý nghĩa trêu chọc, thế nhưng đối mặt với bạn học cũ, mặc kệ người ta từng làm khó hắn như thế nào. Hắn cũng chỉ có thể nhìn bọn họ bằng ánh mắt hữu hảo mà thôi. Cô gái năm xưa viết thư tình cho mình bây giờ cũng không chen ngang vào cuộc sống của mình. Kiếp trước sau khi Vương Tử Quân tốt nghiệp thì căn bản chưa từng được gặp lại người bạn này, bây giờ hai bên gặp mặt, Vương Tử Quân giống như sinh ra cảm giác ngăn cách hai thế hệ. Lúc này Vương Tử Quân hào phóng vươn tay ra cười cười nói, Liễu Thiến, đã lâu không gặp. Liễu Thiến cũng cười cười với Vương Tử Quân. Sau đó nàng ngẩng đầu nói, Vương Tử Quân, chào anh. Hai người nói rất bình thường tự nhiên, thế nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm khái. Vương Tử Quân cũng không tiếp tục trò chuyện với Liễu Thiến, hắn ngồi xuống bên cạnh Trương Vĩ, lặng lặng lắng nghe những người bạn của mình mở lời tâm sự. Nhân gia có hàng trăm trạng thái khác nhau, tất nhiên sẽ có đủ mọi hình thái phát triển, người thất ý thì liên tục kêu khổ, người đắc ý thì cười nói lanh lảng. Tất nhiên những người dư giả sống tốt vẫn chiếm hơn phân nửa. Những người bạn cũ cùng tốt nghiệp với Vương Tử Quân cũng căn bản có tình huống không tệ, bọn họ dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp Đại học Chiết Giang,
10 năm trước vẫn là những người có thực lực mạnh, thế cho nên cuộc sống hiện tại cũng không có mấy khó khăn. Liễu Thiến, nghe nói chồng cậu bây giờ là bí thư huyện ủy phải không? Không ngờ cậu lại câu được một chàng rể tốt như vậy. Hầu Thành Đống còn trẻ mà đã là bí thư huyện ủy, tương lai sau này căn bản là vô hạn, cậu là phu nhân cũng xem như vinh hoa phú quý, tôi thật sự rất hâm mộ. Giọng nói có vài phần nịnh nọt của Tiểu Lạt Tiêu chợt vang lên trong đại sảnh. Đối với những người ngồi đây thì vị trí bí thư huyện ủy cũng không phải đơn giản, bây giờ nghe nói chồng của Liễu Thiến là bí thư huyện ủy, lúc này những người phụ nữ bên kia trò chuyện với nhau càng thêm hứng thú. Có vài người đàn ông có thực lực cũng nhanh chóng đi đến góp vui. Đối với bọn họ thì mặc dù mình không quen biết chồng của Liễu Thiến, thế nhưng nếu có thể tiếp cận một vị bí thư huyện ủy, căn bản vẫn là có nhiều ích lợi. Tử Quân, cậu cũng nên đi qua, quen biết nhiều cũng là chuyện tốt. Trương Vĩ vừa đứng lên vừa cười nói, tôi bây giờ sở dĩ có thể phát triển được như vậy cũng hoàn toàn nhờ người anh làm cục trưởng bao phủ, phu quân của Liễu Thiến có vị trí cao, biết đâu có ngày sẽ phải nhờ vả đến. Trương Vĩ nói những lời này với Vương Tử Quân căn bản là có thiện ý, nhưng Vương Tử Quân thật sự không có tâm tư tham gia. Nhưng hắn cũng không khinh bỉ những hành vi như vậy, vì đời này có ai không lên voi xuống chó, chính mình không có quyền lợi khinh bỉ người khác. Cậu đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát, Vương Tử Quân khoát tay áo cười nói với Trương Vĩ. Trương Vĩ muốn khuyên Vương Tử Quân vài câu, thế nhưng nhìn thấy Vương Tử Quân thật sự không có hứng thú. Hắn lắc đầu rồi đi về phía Liễu Thiến. Có phải cảm thấy không có mấy chuyện để nói không? Tôn Khải đi dạo một vòng rồi đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn ngồi xuống rồi cười nói. Cũng không phải không có gì để nói, bạn học cũ gặp mặt đều vui vẻ, hai bên có thể làm chứng cho nhau là chúng ta đã từng trải qua một thời tuổi trẻ, ha ha. Vương Tử Quân nhìn đám bạn học khắp bốn phía rồi cười thản nhiên nói. Tôn Khải cũng nhìn qua đám bạn học cũ vài lượt. Sau đó cười nói, nếu tôi nói ra thân phận của cậu, có lẽ sẽ làm cho bọn họ chết ngay lập tức ấy chứ. Vương Tử Quân nghe những lời nói thú vị của Tôn Khải mà không khỏi nở nụ cười. Hắn nâng ly lên uống một ngụm rồi nói, anh nên để cho tôi thanh tĩnh được vài ngày. Liễu Thiến, Vương Tử Quân có lẽ là cực kỳ hối hận, nhưng cuộc sống hạnh phúc của cậu hôm nay cũng là do anh ấy ban tặng. Cậu xem, Vương Tử Quân thấy cậu thì lẩn đi rất xa. Căn bản không có phong độ của thân sĩ, kém bí thư hầu rất nhiều. Một người phụ nữ có quan hệ không tệ với Liễu Thiến nhìn về phía Vương Tử Quân rồi mỉm cười trêu chọc. Thật ra thì Liễu Thiến luôn quan sát Vương Tử Quân. Khi địa vị của chồng nàng liên tục tăng tiến, nàng cũng quen với cuộc sống xa hoa quyền lực. Lúc này nàng được đám bạn học cũ vây quanh, nàng cảm thấy có chút đắc ý, đồng thời cũng có chút thất lạc. Vương Tử Quân thì sao? Đã nhiều năm trôi qua. Hắn có hối hận vì lựa chọn năm xưa hay không? Vương Tử Quân ngồi quá xa, căn bản không nói lời nào, biểu hiện này của hắn làm cho Liễu Thiến cảm thấy tiếc nuối, cũng có chút vui mừng. Dù sao bây giờ nàng cũng cảm thấy thanh thản với chính mình, không còn cảm giác yêu thương đối phương như năm xưa. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Liễu Thiến lấy điện thoại ra, vừa bấm nút nghe thì chợt thấy bên trong có người nói, Liễu Thiến, chút nữa anh đi đón em. Chú của anh có mời khách quý, chúng ta cùng nhau đi gặp chú. Thân thích của nhà chồng có rất nhiều, người được chồng Liễu Thiến gọi là chú căn bản có khá nhiều, thế nhưng người được chồng nàng dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, căn bản chỉ có thể là người chú đang làm cục trưởng trên đơn vị trung ương. Chương 1427, 2, năm xưa chúng ta học cùng nhau. Nếu như nói chồng Liễu Thiến làm quan thuận buồm xuôi gió có nhân tố cố gắng của bản thân, như vậy cũng khó thể nào bỏ qua lực ảnh hưởng của người chú này. Hầu như đến cuối năm thì Hầu Thành Đống đều kiên trì đến chúc Tết chú mình. Lần này trường Đại học Chiết Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, chồng Liễu Thiến vốn không cần đến, vì người này không phải là sinh viên trường Đại học Chiết Giang. Nhưng Hầu Thành Đống vẫn rất coi trọng sự kiện này, ném bỏ tất cả công tác hiện tại cũng là vì người chú kia chuẩn bị tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Liễu Thiến vừa đồng ý thì bên kia đã cúp điện thoại. Nàng nhìn những người bạn học cũ đang vây quanh mình, thế là cười cười nói, xấu hổ quá, các vị, chính đống có một vị trưởng bối cũng là sinh viên của trường Đại học Chiết Giang, tôi và anh ấy đến thăm hỏi trưởng bối một chút. Tuy đám bạn học cũ có chút lưu luyến vì Liễu Thiến rời đi, thế nhưng thân phận của người ta bày ra quá rõ ràng, mọi người cũng không thể ngăn trở,
chỉ có thể vây quanh nàng đưa ra ngoài mà thôi. Khi Liễu Thiến đi ra khỏi cửa phòng thì Vương Tử Quân cũng phất phất tay. Khi mà trong phòng không còn Liễu Thiến, lúc này bầu không khí có chút tán loạn. Vương Tử Quân đối diện với đám bạn học cũ đã xa cách hơn chục năm, trong lòng thầm cảm khái, hơn nữa cũng cố gắng dung nhập vào trong bầu không khí vui vẻ nhiều năm không gặp này. Người chồng hầu thành đống của Liễu Thiến chính là một người đàn ông cao to đẹp trai. Khi Liễu Thiến đi vào trong nhà khách đại học Chiết Giang, hắn đã chờ sẵn bên dưới, khi thấy vợ đi đến thì cùng nhau đi lên lầu 3. Lúc này phòng khách quý ở lầu 3 liên tục vang lên những âm thanh trò chuyện vui vẻ, khi đẩy cửa đi vào thì có hai người đàn ông trung niên mặc tây trang sạch sẽ đang ngồi trò chuyện với nhau. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí chủ vị thấy Hầu Thành Đống và Liễu Thiến đi vào thì trầm giọng nói, hai cô cậu đi sang phòng bên cạnh chờ tôi. Ha ha, anh Triệu Bác, hai người chúng ta đã bàn luận xong, nếu có chỉ thị gì khác thì chúng ta nên trao đổi trên bàn cơm, bây giờ tôi cũng không quấy rầy anh. Người đàn ông trung niên ngồi ở vị trí đối diện đứng lên cười nói. Ngụy Triệu Bác cũng đứng lên khỏi ghế salon rồi bắt tay với người đàn ông trung niên kia, hiệu trưởng Lý. Vậy chúng ta xem như quyết định, nhất định không say không về. Điều này anh cứ yên tâm, nếu không làm tốt công tác với một người bạn học cũ như anh, tôi làm hiệu trưởng cũng xem như thất trách. Hiệu trưởng Lý nói lời khẳng định nhưng lại giống như có mang thêm vài phần nịnh nọt. Liễu Thiến là người đến tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nàng hiểu rõ thân phận của hiệu trưởng Lý. Lúc này hiệu trưởng Lý tỏ ra khách khí với chú của nàng, rõ ràng là rất nể mặt chú mình. Hiệu trưởng Lý sẽ phải đi, hai người Hầu Thành Đống tuy không thể chen lời thế nhưng vẫn phải tiễn ra đến cửa. Khi hiệu trưởng Lý chuẩn bị ra khỏi cửa thì Ngụy Triệu Bác chợt lên tiếng, hiệu trưởng Lý, ngày mai anh nhất định phải sắp xếp cho tốt, tôi rất muốn gặp mặt trưởng phòng Vương. Điều này thì anh yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng cho anh. Hiệu trưởng Lý vỗ vỗ ngực rồi trầm giọng nói. Chú, sao thím không đi cùng đến đây? Mẹ cháu rất muốn đưa thím về thăm nhà một chút. Sau khi chờ Ngụy Triệu Bác ngồi xuống ghế salon, Hầu Thành Đống chợt mở miệng nói. Tuy Ngụy Triệu Bác không ngừng gật đầu và lắc đầu, thế nhưng Liễu Thiến lại cảm thấy chú mình có chút gì đó không yên lòng. Sáng sớm tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức Vương Tử Quân. Ngày hôm qua hắn uống hơi nhiều, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy đầu óc nặng trịch. Chào trưởng phòng Vương, tôi là Lý Thần Giang của trường Đại học Chiết Giang. Lúc này gọi điện thoại không làm phiền ngài đấy chứ. Vương Tử Quân nghe giọng nói nho nhã vang lên trong điện thoại, hắn nhanh chóng liên lạc Lý Thần Giang này với vị hiệu trưởng Đại học Chiết Giang. Tuy hắn không có giao tình với đối phương, thế nhưng hắn dù sao cũng là cựu sinh viên của nhà trường, vì vậy hắn dùng giọng khách khí nói, chào hiệu trưởng Lý. Trưởng phòng Vương, tôi muốn thông báo hoạt động của lễ kỷ niệm lần này với ngài, kính mong ngài quan tâm nhiều hơn. Trường đại học chính quyền chúng ta sở dĩ có thể phát triển đến ngày hôm nay cũng không thể nào ly khai khỏi sự giúp đỡ hết mình và tận tâm của trưởng phòng Vương và những vị cựu sinh viên khác. Lý Thần Giang nói rất khách khí nhưng Vương Tử Quân biết rõ lễ kỷ niệm lần này là hoạt động trọng đại của nhà trường, bọn họ còn thành lập tổ chuyên môn, bây giờ người báo cáo với mình chỉ là hiệu trưởng Lý, hắn tất nhiên không tham gia quá sâu, thế nên cười nói, hiệu trưởng Lý, hôm nay tôi nói rõ với ngài. Tôi căn bản cực kỳ có cảm tình với nhà trường, trước kia tôi là sinh viên của nhà trường, ngài là hiệu trưởng, bây giờ tôi vẫn còn là sinh viên của nhà trường, thế nên tất cả nghe theo sắp xếp của ngài. Sau khi nói vài lời khách sáo với Lý Thần Giang, Vương Tử Quân nói rõ mình sẽ đến trường Đại học Chiết Giang đúng giờ, sau đó Lý Thần Giang mới hưng phấn cúp điện thoại. Sau khi Vương Tử Quân thu thập xong mọi thứ thì đã là 9 giờ, những người bạn học cũ tối qua cũng lần lượt đi ra. Tôn Khải cung cấp cho mọi người một chiếc xe 30 chỗ, đoàn người leo lên xe rồi chạy như bay về phía trường Đại học Chiết Giang. Hôm qua mọi người uống rượu với nhau rất vui, bây giờ giống như tất cả ngăn cách bị phá vỡ, bầu không khí trong xe ngày càng sinh động. Liễu Thiến, cậu cũng đến rồi à? Khi bước xuống xe thì Tiểu Lạt Tiêu thấy Liễu Thiến đứng một bên cạnh còn có một người đàn ông hơn 30 tuổi, ánh mắt giống như đang chú tâm quan sát điều gì đó. Đây là bí thư Hầu nhà cậu sao? Hôm nay vừa gặp quả nhiên là bất phàm. Tiểu Lạt Tiêu nói rồi chủ động vươn tay với Hầu Thành Đống. Chào bí thư Hầu, tôi là bạn học cũ của Liễu Thiến, sau này mong ngài quan tâm nhiều hơn. Hầu Thành Đống căn bản có cảm giác không tệ với Tiểu Lạt Tiêu,
thế nên hắn bắt tay nàng rồi nói, Liễu Thiến cũng thường nhắc đến chị, hoan nghênh chị đến nhà chơi. Bí thư Hầu, ngài cũng đến tham gia lễ kỷ niệm sao? Bây giờ đã bắt đầu rồi, chúng ta cùng đi thôi. Tiểu Lạc Tiêu dùng giọng nhiệt tình nói. Không cần, bên này tôi có chút sắp xếp. Hầu Thành Đống nhíu mày rồi khẽ nói. Ôi, các người được ngồi tiệc khách quý sao? Tiểu Lạc Tiêu căn bản rất quen thuộc với lễ kỷ niệm lần này, sau khi nghe Hầu Thành Đống nói như vậy thì không khỏi hô lên kinh ngạc. Giọng nói của Tiểu Lạc Tiêu là không nhỏ, thế là đám sinh viên cả trai lẫn gái đang đi vào không khỏi nhìn về phía bên này. Ánh mắt đám người đều có chút hâm mộ, dù sao thì những người có thể được ngồi ở vị trí khách quý ít nhất phải có thành tựu không tầm thường. Vị trí khách quý thường dành cho những người công thành danh toại. Khi Tiểu Lạc Tiêu còn định nói chuyện thì một chiếc Audi màu đen chậm rãi chạy vào cổng trường, khi thấy chiếc xe kia thì Hầu Thành Đống kéo tay Liễu Thiến tiến lên nghênh đón. Khi chiếc xe Audi dừng lại, Hầu Thành Đống và Liễu Thiến đều lên xe, nhưng Liễu Thiến ngồi phía trước mà Hầu Thành Đống thì lại ngồi phía sau. Có thể ngồi xe của hiệu trưởng để tham gia lễ kỷ niệm lần này, nhất định phải là những nhân vật nổi danh trong trường. Tiểu Lạc Tiêu cảm khái một chút. Đúng lúc này nàng phát hiện Vương Tử Quân đi về phía thư viện, thế là không khỏi người bên cạnh, Vương Tử Quân làm sao vậy? Thế nào lại đi sang bên kia? Người phụ nữ ở bên cạnh nhìn bộ dạng cực kỳ nghi ngờ của Tiểu Lạc Tiêu, nàng không khỏi chọc Tiểu Lạc Tiêu một cái, sau đó nở nụ cười thần bí nói, năm xưa không phải cậu cũng thầm mến Vương Tử Quân sao? Đã nhiều năm như vậy mà tâm tư vẫn còn chưa tiêu tan sao? Chương 1428, một xuất hiện long trọng. Hoàn cảnh nhà trường làm cho người ta trò chuyện với nhau mà giảm bớt vài phần ngụy trang, nói chuyện có chút chân thành thẳng thắn. Tiểu Lạc Tiêu tuy được xưng là người nhanh mồm nhanh miệng, không tim không phổi, thế nhưng lúc này bị người bạn học cũ châm chọc một câu căn bản đánh trúng tim đen, thế nên không khỏi đỏ mặt. Nàng vung tay đánh người bạn học cũ của mình, sau đó mở miệng giải thích linh tinh, năm xưa tôi có ưa thích anh ấy, nhưng bây giờ ngay cả Liễu Thiến cũng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nên tôi cũng cảm thấy chướng mắt với anh ấy. Được rồi, tôi không chọc cậu nữa, sắp đến lễ kỷ niệm rồi, chúng ta mau đi gặp giáo sư Quách. Người bạn học kéo tay Tiểu Lạc Tiêu nhanh chóng đi về phía hội trường. Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Chiết Giang căn bản được tuyên truyền rất mạnh, ngay cả những nhân viên phục vụ công tác ở hội trường cũng đều là sinh viên nữ trẻ đẹp, tất nhiên phải là những người được chọn lọc rất kỹ. Đám cựu sinh viên nhà trường nhìn những nữ sinh viên thế hệ sau xinh đẹp cao giáo mà không khỏi nói đùa rằng mình sinh không gặp thời, vì năm xưa nhà trường cho ra quy định nghiêm cấm sinh viên yêu sớm. Bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, Tiểu Lạc Tiêu cuối cùng cũng tìm được giáo sư Quách đang đứng trong hàng ngũ giáo sư nhà trường, mặc dù xa cách nhiều năm nhưng bọn họ vẫn rất thổn thức. Giáo sư Quách, Vương Tử Quân đã đến rồi, anh ấy đang đi sang bên kia một chút. Tiểu Lạc Tiêu biết rõ Vương Tử Quân chính là sinh viên đắc ý năm xưa của giáo sư Quách, thế nên nhanh chóng nói ra tin tức này. Giáo sư Quách cười cười nói, tôi biết rồi. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ, nghi thức chúc mừng bắt đầu được tiến hành. Đầu tiên lên đài chính là vài vị hiệu trưởng nhà trường, hiệu trưởng Lý đứng giữa đài chủ tịch, hắn lấy ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn, sau đó dùng giọng kích động nói, chào các sinh viên thân ái, xin cho phép tôi xưng hô với mọi người như vậy. Hôm nay chúng ta tụ tập đông đủ vì ngày vui 50 năm thành lập trường, xem như các thế hệ sinh viên chúng ta cùng tụ tập chung vui. Ngày qua chúng ta đã cùng nhau học tập rèn luyện, cùng nhau hát vang tiến mạnh, hôm nay núi cao sông dài, đất thiêng sinh hiền tài. Hiệu trưởng Lý phát biểu căn bản có từ ngữ hoa mỹ, người ta nghe vào tai mà không khỏi cảm thấy phấn chấn tinh thần, đặc biệt là những cựu sinh viên đã xa trường nhiều năm. Đầu tiên chúng tôi muốn cảm tạ cấp ủy chính quyền tỉnh đã coi trọng lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Đại học Chiết Giang, chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh Chủ tịch Đỗ phát biểu vài lời. Chủ tịch Đỗ là một cựu sinh viên của trường Đại học Chiết Giang bây giờ là phó chủ tịch tỉnh chủ khảo công tác giáo dục trong tỉnh, hắn căn bản là người rất có trình độ, phát biểu khôn nhiều nhưng lại làm cho tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, dao động tâm tình người bên dưới. Sau khi lãnh đạo tỉnh Chiết Giang phát biểu xong thì đến lượt đại biểu sinh viên lên tiếng. Tất nhiên được chọn phát biểu trong lễ kỷ niệm lần này sẽ phải là người cực kỳ kiêu ngạo, phải có địa vị, phải là nhân tài nổi tiếng, đủ để xây dựng nên hình tượng cao lớn của nhà trường. Trịnh Lệ, cậu nói xem lần này sẽ là ai đại biểu cho các thế hệ sinh viên lên tiếng đây?
Tôi cảm thấy người đó phải là chú của Liễu Thiến, dù sao thì ông ấy cũng là cục trưởng đơn vị trung ương, nói chuyện rất có độ nặng. Tiểu Lạc Tiêu đùa bỡn vật kỷ niệm mới được nhận, sau đó khẽ nói. Trịnh Lệ đang chú ý lên đài chủ tịch, nàng nghe thấy Tiểu Lạc Tiêu nói như vậy thì khẽ lên tiếng, tôi cảm thấy người đó nhất định là chú của Liễu Thiến, người ta bây giờ có địa vị cao, nhưng tôi cũng nghe nói có nhiều người có độ nặng cực kỳ lớn, giống như... như thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Vương Quang Vinh của chúng ta trước kia. Giáo sư Vương Quang Vinh căn bản không đến được, ngày hôm qua xem thời sự còn thấy ông ấy đang đi bên cạnh lãnh đạo châu Âu. Tiểu Lạc Tiêu nói đến đây thì chợt nghe người chủ trì trên đài lên tiếng, bây giờ xin mời thường ủy tỉnh ủy Nam Giang, trưởng phòng tổ chức Nam Giang, đồng chí Vương Tử Quân lên phát biểu. Ba chữ Vương Tử Quân truyền vào trong tai làm cho Tiểu Lạc Tiêu sững sốt một lát. Sau đó nàng cười hỏi Trình Lệ ở bên cạnh, không thể ngờ cái tên Vương Tử Quân lại nổi tiếng như vậy, chỉ riêng trường ta đã có hai người có tên như thế. Đúng vậy, Trình Lệ vừa nói được một nửa thì miệng há hốc như ngậm một quả lê, lúc này ánh mắt Tiểu Lạc Tiêu cũng nhìn lên đài, chợt thấy Vương Tử Quân ung dung bình tĩnh đang đi ra. Gì vậy, người bạn học căn bản trầm mặc không lên tiếng đã phát triển đến mức hiện tại rồi sao? Khi hai người Tiểu Lạc Tiêu và Trịnh Lệ đang cực kỳ giật mình thì chợt nghe người chủ trì giới thiệu, đồng chí Vương Tử Quân chính là sinh viên khoa Trung văn khóa 30 của trường Đại học Chiết Giang, bây giờ đang là thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang. Đây là niềm kiêu ngạo của trường Đại học Chiết Giang chúng ta, bây giờ chúng ta dùng tràng pháo tay nhiệt liệt để hoan nghênh trưởng phòng Vương lên tiếng. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trong số những người đến tham gia lễ kỷ niệm có không ít người biết rõ Nam Giang có một vị trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cực kỳ trẻ tuổi, thế nhưng bọn họ căn bản không ngờ người kia trẻ tuổi như vậy, hơn nữa trưởng phòng Vương được người ta cho rằng có tương lai chính trị vô hạn lại là cựu sinh viên trường Đại học Chiết Giang. Tuy bọn họ cũng chỉ vừa nghe nói đến cái tên này, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của mọi người. Dù sao thì ngày kỷ niệm thành lập trường cũng có thể làm cho một tập thể đi ra từ nơi này cảm thấy cực kỳ vinh dự. Tiếng vỗ tay vang lên liên tiếp, Tiểu Lạc Tiêu ngồi bên dưới không khỏi cảm thấy hai mắt có chút ẩm ướt. Vương Tử Quân tuy khống chế tửu lượng vào buổi tiệc giữa trưa, thế nhưng vẫn bị vài người bạn học đang ở vị trí cấp cục thay nhau mời vài ly, thế nên đầu óc cũng có chút mơ màng. Lúc này dù Vương Tử Quân cảm thấy không thoải mái thì cũng vẫn gắng gượng đi về phía phòng khách. Khách nhân đều là những sinh viên thế hệ trước của Vương Tử Quân ở Đại học Chiết Giang, hơn nữa lại là hiệu trưởng Lý tự mình tiếp kiến, hắn không đến không được. Chào trưởng phòng Vương, trong phòng khách có một người đàn ông trung niên và một cặp nam nữ trẻ tuổi, trong số ba người này thì Vương Tử Quân có quen biết một mình Liễu Thiến. Khi người đàn ông trung niên kia thấy Vương Tử Quân đi vào thì không khỏi đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân biết rõ thân phận của người đàn ông trung niên kia. Vì vừa rồi hiệu trưởng Lý đã đặc biệt giới thiệu người này trên bàn tiệc. Đối phương là Ngụy Triệu Bác, là một vị cục trưởng của đơn vị trung ương, cũng là cựu sinh viên trường Đại học Chiết Giang. Vương Tử Quân nhìn Ngụy Triệu Bác duỗi hai tay ra, hắn cũng cười cười nhiệt tình bắt tay đối phương, chào anh Ngụy, anh quá khách khí rồi, cứ gọi tôi là Tử Quân là được. Chương 1428-2 xuất hiện long trọng. Nếu như Vương Tử Quân có vị trí bên dưới Ngụy Triệu Bác, những lời của hắn căn bản có chút đường đột. Nhưng bây giờ vị trí của hắn dù sao cũng cao hơn Ngụy Triệu Bác, vì thế Ngụy Triệu Bác nghe lời nói của hắn cũng không thấy có chút đường đột, còn cảm thấy mình rất có thể diện. Nếu so sánh với tư thái tiêu sái của trưởng phòng Tử Quân, tôi là một người sư huynh lại căn bản không thể bằng. Ngụy Triệu Bác cuối cùng cũng là người chìm nổi quan trường lâu năm, tất nhiên biết rõ đạo lý thuận tiện bò lên cao. Bây giờ Vương Tử Quân dựng lên một cây cột lớn. Nếu hắn không bò lên thì căn bản mất đi tiêu chuẩn của mình. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì Ngụy Triệu Bác chỉ vào Hầu Thành Đống rồi nói, trưởng phòng Vương, đây là một người cháu họ của tôi, hiện tại đang làm bí thư huyện ủy. Ngụy Triệu Bác căn bản không giới thiệu tên của Hầu Thành Đống, cũng không giới thiệu rõ đang ở huyện nào. Hắn biết rõ đối với một người có cấp bậc như Vương Tử Quân, chỉ cần nhớ có một người như Hầu Thành Đống là được. Hầu Thành Đống cũng cảm thấy cực kỳ cảm kích khi chú mình đưa đến gặp mặt Vương Tử Quân. Sau lễ kỷ niệm hôm nay thì hắn đã biết về tình huống của Vương Tử Quân, hắn căn bản cực kỳ chờ mong với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi này. Nếu Hầu Thành Đống có quan hệ tốt với Vương Tử Quân, con đường làm quan của hắn có thể ngày càng tốt đẹp hơn.
Chào trưởng phòng Vương, khi mà chú Ngụy Triệu bác đang giới thiệu thì Hầu Thành Đống đã làm tốt công tác chuẩn bị, hắn nhanh chóng chào hỏi Vương Tử Quân, cũng vươn hai tay với gương mặt cung kính. Bí thư huyện ủy xã X căn bản là rất tốt, Vương Tử Quân vừa bắt tay Hầu Thành Đống vừa cười nói. Hầu Thành Đống được Vương Tử Quân nói ra chức vụ của mình, hắn không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Hắn thật sự không ngờ một người là bí thư huyện ủy như mình lại được lọt vào mắt của Vương Tử Quân, chẳng lẽ đối phương có hiểu gì đó về mình. Hầu Thành Đống nghĩ như vậy mà không khỏi có chút kích động, nếu như hắn được một vị lãnh đạo tỉnh ủy như Vương Tử Quân vừa ý, như vậy biết đâu sẽ tiến lên như diều gặp gió. Vương Tử Quân nói ra chuẩn xác chức vụ của Hầu Thành Đống, điều này không khỏi làm cho cả Ngụy Triệu bác cũng giật mình. Nhưng lúc này lão lại nghĩ sang những phương diện khác. Trưởng phòng Vương, đây là... Hầu Thành Đống vừa chuẩn bị giới thiệu Liễu Thiến, Vương Tử Quân chợt cười nói, tôi và Liễu Thiến là bạn học cùng lớp, cũng không cần giới thiệu nữa. Khi Vương Tử Quân đại biểu cho các thế hệ sinh viên nhà trường lên tiếng thì Liễu Thiến căn bản mất hết hồn vía, bây giờ đi theo chú đến gặp Vương Tử Quân thì trong lòng càng có nhiều hương vị khác lạ. Nhưng nàng lại cảm thấy lòng mình như bị kim châm, mơ hồ có chút đau nhức. Nàng không biết Vương Tử Quân tại sao lại nói với mình như vậy, trong lòng có chút chờ mong, cũng có vài phần không biết phải làm sao. Liễu Thiến thấy Vương Tử Quân quá bình tĩnh tự nhiên, nàng không khỏi cảm thấy tâm tình cực kỳ phức tạp, thế là lên tiếng, trưởng. Trưởng phòng Vương, chào anh. Vương Tử Quân nghe thấy Liễu Thiến chào mình không được tự nhiên, thế là hắn cười cười nói, tôi với chị là bạn học cũ, chị gọi tôi như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy rất có áp lực. Vương Tử Quân nói lời trêu chọc làm cho mọi người cùng nở nụ cười, Liễu Thiến thì quẫn bách nói một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn chồng theo bản năng. Liễu Thiến thấy được ánh mắt Hầu Thành Đống rất kinh ngạc, khi nàng nhìn về phía Ngụy Triệu bác, lại thấy chú Ngụy khẽ gật đầu với mình, bộ dạng rất ân cần. Không thể ngờ trưởng phòng Vương lại là bạn học cũ của Liễu Thiến, tối nay tôi cảm thấy dứt khoát nên cho hai vợ chồng chúng nó làm chủ. Bạn học cũ cùng nhau tụ tập ôn lại chuyện xưa, cũng là một niềm vui trong đời. Ngụy Triệu bác nói rồi nhìn sang Hầu Thành Đống, có lẽ lần này có không ít bạn học cũ đến tham gia lễ kỷ niệm lần này, cậu nên tổ chức một chút. Không biết tôi chúng tôi có vinh hạnh này hay không? Hầu Thành Đống còn trẻ mà đi đến vị trí hiện tại, tất nhiên cũng phải là người biết nhìn mặt nói chuyện. Hắn nhanh chóng cho ra phản ứng sau khi chú mình lên tiếng sắp xếp. Vương Tử Quân rất muốn quay về Nam Giang, nhưng lúc này Ngụy Triệu bác nói đến đây thì hắn khó thể chối từ, thế là sảng khoái đồng ý, vậy mọi người cùng uống vài ly. Sau khi nói xong thì Hầu Thành Đống nói mình có việc kéo Liễu Thiến rời đi, trong phòng chỉ còn lại Vương Tử Quân và Ngụy Triệu bác. Vương Tử Quân lẳng lặng uống trà, lần này Ngụy Triệu bác hẹn gặp mặt phải có mục đích, hắn đang chờ đối phương lên tiếng. Ngụy Triệu bác đối mặt với sự thản nhiên tự đắc của Vương Tử Quân. Hắn căn bản không còn chút hoài nghi nào với vị trưởng phòng tổ chức trẻ tuổi này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, trưởng phòng Vương, không biết ngài có chú ý hay không, bây giờ tuyến trên đang chuẩn bị luân chuyển cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện. Ngụy Triệu bác nói đến phương diện luân chuyển cán bộ xuống tuyến dưới rèn luyện, Vương Tử Quân sao chưa từng nghe qua. Chuyện này tuy đang ở vào giai đoạn thảo luận, thế nhưng trên cơ bản là đại cục đã định. Vương Tử Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt của Ngụy Triệu bác, hắn xem như đã hiểu mục đích của đối phương. Xem ra lúc này tuyến trên đã quyết định vài phần nhân tuyển, trong đó có Ngụy Triệu bác, mà Ngụy Triệu bác bây giờ đang muốn đi xuống Nam Giang. Nam Giang là đặc khu kinh tế trong nước, xuống đây rèn luyện thì căn bản sẽ có lý lịch hoàng kim. Hơn nữa thông qua bệ phóng Nam Giang có thể dễ dàng kéo dài dâu ria của mình. Lúc này đầu óc Vương Tử Quân nhanh chóng xoay chuyển, hắn nhìn nụ cười trên mặt Ngụy Triệu bác, một ý nghĩ chợt lóe lên, lúc này thành phố Lâm Hồ trên cơ bản đã tạo thành thế cục hai bên tranh chấp với nhau, mình kẹp vào giữa căn bản rất khó xử, không bằng đưa lực lượng bên ngoài nhúng tay vào, như vậy đường sống của mình không phải càng lúc càng lớn sao? Tôi có nghe nói về điều này, nếu như cục trưởng Ngụy cố ý đến Nam Giang, tôi nhất định giơ hai tay hoan nghênh. Ngụy Triệu bác nghe Vương Tử Quân tỏ thái độ thì không khỏi thở dài một hơi, sau đó lên tiếng, năm ngón tay đều nằm trên bàn tay, tôi và trưởng phòng Vương dù sao cũng là bạn học, khi đó cũng mong trưởng phòng Vương quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Vương Tử Quân mới từ tỉnh Sơn Nam quay về ngồi xuống bàn làm việc của mình, đúng lúc này Khuất Chấn Hưng gọi điện thoại đến.
Khuất Trấn Hưng truyền thụ chỉ thị của bí thư Diệp Thừa Dân, mời hắn đến phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, hắn nhanh chóng đi đến, lúc này Diệp Thừa Dân cũng đang vui vẻ chờ hắn. Tử Quân, lần này anh về tham gia lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường có phải có nhiều cảm xúc lắm không? Chờ Vương Tử Quân ngồi xuống thì Diệp Thừa Dân dùng giọng thân mật hỏi. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó cười nói, có không ít cảm xúc, bí thư ngài. Chương 1429, tôi là thế lực thứ ba ở giữa Diệp Trừ. Không chờ Vương Tử Quân nói ra nghi hoặc của mình, Diệp Thừa Dân cười lớn nói, tôi vì sao mà biết được. Tôi tất nhiên là biết rõ điều này, 2 năm trước tôi cũng vừa mới về trường cũ tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường. Nhìn trường xưa và thầy cô giáo, cũng không thể không cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy Diệp Thừa Dân gọi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của mình có mục đích riêng, thế nhưng lão cảm khái căn bản là thật lòng. Dù sao thì điều này cũng động chạm đến kinh nghiệm của Diệp Thừa Dân. Sau khi hai bên cảm khái vài câu, mối quan hệ giữa hai người giống như được kéo gần không ít. Sau khi nói vài câu buôn chuyện thì Diệp Thừa Dân thay đổi chủ đề, truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai đưa đến những ảnh hưởng không nhỏ rơ tong xã hội, thượng cấp căn bản cực kỳ đồng ý với phương án xử lý của tỉnh Nam Giang. Ngày hôm qua tôi nhận được điện thoại của trưởng Ban Dương, anh ấy nói lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng vì chúng ta có thể thực hiện phương án truy cứu trách nhiệm cán bộ, hơn nữa còn là lớn mật truy cứu trách nhiệm. Lãnh đạo hy vọng chúng ta có thể tiến thêm một bước để thành lập và kiện toàn quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ, cố gắng cho ra một sự chèo chống mạnh mẽ đối với quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ sắp được cho ra lò. Diệp Thừa Dân nói những lời này thì trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng khi thật lòng thì lão có chút ghen ghét với người cho ra quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ là Vương Tử Quân. Diệp Thừa Dân cũng nhận thức được tầm quan trọng của quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ, nhưng lão càng biết rõ phổ biến nó là khó khăn thế nào. Vì vậy trong hội nghị thường ủy trước đó, khi Vương Tử Quân đề xuất tiến hành truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai, lão nhanh chóng cho ra phiếu chống. Nhưng khi mà kẻ gây hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ bị bắt về, trách nhiệm của Thích Phúc Lai là quá rõ ràng. Dưới áp lực của cấp trên, không thể không tiến hành truy cứu trách nhiệm của Thích Phúc Lai. Vì nguyên nhân trước đó Diệp Thừa Dân đã tỏ thái độ quá rõ ràng, thế cho nên trong mắt thượng cấp thì quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ này không chút liên quan đến lão. Nếu như ngay từ lúc đầu mà Diệp Thừa Dân thông qua ý kiến của Vương Tử Quân, như vậy công lao của công tác này căn bản khó thoát khỏi tay một người đứng đầu tỉnh ủy như lão. Nhưng bây giờ dù thượng cấp có mở lời khen thì lão cũng không có được chút vinh dự nào. Tuy Diệp Thừa Dân cũng đã suy nghĩ thông suốt, thế nhưng mỗi khi có người nói đến quy chế truy cứu trách nhiệm cán bộ, đặc biệt là khi lãnh đạo tán thưởng về chế độ này, lão càng cảm thấy không thoải mái. Mong bí thư Diệp yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi sau này công tác nhất định sẽ đẩy mạnh truy cứu trách nhiệm cán bộ. Sẽ thỏa mãn bài toán của tỉnh ủy. Vương Tử Quân không cảm ứng được biến hóa trong lòng Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn biết rõ Diệp Thừa Dân gọi mình đến cũng tuyệt đối không phải chỉ là khen ngợi như vậy. Nếu như vì khen ngợi mình, Diệp Thừa Dân chỉ sợ cũng không nóng lòng như vậy, mình mới quay về thì đã bị gọi đến ngay. Vương Tử Quân tỏ thái độ đoan chính làm cho tâm tình của Diệp Thừa Dân thả lỏng hơn một chút. Lão nhì Vương Tử Quân đang ngồi cực kỳ bình tĩnh, thế là trong lòng lóe lên cảm giác đáng tiếc. Người này là nhân tài khó có được, nhưng cuối cùng lại giống như không cùng thuyền với mình. Trước đó mình đã thật sự xem thường người này. Bây giờ Diệp Thừa Dân cảm thấy Vương Tử Quân căn bản chưa thể so sánh với mình và Trử Vận Phong, thế nhưng cũng không ai phủ nhận người này đã có tư thái của riêng mình, trở thành lực lượng thứ ba ở Nam Giang. Là một lực lượng thứ ba chen giữa mình và Trử Vận Phong. Nếu như Vương Tử Quân có thể nhào vào lòng mình, như vậy mình muốn phổ biến công tác ở Nam Giang cũng không khó khăn như vậy. Nguyên nhân mình và Vương Tử Quân đi mỗi người một ngã cũng xuất phát từ vị trí của Diêu Trung Tắc. Lúc đó nếu như mình giúp đỡ Vương Tử Quân trở thành phó bí thư tỉnh ủy, có phải hai bên sẽ có mối quan hệ khác? Diệp Thừa Dân ném ý nghĩ này ra khỏi đầu, lão là người làm việc lớn, dù biết rõ sự việc có tồn tại vài vấn đề, thế nhưng lão nghĩ lại mà cũng không hối hận. Tử Quân, thành phố Lâm Hồ vì sự kiện Thích Phúc Lai bị truy cứu trách nhiệm mà căn bản có hơi rối, bây giờ Thích Phúc Lai chính thức từ chức, nhìn qua có hơi loạn.
Diệp Thừa Dân nói đến đây thì nhìn Vương Tử Quân rồi nói, thế nên chúng ta cần phải nhanh chóng xác định chủ soái cho thành phố Lâm Hồ. Tuy mục đích của Diệp Thừa Dân không phải chỉ đơn giản là như vậy, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn đồng ý với ý nghĩ của Bí Thư Diệp. Thành phố Lâm Hồ lúc này cần ổn định, nhanh chóng điều phối người đến làm Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ căn bản là lựa chọn tốt nhất. Bí Thư Diệp, phòng tổ chức chúng tôi cũng có vài ý nghĩ về việc tìm nhân tuyển cho Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ. Thế nhưng với tình huống hiện tại của thành phố Lâm Hồ, cần phải có người có năng lực, có quyết đoán, có lực chấp hành đến nhận chức. Như vậy nếu muốn tuyển ra một người làm Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ cũng không dễ dàng chút nào. Vương Tử Quân nói đến đây thì đặt vở lên bàn, sau đó khẽ nói với Diệp Thừa Dân, mong Bí Thư Diệp cho ra nhiều chỉ thị hơn với chúng tôi ở sự kiện này. Diệp Thừa Dân đã có quyết đoán, thế nên phương diện này cũng không cần khách khí với Vương Tử Quân. Lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lấy ra một gói thuốc từ trong ngăn kéo, ném cho Vương Tử Quân một điếu rồi nói, nhân tuyển cho vị trí Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ căn bản không dễ tuyển chọn, nhưng nếu chúng ta có thể chọn một người thích hợp làm Bí Thư Thị ủy Lâm Hồ, như vậy sẽ làm cho thành phố Lâm Hồ phát triển lên độ cao mới. Vương Tử Quân gật đầu, bây giờ thành phố Lâm Hồ thật sự cần một vị Bí Thư có thể nắm vững đại cục. Vương Tử Quân thông qua Hoắc Quang Lĩnh mà biết rõ Bí Thư Diệp Thừa Dân đang nhằm vào ai, thế nên khi Diệp Thừa Dân hỏi thì hắn cũng không trực tiếp đi vào trong vấn đề, nhanh chóng bày ra thái độ của mình với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân cũng không hoàn toàn tán thành Cổ Hoàng Tắc, dù sao thì Cổ Hoàng Tắc tiến lên nhận chức sẽ không có chút lợi nào cho Vương Tử Quân. Anh cảm thấy Cổ Hoàng Tắc ở thành phố Hoa Dục như thế nào? Diệp Thừa Dân cũng không đi đường vòng quá nhiều với Vương Tử Quân. Lão trầm ngâm giây lát rồi đưa Cổ Hoàng Tắc lên cao. Vương Tử Quân cũng không hề bối rối với lời thẳng thắn của Diệp Thừa Dân. Hắn giả vờ suy tư giây lát, sau đó nói Cổ Hoàng Tắc có năng lực mạnh, là nhân tuyển tốt, nhưng lúc này anh ấy mới mở ra cục diện ở thành phố Hoa Dục. Nếu như đưa anh ấy đến thành phố Lâm Hồ, như vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến công tác mà anh ấy đang triển khai mở rộng ở thành phố Hoa Dục. Diệp Thừa Dân nhìn gương mặt Vương Tử Quân trong thời gian nửa phút. Lão cũng không lập tức tranh thủ cho Cổ Hoàng Tắc, chỉ cười nhìn Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương có phải có nhân tuyển nào hợp ý hơn cả Cổ Hoàng Tắc hay không? Vương Tử Quân cười cười dùng giọng có chút tùy ý nói, nếu muốn bảo trì sự ổn định của thành phố Lâm Hồ, tốt nhất nên chọn Bí Thư Thị ủy là người Lâm Hồ. Chọn Bí Thư Thị ủy là người Lâm Hồ, rõ ràng là đề bạt cán bộ thành phố Lâm Hồ, đây không khác nào đẩy cán bộ Lâm Hồ tiến lên. Để lực lượng của Trử Vận Phong trong thành phố Lâm Hồ thêm cứng nhắc như thép. Tất nhiên Diệp Thừa Dân căn bản không muốn nhìn qua kết quả thế này. Diệp Thừa Dân dùng ánh mắt bình tĩnh như nước nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng lạnh nhạt nói, tôi rất tán thưởng công tác của các cán bộ thành phố Lâm Hồ, thế nhưng vụ hỏa hoạn 12 tháng 7 còn chưa trải qua quá lâu, nếu như chúng ta tiếp tục tuyển người trong thành phố Lâm Hồ, sau này nhất định sẽ làm cho công tác của chúng ta thêm bị động. Diệp Thừa Dân cũng không nói làm sao rơi vào bị động, Vương Tử Quân cũng không hỏi, hai người chỉ đưa ánh mắt thấu hiểu nhìn lẫn nhau mà thôi. Vương Tử Quân chợt nói tiếp, Bí Thư, nếu như tuyển người từ trong tỉnh, căn bản còn không tìm ra được nhân tuyển tốt. Anh xem thế này được không? Lúc này tuyến trên đang phái ba đồng chí đến tỉnh Nam Giang chúng ta rèn luyện bồi dưỡng, để một người trong số bọn họ nắm quyền ở thành phố Lâm Hồ, anh thấy thế nào? Lúc này có ba đồng chí từ bên trên xuống rèn luyện, đầu óc Diệp Thừa Dân chợt khẽ vận chuyển, lý lịch của đám cán bộ kia ánh lên trong lòng lão. Trong ý nghĩ của lão thì tuyệt đối không cho người của Trử Vận Phong nắm thành phố Lâm Hồ, mà Trử Vận Phong cũng không lùi, sẽ không bỏ cuộc. Như vậy kết quả là mình và Trử Vận Phong sẽ phải tham chiến. Diệp Thừa Dân không sợ đánh lớn, nhưng lão cần suy xét xem trận chiến này có giá trị, có đáng hay không. Sự kiện hỏa hoạn ở thành phố Lâm Hồ đang bị người ta xào nấu, nếu sau đó mình thắng lợi thì ban ngành Lâm Hồ cũng rất rối, thế nên sẽ sinh ra trạng thái bị động. Diệp Thừa Dân là người chuẩn bị tiến lên, lão không muốn để lại bất kỳ manh mối nào cho người ta nhìn vào. Vương Tử Quân cho ra đề nghị đẩy một người không có căn cơ đến nắm công tác đứng đầu thành phố Lâm Hồ, lão thấy nó là biện pháp giải quyết không tồi. Thứ nhất có thể làm cho mình và Trử Vận Phong không tranh chấp quá nặng. Thế hai còn mở cánh cửa sắt của thành phố Lâm Hồ ra ngoài. Chỉ cần người đến nắm công tác ở thành phố Lâm Hồ không phải phe phái của Diệp Thừa Dân, như vậy phản ứng của Trử Vận Phong cũng sẽ không quá mức.
Chương 1430, một ơn nghĩa người dưng. Trưởng phòng Tử Quân, đề nghị của anh rất hay, tôi giúp đỡ đề nghị này, nhưng có điều ba vị đồng chí xuống Nam Giang nhận chức căn bản có năng lực không tương đồng, muốn lựa chọn ra một người làm bí thư thị ủy thì căn bản còn cần phòng tổ chức bỏ ra nhiều tâm tư hơn. Vương Tử Quân ra khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân mà có chút hưng phấn, dù sao chuyện này không những hóa giải nguy cơ khi phải cho ra lựa chọn đứng về một bên, hơn nữa còn làm cho cảm giác mình mất nhiều sức lực nhưng bị người ta hái mất quả ngon tan biến vài phần. Mình có thể để cho Ngụy Triệu Bác tiến lên, cứ để cho sự việc tiến triển như vậy, còn chuyện tiếp theo, cứ để cho Ngụy Triệu Bác tác động. Nếu như Ngụy Triệu Bác không làm được, như vậy mình cũng không cần tốn nhiều sức lực. Bánh tráng trứng cay giòn đây, không sợ anh không ăn, chỉ sợ anh không nếm thử, mời mọi người đến thưởng thức. Bánh quẩy, đậu hũ nóng, càng ăn càng muốn ăn, cực kỳ có lợi, đi qua không nên bỏ qua. Mì cay chính tông đây, không ăn không biết, ăn rồi khó thể quên. Một thành phố nhỏ ở phương Bắc, mặt trời như một lò lửa bùng sáng, loại ánh sáng hừng hực này cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả. Ánh nắng rơi lên người giống như hóa thành những cây kim đâm vào da, làm cho người ta mơ hồ cảm thấy nóng rát và đau nhức. Lúc này không gian bên người giống như một lò nướng, một thau nước hắn ra đường nhanh chóng bị ánh mặt trời thiêu đốt bốc hơi, chưa thấy mặt đất ẩm ướt được bao lâu thì đã khô như đất nung rồi. Trên một con đường nhỏ không tên, Trịnh Uy Quân đang đi với bộ dạng mất hết hồn vía, hắn nhìn những cửa hàng nhỏ đang tỏa mùi hương hai bên đường mà hai mắt không khỏi tỏa sáng. Hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn những món ăn cực kỳ hấp dẫn, trong bụng vang lên những âm thanh sùng sục. Hắn đưa tay vào trong túi áo, sau đó muốn đi thật nhanh, thế nhưng những âm thanh mời chào cứ như tự động chui vào trong tai làm hắn không nhịn được sự hấp dẫn của nó. Lúc này hai chân của hắn giống như đeo chì, mỗi bước chân giống như đang kéo theo cả ngàn quân. Trước kia những quán ăn ven đường căn bản không có bất kỳ loại giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh nào sẽ chẳng bao giờ được Trịnh Uy Quân đưa mắt nhìn qua. Nhưng bây giờ những món ăn được bày bán ven đường lọt vào mắt hắn lại trở nên cực kỳ ướt át quyến rũ. Hắn đã ăn ba cái bánh bao, lúc này rất muốn ăn một miếng thịt lớn, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến xem như an ủi cái bụng của mình. Nhưng chỉ là một ý nghĩ đơn giản như vậy lại không cách nào thực hiện được, thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Lần này hắn chạy chối chết vốn chuẩn bị không ít tiền, Trịnh Uy Quân hắn là người quen sống xa hoa phú quý, sao có thể trải qua cuộc sống quẫn bách như thế này được. Chẳng qua cuộc sống lo lắng hãi hùng làm cho kế hoạch của hắn bị rối loạn, đám người kéo đến từ bên kia làm cho hắn liên tục thay đổi trốn dung thân, cuối cùng biến thành một người không còn xu nào. Lần này Trịnh Uy Quân chạy đến một thành phố nhỏ ở phương Bắc, đây cũng là hành động bát đắc dĩ, hắn chỉ còn đủ tiền mua vé xe lửa đến đây mà thôi. Anh bạn, thịt kho tàu nóng sốt, béo mà không ngán, vừa vào miệng đã tiêu hóa ngay, có cần nếm thử một chút không? Một người phụ nữ trung niên mập mạp giống như thấy được ánh mắt tham lam của Trịnh Uy Quân, nàng vừa lau tay vào chiếc tạp dề đầy mở vừa cười chào hỏi khách. Trịnh Uy Quân nuốt nước bọt một cách khó khăn, hắn muốn khoát tay từ chối vì mình không có xu nào, thế nhưng trong bụng giống như đang có hàng ngàn con kiến đang bò làm cho toàn thân ngứa ngáy. Ý nghĩ không được ăn làm cho bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu. Anh bạn, có cần ăn thêm một bát mì không? Món mì của tôi là tổ truyền, hương vị cực kỳ đặc biệt, ăn mì với thịt kho tàu đảm bảo sẽ làm cho miệng anh bạn đầy dầu mỡ. Người phụ nữ trung niên dùng một cái chén nhỏ múc thịt kho tàu đặt bên cạnh Trịnh Uy Quân, sau đó cười tủm tỉm đề nghị. Cho tôi hai chén, Trịnh Uy Quân không thể không bội phục bà chủ quán. Người phụ nữ này chỉ nói vài tiếng mà đã làm cho khí chất anh hùng hảo hán của hắn tan biến đi hơn phân nửa. Hai chén mì ăn với thịt kho tàu, Trịnh Uy Quân ăn như sói như hổ. Khi miếng thịt kho tàu cuối cùng được bỏ vào miệng, ánh mắt hắn chợt lóe lên, thì ra món thịt kho tàu này là mỹ vị của thế gian, trước kia sao mình không cảm nhận được cơ chứ? Chị, ví của tôi đã bị người ta trộm mất, tôi đã ba ngày chưa được ăn cơm, tôi thật sự đói muốn chết. Thế cho nên cầu xin chị cho tôi ở lại lao động một ngày, xem như trả tiền bữa cơm này, có được không? Trịnh Uy Quân lúc đầu còn cảm thấy những lời xin xỏ giống như ăn mày thế này nói không nên lời, nhưng khi bà chủ cầm khăn đến thu dọn bát dĩa, hắn vẫn phải dùng giọng gian nan nói ra. Lúc đầu bà chủ quán có chút nổi giận, nhưng khi Trịnh Uy Quân nói hết lời, vẻ mặt của nàng có vẻ thoải mái hơn một chút.
Nàng nở nụ cười tha thứ với hắn, anh bạn, à, ai mà không có lúc thất bát. Bữa cơm này xem như chị mời cậu, cậu cứ đi làm gì thì làm, không cần làm việc trả tiền. Trịnh Uy Quân nhìn bộ dạng hào sảng của người phụ nữ trước mặt, hắn không khỏi muốn quỳ xuống dập đầu vài cái. Người phụ nữ này quá chất phác đáng yêu, vì vậy hắn cực kỳ cảm động và dùng giọng kiên trì nói chị, tôi chẳng có gì cả thế nhưng vẫn còn có chút sức lực, nếu chị không để tôi làm việc một ngày, tôi căn bản cảm thấy không yên. Dưới sự kiên trì của Trịnh Uy Quân, người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của hắn. Trịnh Uy Quân là một ông chủ lớn lăn lộn nhiều năm, thật sự không thích ứng với những công việc nặng nhọc. Nhưng hắn trở thành ông chủ nhiều năm, hắn không có gì khác nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, thế cho nên làm việc cũng cực kỳ gọn gàng. Những công việc trong cửa hàng ven đường thế này căn bản là có hạn, bên trong hơi tối, ban ngày cũng phải mở đèn. Người phụ nữ có chút áy náy, nói nơi này không có cửa sổ nên rất nóng. Trịnh Uy Quân nói cũng không nóng, nếu so với bên ngoài còn tốt hơn rất nhiều. Trịnh Uy Quân đổ mồ hôi đầm đìa trong không gian nhỏ hẹp, chỉ một lát sau mồ hôi đã chảy thành sông nhưng ánh mắt hắn vẫn rực sáng và đảo quanh bốn phía. Sau khi bưng thức ăn cho người khách cuối cùng, người phụ nữ lại múc thức ăn cho Trịnh Uy Quân ăn một bữa ngon miệng. Lúc này Trịnh Uy Quân căn bản không đói như sáng sớm, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ có hương vị, đây chính là thức ăn hắn lấy được thông qua lao động của chính mình. Khi con người bận rộn thì thời gian giống như trôi qua nhanh hơn, vô tình Trịnh Uy Quân đã làm việc được một ngày, đến khi dọn quán thì hắn biết người phụ nữ trung niên kia tên là Mai Linh, chồng bị tai nạn xe qua đời, chỉ còn lại mẹ con nàng trông coi quán ăn nhỏ này sống qua ngày. Anh bạn, anh cũng mệt nhọc rồi, 100 đồng này xem như tiền công của anh hôm nay, anh cầm về nhà đi. Người phụ nữ trung niên Mai Linh đặt những tấm ván cửa lên chiếc xe nhỏ, sau đó lấy ra tờ 100 đồng dính đầy giày mở đưa cho Trịnh Uy Quân. Chương 1430, hai ơn nghĩa người dưng. Bây giờ Trịnh Uy Quân tuy đang rất chán nản, thế nhưng hắn cũng là người thông minh, hắn làm việc một ngày và biết được Mai Linh kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ là trên dưới 100 đồng mà thôi. Người phụ nữ này có thể cho hắn số tiền như vậy, thật sự làm cho hắn sinh ra cảm giác ê ẩm muốn khóc. Trịnh Uy Quân nhìn tờ 100 đồng, hắn nhanh chóng đẩy ra giống như bị phỏng, sau đó phất tay nói với Mai Linh chị. Tôi không thể nhận tiền của ngài, tôi đi đây. Trịnh Uy Quân quay đầu bước đi thế nhưng lại bị Mai Linh giữ lại. Mai Linh có cơ thể mập mạp, gánh nặng cuộc sống đã làm cho hình thể của nàng trở nên to béo, tuy không còn đẹp đẽ gì nhiều, thế nhưng sức mạnh vẫn luôn được bảo tồn. Với sức khỏe yếu ớt của Trịnh Uy Quân thì căn bản không vùng ra khỏi tay Mai Linh, thế là Mai Linh không cần phân trần mà nhét tiền vào tay hắn, sau đó giả vờ cả giận nói, anh cầm đi. Ở nhà ngàn ngày đều tốt đẹp, ra khỏi nhà một ngày liền gặp khó khăn, ai không có lúc khó khăn khốn đốn. Tôi nói anh cầm, anh từ chối thì tôi sẽ rất tức giận. Trịnh Uy Quân căn bản là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cảm thấy người phụ nữ này thương mình như mẹ ruột của mình. Hắn có chút do dự, sau đó khẽ nói chị, nhà tôi cung không còn người nào, nếu như chị tình nguyện, ngày mai tôi tiếp tục đi làm với chị được không? Mai Linh giật mình nhìn hai mắt của Trịnh Uy Quân, hai bàn tay mập mạp lại vỗ vào nhau, tốt quá, tôi đang một người cực kỳ bận rộn, nếu anh tình nguyện làm việc cùng tôi, những thứ khác thì khó nói, một tháng trả anh 1.000 cũng không là vấn đề. Trước kia 1.000 đồng chỉ là một ly rượu của Trịnh Uy Quân mà thôi, nhưng bây giờ lại là một tháng tiền lương lao động mệt nhọc của hắn. Tối hôm đó Trịnh Uy Quân đi đến nhà Mai Linh, là một căn nhà nhỏ trong thôn. Hắn đi vào phòng ngủ đơn sơ, đầu đặt lên chiếc gối có mùi ẩm mốc thế nhưng trong lòng cực kỳ an tĩnh. Một tháng sau trên con đường bán thức ăn có thêm một người đàn ông tên là anh Phó, vừa mới mở quán thì người này đã vùi đầu vào làm việc, căn bản không nói chuyện, tay chân cũng không nhàn rỗi. Vì có anh Phó nên cửa hàng của Mai Linh cũng buôn bán ngày càng tốt, anh Phó là một người có khả năng cũng nhanh chóng dung nhập vào cuộc sống hàng quán ven đường của Mai Linh. Khi không làm việc thì hắn cùng đánh cờ với ông chủ cửa hàng bên cạnh, lúc này giống như hắn đã hoàn toàn thích ứng với phân phận của mình. Anh Phó, thầy của Tiểu Lệ vừa gọi điện thoại đến, nói là thằng bé cãi nhau với bạn học trong trường, anh đi sang bên kia xem thế nào giùm tôi với. Mai Linh đặt điện thoại xuống thì lớn tiếng nói với Trịnh Uy Quân. Trịnh Uy Quân lúc này đã dung nhập vào cuộc sống của Mai Linh, hắn cũng quen thuộc mẹ con của nàng.
Hắn tuy giấu mình trong cuộc sống kham khổ, thế nhưng cuộc sống trụy lạc xa hoa trước đó vẫn đặt dấu ấn cực kỳ sâu trong ký ức. Hành trình chạy trối chết làm cho hắn cảm thấy cực kỳ khốn khổ, hắn cảm thấy mình đã quá mệt mỏi rồi, cuộc sống không màng danh lợi vào lúc này đột nhiên làm cho hắn cảm thấy ấm no hạnh phúc, hắn đã lâu rồi chưa được hưởng qua cảm giác như thế này. Sáng sớm đi dọn quán, buổi tối đóng cửa, cửa hàng thức ăn nhỏ và những vị khách qua đường căn bản là cuộc sống của Trịnh Uy Quân vào lúc này. Hắn cảm thấy mình giống như một người vừa bị cơn lũ cuốn trôi đột nhiên vớ được cây cọc cứu mạng, cũng có thể là thuyền, cũng có thể là tấm ván gỗ, càng có thể là một đống rơm, thế nhưng đối với một người đã quá kham khổ vì bỏ chạy như hắn thì chúng nó đều là cuộc sống mới. Không biết từ lúc nào thì Trịnh Uy Quân đã thay Mai Linh đi gặp thầy giáo, hơn nữa chuyện này còn được cả nhà giúp đỡ. Sau khi nghe lời yêu cầu của Mai Linh, hắn xoa xoa hai tay ướt sũng, sau đó leo lên chiếc xe đạp mà tất cả mọi thứ đều kêu chỉ còi không kêu, nhanh chóng chạy về phía trường học. Anh làm gia trưởng căn bản không biết dạy con, anh xem nó phá phách thế nào đây này. Đánh con trai của chúng tôi như thế này đây. Trong phòng làm việc của giáo viên, một người phụ nữ ăn mặc rất hợp thời trang dùng giọng cay nghiệt mắng Trịnh Uy Quân. Con người khi thay đổi thân phận thì thường đổi luôn cả thái độ đối nhân xử thế. Trước kia Trịnh Uy Quân là một ông chủ dậm chân một cái chấn động cả thành phố Lâm Hồ. Hắn thường nói chuyện sáng giọng, thái độ cao ngạo, có bao giờ để người ta ép lên đầu thế này. Nhưng bây giờ thế sự đã khác, hắn không còn là Trịnh Uy Quân, chỉ là một thằng dân ngu tay không tấc sắt mà thôi. Vừa mới thấy mặt thì người phụ nữ kia đã mắng con trai của Mai Linh xối xả, điều này làm cho anh phó tức sủi bọt mép. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn người phụ nữ phía bên kia, sau đó còn vỗ mạnh tay xuống chiếc bàn trong phòng. Mặc dù sự việc không giải quyết được gì, thế nhưng khi về nhà thì ánh mắt người con của Mai Linh nhìn hắn càng thêm thân thiết. Lại một đêm trôi qua, anh phó xem xong chương trình thời sự, hắn lại nằm xuống trong căn phòng của mình. Lúc này bầu không khí có chút buồn bực, quạt điện thổi o o bên tai, căn bản cũng không giải quyết được cái nóng hầm hập vào lúc này. Hắn không ngủ được. Trong đầu suy nghĩ miên man, sau đó lại nghĩ đến vấn đề của mình. Hắn nghĩ như vậy mà không ngủ nữa, nhưng hắn cảm thấy ngồi cũng khó chịu mà đứng cũng khó chịu không kém, thậm chí nằm xuống cũng không dễ chịu hơn, đây là cảm giác mà đã lâu rồi hắn chưa từng trải qua. Trịnh Uy Quân ngủ không được yên ổn, hắn bắt đầu nằm mơ, giấc mộng giống như sự thật, bí thư thị ủy Lâm Hồ Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức. Tự nhận lỗi từ chức, hừ, quá tiện nghi cho người này. Còn nhiều chuyện mà người này nên tự nhận lỗi từ chức, bây giờ đối phương dễ dàng được bỏ qua, ngược lại xem như có được kết quả vẹn toàn. Khi Trịnh Uy Quân nghĩ đến người thúc đẩy ép Thích Phúc Lai phải nhận lỗi từ chức, cửa phòng bị đẩy ra, hắn cũng nhanh chóng thức tỉnh. Khi một cơ thể mềm mại trơn mượt tiến vào trong lòng hắn, tất cả chiến tuyến phòng thủ tâm lý của hắn chợt sụp đổ. Trịnh Uy Quân vuốt ve bộ ngực cực kỳ lớn, hắn biết rõ người chui vào trong lòng mình là Mai Linh. Hắn đã trải qua vài tháng cấm dục, thế là nhanh chóng bị mùi hương phụ nữ làm cho chết ngất, mùi hương này căn bản không kém hơn những cô nàng xinh đẹp trước kia, là thứ mà hắn đang cần, cũng nhanh chóng khiêu khích khát vọng của hắn. Ngay sau đó hắn đã nhanh chóng vận dụng vũ khí mà mình không dùng bấy lâu nay, nhanh chóng áp Mai Linh xuống bên dưới, người phụ nữ đã lâu rồi không được tưới tắm này nhanh chóng rền rỉ, hai người nhanh chóng dính chặt lại với nhau. Mây gió tản ra. Mai Linh đã thiếp đi trong cảm giác ngọt ngào, Trịnh Uy Quân đốt một điếu thuốc, hắn cảm thấy cuộc sống hiện tại là không tồi. Ngụy Triệu Bác ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Đối mặt với một người em học cùng trường nhưng khác khóa với mình, hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Hôm nay có thể nói là thời điểm mà Ngụy Triệu Bác đáng được nhận những lời chúc mừng, vì sau hơn nửa tháng chờ đợi, cuối cùng mọi thủ tục đã được làm xong. Bây giờ hắn chính thức trở thành bí thư thị ủy thành phố Lâm Hồ. Bây giờ hắn ngồi cùng xe với Vương Tử Quân, là Vương Tử Quân đưa hắn đến thành phố Lâm Hồ nhận chức. Tuy trước khi đến thì có nhiều người nói công tác ở thành phố Lâm Hồ là không dễ dàng gì, nhưng hắn tiến lên làm bí thư thị ủy Lâm Hồ, hắn sẽ có thêm kinh nghiệm tốt đẹp, sẽ tu bổ lý lịch của mình. Chỉ cần Ngụy Triệu Bác có thể làm tốt công tác của bí thư thị ủy Lâm Hồ, kết hợp với tư chất lý lịch khi công tác trên đơn vị trung ương và những mối quan hệ còn sót lại, hắn có thể nhanh chóng tiến lên, đây là chuyện thường tình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 127.